Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 321, Lưu Huân khó hiểu một. Người không biết suy nghĩ của Thẩm Bích Như, Trương Huyền đang day chân mày, suy nghĩ trước khi rời đi còn cần phải làm những gì. Chợt hắn thấy một đám ánh mắt đen xông tới. Trương lão sư, đừng vứt bỏ chúng ta. Lão sư muốn đi Thiên Vũ Vương quốc sao? Dẫn chúng ta đi với. Chúng ta muốn đi cùng lão sư. Đó chính là đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương. Vừa rồi Trương Huyền và đám người Thẩm Bích Như nói chuyện, bọn họ đều nghe được. Trong ánh mắt tất cả đều lộ ra vẻ mong chờ mãnh liệt. Muốn đi cùng ta? Trương Huyền nhìn qua. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Chỗ ta muốn đi chính là vương quốc cấp bậc cao hơn, không phải đi chơi. Thực lực của người trong đó mạnh hơn rất nhiều, sẽ có không ít nguy hiểm không biết. Chỉ một chút lơ là, sẽ đưa tới họa sát thân, thậm chí phải chết. Chúng ta biết. Mấy người lộ ra vẻ mặt kiên định. Tuy rằng cha tiếp xúc với Trương lão sư này trong thời gian ngắn, nhưng hắn giúp đám người mình, thật sự toàn tâm trả giá, không cầu báo đáp. Trong lòng bọn họ sớm sinh ra tình cảm thầy trò có thể so sánh với người thân. Không cần vội vàng đưa ra quyết định như vậy, ta cho các ngươi một đêm suy nghĩ, ngày mai lại cho ta đáp án. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Huyền khoát tay. Nói thật, không chỉ là đối phương, dạy mấy học sinh này trong thời gian dài như vậy, hắn cũng có tình cảm. Nếu quả thật muốn dẫn đi, chỉ hy vọng bọn họ suy nghĩ kỹ, cam tâm tình nguyện, mà không phải là ép buộc. Hơn nữa, cho dù hắn dẫn theo, cũng không có khả năng để cho đi theo sau lưng hắn. Dù sao Hồng Liên Sơn Mạch có thể là hang ổ của độc sư, nguy hiểm vô cùng. Bản thân mình cũng rất khó bảo đảm an toàn, càng chưa nói tới mấy người nửa bình này. Trương lão sư, ta không cần suy nghĩ. Hiện tại tất cả của ta đều là lão sư cho. Lão sư đi tới nơi nào, ta cũng đi đến nơi đó. Viên Đào lắc đầu, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong ánh mắt mang theo sự kiên định. Hắn là cô nhi, không có bất kỳ tài nguyên tu luyện nào, vốn chỉ là học viên tệ nhất của học viện. Là Trương lão sư, đi từng bước một dẫn theo hắn, cho ra công pháp tốt nhất, đan dược tốt nhất, giáo dục tốt nhất. Hắn mới có thực lực như bây giờ. Cho nên, không cần suy nghĩ, Trương lão sư đi đâu, hắn đi đó. Ta cũng vậy, Trương lão sư, cầu lão sư không cần đuổi chúng ta đi. Chúng ta nguyện ý làm học sinh của lão sư, cả đời cũng vậy. Người thứ hai quỳ xuống, không ngờ là Vương Dĩnh luôn luôn yếu đuối. Vẫn mong Trương lão sư dẫn theo chúng ta. Ngay sau đó Triệu Nhã, Trịnh Dương, Lưu Dương cũng theo sát, quỳ xuống. Ánh mắt mỗi một người đều kiên định, không cho phép dao động. Nhìn thấy được năm học sinh, tuy rằng tuổi tác non nớt, lại lộ ra quyết tâm chăm chết không hối hận, mặc dù Trương Huyền hai đời làm người, cũng không kìm chế được, trong lòng thầm run lên. Ta có thể dẫn các ngươi rời đi, chỉ có điều, không thể đi cùng một đường với ta. Ta sẽ để cho đám người Lưu sư trực tiếp đưa các ngươi đến Thiên Vũ Vương Thành. Chờ ta làm xong việc, sẽ đi qua tìm các ngươi. Có chút do dự, Trương Huyền nói. Chỉ cần giải quyết vấn đề khí độc trong cơ thể. Hắn nhất định sẽ đi tới danh sư đường của Thiên Vũ Vương Thành sát hạch danh sư. Để cho những người này đi tới trước, lại có đám người Lưu sư chiếu cố, sẽ an toàn hơn một chút. Đa tạ lão sư. Nghe được hắn đồng ý dẫn theo bọn họ, năm người mỗi một đều hưng phấn, viên mắt ửng đỏ. Thật ra bọn họ không biết, ngày hôm nay làm ra quyết định này, sẽ mang lại bố cục lớn thế nào cho đại lục sau này. Năm người cuối cùng lại đạt tới một cảnh giới và trình độ thế nào. Được rồi, tất cả đều trở về chuẩn bị đi, lần này rời khỏi Thiên Huyền Vương quốc, sau này cũng chẳng biết tới lúc nào mới có thể trở về. Trương Huyền xua tay. Vâng. Năm người đồng thời gật đầu, lui ra ngoài. An bài cho học sinh xong, Trương Huyền trở lại phủ đệ, nhìn thấy được đám người Lưu Lăng tự nhiên vẫn chờ. Hắn nói ra chuyện mình muốn rời đi, nghe xong bọn họ buồn bã một hồi. Ngay sau đó, hắn để cho bọn họ lấy ra công pháp tu luyện của mình. Hỗ trợ chỉ điểm một hồi. Kết quả Lưu Lăng có cảm ngộ đột phá đến cảnh giới tông sư đầu tiên. Trịnh Phi vừa đột phá không bao lâu, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn có phần tiến bước là rất khó. Chỉ có điều Trang Hiền tiến bước cũng rất lớn. Chỉ cần từ từ củng cố, trong vòng nửa tháng, chỉ sợ cũng có thể trùng kích tông sư thành công. Căn dặn ba danh sư thay hắn chiếu cố vị, đệ tử thân truyền kia, Trương Huyền lúc này mới gọi Tôn Cường tới. Lão gia, không cần bỏ ta ở lại. Ta muốn đi theo lão gia. Vừa vào cửa, Tôn Cường lại quỳ rạp xuống đất. Hắn giống như Viên Đào,
không có thân thế bối cảnh gì lợi hại. Trước khi gặp được Trương Huyền, hắn chẳng qua là nhân vật nhỏ cho thuê cửa hàng tại Thiên Vũ, không có bất kỳ địa vị nào đáng nói. Hắn có thể có địa vị và thân phận như ngày hôm nay khiến người ta kính trọng, tất cả đều là nhờ người trước mắt này mang đến. Trong lòng hắn vô cùng cảm kích và lưu luyến. Nếu quả thật muốn đi cùng ta, đi ngay tới Hồng Thiên Học Viện tìm Trương Huyền lão sư, cố gắng thần phục. Lúc thời gian rảnh rỗi, ta sẽ trở lại thăm một chút. Trương Huyền nói, tuy rằng tu vi của vị tôn cường này không cao, nhưng ở trên việc buôn bán, lại là người lão luyện. Sau đó thành danh sư, đồ khống chế càng lúc càng nhiều, chung quy cần phải có một người xử lý. Người này hiểu rõ, ngược lại là thích hợp. Vâng. Tôn Cường nghe thấy lão gia cũng không có ý định ném hắn ở lại, không quan tâm, hắn hưng phấn liên tục gật đầu. Tu vi của ngươi bây giờ còn có hơi thấp, đây là ta dựa vào bản thân ngươi sáng tạo ra công pháp. Ngươi cố gắng tu luyện, hy vọng lần sau gặp được, có thể có thực lực tương xứng với thân phận. Đưa ra một quyển bí tịch, Trương Huyền nhìn chằm chằm người béo mập trước mắt, thần sắc nghiêm nghị. Đừng để cho ta thất vọng. Lão gia, ta sẽ cố gắng. Khuôn mặt Tôn Cường thoáng nghiêm lại. Lão gia nói rất đúng, thực lực của hắn là điểm yếu. Làm quản gia của danh sư, chỉ có võ giả tứ trọng bì cốt cảnh, thật sự quá yếu. Trước đây hắn sống vô tri vô giác ngược lại cũng thôi. Nếu như sau này còn muốn đi cùng lão gia, thực lực không đủ khẳng định là không được. Đi xuống đi. An bài xong tất cả, đã đến lúc đêm khuya, ngày hôm sau còn có một buổi giảng bài công khai. Trương Huyền không tu luyện nữa, trực tiếp nghỉ ngơi. Tuy rằng hắn vẫn rất giàu dĩ không biết sách thiên đạo đi chỗ nào. Nhưng thật sự không tìm được, hắn cũng không bất kỳ biện pháp nào. Chương 322, Lưu Huân khó hiểu 2. Lưu Huân là kiệt xuất nhất nhân vật trong thế hệ trẻ tuổi của bốn gia tộc lớn Lưu gia tại Thiên Huyền Thành. 23 tuổi lại có tu vi ích huyệt cảnh sơ kỳ. Quan trọng nhất chính là lão sư hắn danh sư nhất tinh từ Kim Dương Vương Quốc. Đối với tu luyện có cách nhìn và năng lực lĩnh ngộ rất cao. Xa nhà học tập 3 năm, hắn một nắng hai sương chạy về. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn lại về đến cửa của gia tộc. Hắn đang muốn đẩy cửa đi vào, liền thấy tộc nhân vội vã đi ra ngoài. Nhanh lên một chút, nếu không sẽ muộn mất. Đúng vậy, tận dụng thời gian. Đây chính là cơ hội tốt, một khi mất đi, tương lai nhất định sẽ hối hận suốt đời. Đi ra đều là thế hệ trẻ tuổi. Cũng có trung tầng hơn 30 tuổi. Trong tay mỗi người đều cầm vở và bút, trong thần sắc mang theo vẻ sốt ruột. Đây là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ có người muốn tìm Lưu gia chúng ta gây phiền phức sao? Nhìn thấy được bộ dáng này của bọn họ, lông mày Lưu Huân nhíu lại, vận chuyển chân khí, âm thầm đề phòng. Chỉ có điều, ý nghĩ vừa lóe lên ở trong đầu, hắn lập tức loại bỏ. Nếu quả thật có người gây phiền toái, cao tầng khẳng định đi ra. Không có khả năng chỉ là thế hệ trẻ tuổi. Mấu chốt nhất chính là, nếu như đi chiến đấu, cầm vở và bút theo có tác dụng cái giám. Cũng không thể có kẻ địch đến, cầm bút lông vẽ mực lên trên mặt đối phương. Lưu Huân biểu ca đã trở về. Hắn đang nghi ngờ, chợt có một thiếu nữ tiến lên nghênh đón. Ngọc Nhi, các nàng đây là. Ngọc Nhi là biểu muội của hắn, từ nhỏ chơi với nhau tới lớn. Có người nói năm nay nàng vừa thi đậu chân vũ học viện. Cũng thành học sinh của Lục Tầm lão sư, tiền đồ vô lượng. À, Trương Huyền lão sư nói muốn công khai giảng bài. Chúng ta đều qua nghe giảng bài. Nếu biểu ca đã trở về, cũng theo chúng ta đi nghe một chút. Ngọc Nhi cười nói. Trương Huyền lão sư. Lưu Huân nhíu mày. Là lão sư phế vật nàng nói trong bức thư lần trước sao? Hắn giảng bài có cái gì hay để nghe? Mặc dù rời khỏi Thiên Huyền Vương quốc một thời gian tương đối dài, nhưng chuyện phát sinh bên này. Hắn vẫn biết không ít. Trương Huyền đứng thứ nhất đếm ngược, xưa nay chưa từng có. Cho dù cách xa mấy nghìn cây số, hắn cũng đã sớm nghe nói tới. Hắn không có khả năng là phế vật, hắn là lão sư sao kim chân chính. Ngọc Nhi lôi kéo tay hắn. Đi nhanh một chút, nếu không đi muộn, lại không tìm được chỗ tốt. Không tìm được chỗ tốt, mới sáng sớm lại muốn giảng bài sao. Lưu Huân càng lúc càng nghi ngờ, không nhịn được hỏi. Không phải sáng sớm, là buổi trưa. Buổi trưa. Lưu Huân thiếu chút nữa hôn mê. Buổi trưa giảng bài, đến lúc đó đi qua cũng không muộn. Hiện tại trời vừa sáng lại vội vã chạy tới. Giờ cho quỷ gì? Biểu ca cứ nghe ta là được. Động tác nhanh lên một chút. Đến đó ta lại nói tỉ mỉ cho biểu ca.
vẻ mặt Ngọc Nhi lo lắng, đi về phía Hồng Thiên Học Viện. Thấy nàng và tộc nhân đều vội vã như thế, Lưu Huân không thể tiếp tục kìm chế được, theo sát phía sau. Những người kia là, người của Bạch gia sao? Đi không bao lâu, hắn liền thấy một đám người cũng lộ vẻ mặt sốt ruột chạy đi. So với người của bọn họ còn nhiều hơn, không chỉ có thế hệ trẻ tuổi, thậm chí một ít trưởng lão tròm râu bạc phơ cũng có mặt trong đó. Ánh mắt mỗi người tỏa sáng, giống như phía trước có bảo tàng lớn đang chờ được đào lên. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn, Lưu Huân lại nhận ra được, là người của Bạch gia cũng là một trong bốn gia tộc lớn. Đó là, Bạch Minh tộc trưởng, hắn, cũng tới sao? Trong lòng kỳ quái, nhìn lại về phía người đi đầu. Sau khi nhìn thấy rõ ràng diện mạo, hắn chấn động toàn thân. Không ngờ là Bạch Minh tộc trưởng. Không nghĩ tới hắn tự mình dẫn đoàn người, phương hướng đi tới lại giống như đám người biểu muội. Đó là, Vương Hoàng tộc trưởng. Chấn động kinh ngạc còn chưa có kết thúc, ngay sau đó hắn lại nhìn thấy được một đám người xuất hiện ở cách đó không xa, cũng đi về phía Hồng Thiên Học Viện. Người dẫn đầu hắn cũng nhận ra. Đó là Vương Hoàng tộc trưởng Vương gia, một trong bốn gia tộc lớn. Nghe nói vị Vương Hoàng tộc trưởng này luôn luôn tâm cao khí ngạo, thực lực lại mạnh. Trong bốn gia tộc lớn, cơ bản lấy bọn họ làm chủ. Thế nào, hắn cũng đích thân đến. Hơn nữa, trong tay hắn cũng cầm vở và bút lông. Đỗ Mạc Hiên của Đỗ gia, Đỗ Viễn, còn có thế hệ trẻ tuổi của Đỗ gia. Lại đi một hồi, hắn nhìn thấy được người của Đỗ gia cũng giống như gia tộc bọn họ cùng với những người khác. Mỗi người đều cầm vở và bút. Vẻ mặt mỗi một người đầy hưng phấn vọt tới trước. Bốn gia tộc lớn không ngờ tập trung lại, Lưu Huân chỉ cảm thấy hai mắt choáng váng, cũng sắp ngã sấp xuống. Ngọc Nhi, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thật sự không nhịn được, hắn nhìn về phía biểu muội đi trước. Bọn họ đều là tới nghe Trương lão sư giảng bài. Ngọc Nhi nói, nghe giảng bài, chẳng lẽ, vị Trương lão sư này, là danh sư? Lưu Huân thật sự không rõ. Ngoại trừ danh sư ra, hắn thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc là người nào có loại năng lực hiệu triệu này, có thể khiến cho Vương Thành tộc trưởng bốn gia tộc lớn tự mình dẫn đầu đoàn người, vội vàng đi qua. Hắn không phải danh sư. Ngọc Nhi lắc đầu. Không phải, vậy. Vẻ mặt nghi ngờ, Lưu Huân đang muốn hỏi thăm. Không phải danh sư, làm sao có thể khiến cho nhiều người xua như xua vịt như vậy? Hắn liền nghe được giọng thiếu nữ vang lên. Hắn tuy rằng không phải là danh sư, lại là đại sư huynh của danh sư. Chương 323, Trương lão sư, ngài đã tới một. Đại sư huynh của danh sư. Không nghe giải thích còn tốt, nghe xong hắn chẳng những không hiểu rõ, càng thêm khó hiểu. Lưu Huân đều có cảm giác muốn phát điên. Danh sư địa vị cao tới mức nào, bản thân hắn là học sinh, hắn biết rất rõ ràng. Cho dù là loại đẳng cấp quốc vương bệ hạ của Thiên Huyền Vương quốc này, đứng ở trước mặt cũng không dám làm càn. Một lời có thể tàn sát hàng loạt dân trong thành, một lời có thể diệt quốc. Đây là danh sư, đại sư huynh của, người như thế. Có nhầm hay không? Từ khi nào Thiên Huyền Vương quốc xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy? Trong nháy mắt, trong tiềm thức hắn cho rằng, khẳng định người này và Trương Huyền hắn biết không phải là cùng một người. Đó là một phế vật, đây là đại sư huynh của danh sư. Làm sao có thể so sánh được? Trong lòng hắn miên man suy nghĩ, tiếp tục đi theo phía sau tiến vào Hồng Thiên Học Viện. Đập vào tầm mắt hắn, trong học viện không biết tập trung bao nhiêu người. Mỗi người đều cầm giấy bút, hào hứng đi về phía đài so tài. Đây là, Bạch Tùng, Thương Tùng kiếm khách, một mình hành hiệp nổi danh ở Vương quốc. Chu Hoàng Nghị đao khách dám cười thiên hạ, một đao chấn động càn khôn Triệu lão gia tử, một tay chấn động tám phương Diệp Thiên Hùng. Nàng xác định, những người này đều tới nghe giảng sao. Nhận ra không ít người trong đó, trong lòng Lưu Huân co rút, còn thiếu chút nữa ngất đi. Những người này cũng đều là nhân vật siêu cấp nổi danh ở trong Thiên Huyền Vương quốc không biết bao lâu. Ngay cả phụ thân hắn, tộc trưởng Lưu gia cũng phải nghiêm trang đối đãi, không dám khinh thường. Thậm chí quốc vương bệ hạ muốn mời, cũng rất khó mời đi qua. Lúc này bọn họ lại đều cầm bút lông và vở, cao hứng không ngừng. Đây rốt cuộc là một buổi giảng bài cấp bậc gì? Đúng vậy. Ngọc Nhi gật đầu, vẻ mặt hưng phấn. Ngày hôm qua Trương lão sư nói, sẽ giảng bài về kiến thức tu luyện cơ sở. Tin tức này truyền ra rất rộng, những người này lại đều tới. Nàng chờ một chút, nàng nói, sẽ giảng bài về kiến thức tu luyện cơ sở sao? Thoáng lảo đảo, Lưu Huân thiếu chút nữa thì ngừng thở.
Giảng bài về kiến thức tu luyện cơ sở, bình thường đều nói tu luyện như thế nào, tập trung linh khí như thế nào, sử dụng linh khí rèn luyện thân thể thế nào. Cơ bản chỉ có tác dụng đối với người dưới võ giả nhị trọng. Những trưởng lão, tộc trưởng, cao thủ thông huyền cảnh đại này chạy tới đây làm cái quỷ gì? Nàng xác định, bọn họ đều là tới nghe giảng bài về kiến thức cơ sở, chứ không phải đến đây giết người phóng hỏa chứ. Đúng vậy, lúc đó ta đứng ở chỗ rất gần đài so đấu, nghe rõ ràng. Ngọc Nhi gật đầu, nàng nhớ tới tư thế cao lớn oai hùng của Trương lão sư hôm trước, vẫn không tự chủ được tâm trí say mê. Giảng bài về kiến thức tu luyện cơ sở, vô số đại cao thủ thông huyền cảnh lại chạy tới nghe giảng bài. Dù thế nào Lưu Huân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên tới muộn, thời điểm hắn đang khiếp sợ tới dục tiên dục tử, trong đầu không thể tin được, liền nghe được tiếng biểu muội kinh ngạc kêu lên. Hắn không nhịn được, ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử lại co lại. Chỉ thấy trên đài so tài của Hồng Thiên Học Viện vốn vô cùng rộng rãi có thể chứa hơn vạn người, đã chật kín người. Cũng có không thiếu người ôm chăn đệm nằm dưới đất, xem ra ngày hôm qua bọn họ đã tới đây giữ chỗ, vẫn không có rời đi. Chen chúc ở phía trước chính là lão sư của học viện. Đám người ngồi phía đầu, chính là lão sư của học viện. Tuy rằng bọn họ không ngả ra đất nằm nghỉ các loại, nhưng trên người đầy xương nặng. Vừa nhìn đã biết bọn họ cũng ở chỗ này chờ một đêm. Trước đó hắn còn cảm thấy đám người biểu muội quá sốt ruột. Trời vừa mới sáng lại xông lại nghe khóa giảng bài buổi trưa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đám người lão sư của học viện vì nghe giảng bài, còn chờ suốt cả đêm. Chỗ ngồi không còn, chúng ta cũng chỉ có thể đứng. Vẻ mặt Ngọc Nhi buồn bã giống như đưa đám. Trước mặt đã là núi người biển người. Ngoại trừ bản thân lão sư, học sinh của Hồng Thiên Học Viện ra, còn có người của các thế lực lớn trong Thiên Huyền Vương Thành tới. Nếu không phải biết có người muốn giảng bài, thật sự nghi ngờ có phải phát sinh bạo động, muốn lật đổ chính quyền của vương quốc hay không. Ngọc Nhi, lão nhân gia Trương Huyền tiền bối này, rốt cuộc là ai vậy? Cố nén chấn động trong lòng, Lưu Huân lại nhìn về phía biểu muội. Ánh mắt hắn đã từ mờ mịt trở nên nóng như lửa. Tiền bối, lão nhân gia. Đúng vậy. Lưu Huân gật đầu. Hắn thấy, có thể khiến cho nhiều người qua nghe giảng bài cơ sở như vậy. Cho dù là lão sư của hắn cũng làm không được. Vị Trương lão sư này là sư huynh của danh sư, cho dù không phải là danh sư, tuổi tác khẳng định cũng không nhỏ. Gọi là tiền bối, lão nhân gia, không có sai. Khụ khụ, Trương Huyền lão sư chưa đủ 20 tuổi, còn không có lớn bằng biểu ca. Thấy bộ dáng hắn nghiêm túc, khuôn mặt Ngọc Nhi đỏ lên. Chưa đủ 20 tuổi. Người Lưu Huân cứng đờ. Chưa đủ 20, sư huynh của danh sư. Khiến cho nhiều người cam tâm tình nguyện chờ một đêm như vậy, chỉ vì nghe một buổi giảng bài công khai. Chương 324, Trương lão sư, ngài đã tới hai. Điều này, Lưu Huân cảm thấy tam quan của mình đều bị đổi mới. Hắn thật sự không nhịn được, mở miệng hỏi. Nàng, có thể nói cho ta một chút về chuyện của Trương lão sư này không? Muốn nói về vị Trương lão sư này, còn phải nói bắt đầu từ đánh giá lão sư. À, không. Bắt đầu từ dạy học sinh tẩu hỏa nhập ma. Còn chưa nói dứt lời, liền nghe được ngay phía trước ồn ào náo động một hồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba lão già đi nhanh tới. Bọn họ đi đến đâu, mọi người đều nhường đường. Là, Lưu Sư, Trang Sư của Bắc Hư Vương Quốc, còn có, Trịnh Sư của Hàn Vũ Vương Quốc. Nhìn thấy được ba bóng người này, Lưu Huân liền nhận ra được. Làm danh sư học đồ, hắn đã may mắn gặp ba người này một lần. Lúc đó danh sư dạy hắn đều cung kính lễ độ, tự nhận không bằng. Không nghĩ tới bọn họ lại tự nhiên tới Thiên Huyền Vương Quốc, hơn nữa. Chẳng lẽ, bọn họ cũng tới nghe giảng bài. Chấn động mãnh liệt đã khiến cho hắn có chút ngẩn người. Đúng vậy, Trương lão sư chính là đại sư huynh của ba người bọn họ. Ngọc Nhi gật đầu. Bọn họ, Lưu Huân đang cảm thấy muốn khóc, ra ngoài học tập 3 năm, tưởng có lão sư là danh sư. Có thể trở về nói khoác một hồi. Bây giờ mới biết. Cũng không tính là gì cả. Chưa đủ 20 tuổi trở thành lão sư sao kim, còn là đại sư huynh của ba danh sư. Vị Trương lão sư này rốt cuộc là một người thế nào? Trương Huyền tỉnh dậy đã gần buổi trưa. Hắn sai Tôn Cường chuẩn bị đồ ăn. Ăn một bữa ngon miệng, lúc này hắn mới đi bộ về phía học viện. Vốn tưởng rằng còn chưa đến giờ, không có người nào qua. Khi đi tới sân so tài. Hắn nhìn thấy được người đứng chật như nêm cối.
hắn lập tức bị dọa cho giật mình. Ngày hôm qua có quá nhiều người yêu cầu bái sư, hắn thật sự không có cách nào, lúc này mới thuận miệng đáp ứng giảng bài công khai một lần. Hắn vốn tưởng rằng không có người nào qua, dù sao chỉ là giảng giải cơ sở, chỉ có hiệu quả đối với những người dưới chân khí cảnh. Chen chúc chật cứng thành như vậy, giở trò quỷ gì? Thật ngại quá, xin cho qua một chút, có thể để cho ta qua không? Đi vòng một vòng lớn quanh sân so tài trận cũng không tìm được chỗ nào có thể tiến vào trong, Trương Huyền thật sự không nhịn được, vỗ nhẹ vào vai một người thanh niên. Tiến vào trong, thế nào? Muốn chen ngang sao? Ta lại tới xếp hàng từ sáng sớm, muốn nghe Trương lão sư giảng bài. Ra phía sau xếp hàng đi. Người thanh niên có chút bực mình, khoát tay áo. Nói thật, Lưu Huân rất phiền muộn. Người này cũng thật không có mắt nhìn. Hắn và đám người muội muội tới xếp hàng từ sáng sớm, đến bây giờ cũng chỉ có thể đứng bên ngoài. Người giữa trưa mới đến, tự nhiên bảo ta tránh ra. Đùa kiểu gì vậy? Xung quanh nhiều người như vậy, bảo ta nhường đường. Thấy ta vừa trở về mần dễ khi dễ sao? Hơn nữa, cho dù ta tránh ra, người tiến vào trong được chắc. Ra phía sau xếp hàng. Trương Huyền lộ ra vẻ mặt cổ quái. Những người này từ nơi nào xuất hiện vậy? Không sai, hoặc là tới sớm, hoặc là lại đứng xếp hàng. Lúc này mới qua, còn muốn chen ngang. Huynh đệ, đừng trách ta không nhắc nhở. Cho dù ta để cho ngươi tiến vào trong, người ở bên trong cũng sẽ đánh chết ngươi. Lưu Huân rất nghiêm túc nói. Nghe xong câu chuyện về Trương Huyền lão sư, hắn bội phục sát đất. Hắn cuối cùng cũng biết được, vì sao những người này xông tới nghe giảng bài. Một vị học sinh thân truyền của danh sư vượt qua nhị tinh, thời gian nửa tháng ngắn ngủi, khiến cho vốn học sinh chỉ có thực lực nhất trọng tụ tức cảnh, cứng rắn lay động cường giả ích huyệt cảnh đỉnh phong. Bất kể một điều nào đều đáng để vô số người đến đây. Cho dù không phải tới học tập, cũng có thể nhân cơ hội qua lại thân thiết. Nếu chẳng may Dương sư lại có thể tự mình đến đây, vậy thì càng hoàn mỹ. Trên thực tế, nói trắng ra là, những cường giả thông huyền cảnh, không muốn tới nghe giảng, mà muốn tìm cơ hội lôi kéo quan hệ, thậm chí xem có thể tìm quan hệ liên lạc với Dương sư hay không. Dù sao, đệ tử thân truyền nói một câu, có thể có tác dụng hơn nhiều so với quản gia các loại. Khụ khụ, người yên tâm đi, bọn họ sẽ không đánh ta. Thấy gặp phải người không nhận ra mình là ai, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu. Sẽ không đánh. Thấy đối phương tự nhiên không tin lời của mình, Lưu Huân cũng có chút mất hứng. Thật không biết ngươi lấy tự tin như vậy ở đâu ra. Được, ta cho ngươi tiến vào trong, chờ bị người dạy dỗ, đừng trách ta không nhắc nhở. Đa tạ. Trương Huyền thấy hắn tránh ra, thở phào nhẹ nhõm, đi từng bước về phía trước. Hắn đang muốn tiếp tục đi về phía trước, lại thấy một thiếu nữ ở ngay phía trước hình như nghe được tiếng tranh cãi, xoay đầu lại. À, Trương lão sư, ngài đã tới. Sắc mặt thiếu nữ nhất thời đỏ lên. Chương 325, quá mức độ 3. 1. Trương Huyền gật đầu, đi về phía trước. Giọng của thiếu nữ vang dội, khiến cho không ít người chú ý. Nghe được người sắp giảng bài xuất hiện, mọi người đồng loạt nhường ra một lối đi. Hắn, chính là Trương lão sư. Nhìn thấy được người thanh niên bị mình, giáo huấn, đi từng bước một về phía đài so đấu, khóe miệng Lưu Huân điên cuồng co giật. Không nói Trương lão sư gần 20 tuổi sao? Thế nào thấy còn trẻ như vậy? Mấu chốt nhất chính là, buổi giảng bài công khai lớn như vậy, trường hợp lớn như vậy, tốt xấu gì ít mặc nghiêm trang một chút. Toàn thân mặc trang phục hàng ngày, toàn thân từ trên xuống dưới thậm chí không giá trị một kim tệ. Cũng quá tùy ý. Nghĩ đến mình không ngờ nói hắn chen ngang, Lưu Huân cảm thấy sắp muốn khóc. Nếu như hắn không chen ngang tiến vào trong, đám người mình qua nghe giảng bài cái gì, uống gió Tây Bắc sao? Chỉ có điều, hắn cũng không giàu dĩ quá lâu lại ngừng lại, bởi vì đài so đấu trung gian Trương lão sư giảng bài bắt đầu. Âm thanh thông qua chân khí truyền ra, tuy trong sân rộng có mấy vạn người, mỗi một tiếng lại giống như vang lên ở bên tai, rõ ràng đến cực điểm. Vừa mới bắt đầu Lưu Huân còn không để ý. Dù sao 3 năm qua hắn vẫn nghe danh sư giảng bài, sớm thành thói quen. Chỉ có điều, thời gian không lâu, sắc mặt hắn lại đỏ lên, trong mắt có ánh sáng lóe lên, giống như uống rượu tiên. Trên đài, vị Trương lão sư này tuy rằng chỉ giảng giải về tụ tức cảnh, đan điền cảnh cơ sở nhất, nhưng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ngôn ngữ nhắm thẳng vào chân ý tu luyện. Nghe được lời của hắn, chân khí trong cơ thể sẽ tự nhiên bị dẫn động,
không nhịn được dựa theo chỉ thị vận chuyển. Vận chuyển một lát, lại sẽ phát hiện toàn thân thư thái. Tu vi trước đó khó có thể tiến bước, không ngờ thong thả tăng thêm một chút. Mặc dù chỉ là một chút một, lại tương đương với khổ công chừng mấy ngày. Chỉ nghe kiến thức cơ sở, là có thể tăng thêm tu vi. Không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể tin được. Cho dù lão sư hắn giảng bài, cũng làm không được điểm ấy. Trong lòng hắn chấn động, không tự chủ được nhìn về phía những người khác. Lúc này hắn mới phát hiện, gần như tất cả mọi người như mê như say chìm đắm ở trong bài giảng. Nhất là những người chỉ có tu vi u tụ tức cảnh như Ngọc Nhi, theo lời của hắn vận chuyển nội tức, dẫn tới linh khí cuồn cuộn đến. Mỗi người đều có tiến bước cực lớn. Cũng không thiếu người đạt được điểm cực hạn, đều đột phá. Chẳng lẽ là, sư ngôn thiên bẩm trong truyền thuyết. Đồng tử Lưu Huân co lại, nắm đấm đột nhiên siết chặt. Trong truyền thuyết, một ít danh sư cấp cao tinh, nội dung giảng giải phù hợp với chân ý tu luyện căn bản nhất, sẽ hình thành một khí tức đặc biệt. Ở trong khí tức này, người học tập sẽ không nhìn được dựa theo tiếng nói của hắn vận chuyển nội tức, do đó trong lúc vô tình tiến bước. Chuyện này, hắn từng nghe lão sư nói qua một lần. Đáng tiếc, cho dù là hắn, cũng chưa bao giờ thành công qua. Có người nói cho dù danh sư tam tinh, tứ tinh muốn làm được, đều rất khó khăn. Một lão sư sao kim chưa đủ 20 tuổi lại làm được. Điều này, ta không nhìn nhầm. Không sai, chính là sư ngôn thiên bẩm, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu đơn giản nhất, lại là sự thật. Hắn không thể tin được, Lưu Lăng đứng ở trong đám người trên cùng lại đột nhiên đứng phắt dậy, đồng tử co lại. Chòm râu trắng như tuyết của hắn không ngừng run rẩy. Sư ngôn thiên bẩm không phải là năng lực đặc biệt của danh sư sao? Xuất hiện trong loại tình huống này, phải thỏa mãn hai điều kiện. Đầu tiên, nội dung giảng giải nhắm thẳng vào chân ý của tu luyện, không có chút sai lầm nào. Thứ hai, người giảng bài phải nắm giữ minh lý cảnh tâm phẳng lặng như mặt nước, đồng thời đạt được ngoài mức độ 3. Trang sư cũng há hốc miệng. Sư ngôn thiên bẩm không giống với sâu độc trong võ kỹ, không phải dùng ngôn ngữ mê hoặc người đi tu luyện, mà là ngôn ngữ cứ tự nhiên phù hợp với chân ý của đại đạo, dẫn động lực lượng vô hình trong thiên địa. Sở dĩ danh sư khiến người ta kính trọng, chủ yếu nhất chính là loại năng lực này. Nói là làm ngay, lời nói ra thành quy tắc. Muốn dẫn ra sư ngôn thiên bẩm, cho dù người giảng bài biết chân ý tu luyện cũng vô dụng, còn cần phối hợp với mức độ tâm cảnh minh lý cảnh. Không đạt đến 3, không có khả năng khiến cho nhiều người như mê như say. Lẽ nào, hắn đã đột phá tâm phẳng lặng như mặt nước, đồng thời. Đạt đến 3. Trịnh Phi cũng mở to hai mắt nhìn, có chút choáng váng. Hôm qua mới nói với hắn chuyện tâm cảnh, người này một chữ cũng không biết. Kết quả, đảo mắt đã đột phá, còn đạt đến ngoài 3. Tuy rằng tiêu chuẩn sát hạch danh sư là mức độ 3, nhưng không phải tất cả mọi người vừa đột phá, lại có loại cấp bậc như vậy. Giống như mấy người bọn họ, thời gian trước đây đột phá, cũng là khoảng 1.5. Sau khi đi theo phía sau danh sư, tu luyện không biết bao lâu, bọn họ mới thong thả thăng cấp, nắm giữ tư cách sát hạch. Người này thì hay rồi, nổ trời mới biết tầm ngày hôm nay đã đột phá. Có cần nhanh như vậy hay không? Người khác đột phá xoắn suýt giống như giết người. Người thì hay rồi, đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Tâm cảnh đạt đến 3, lại có năng lực thư họa sư và luyện đan sư. Xem ra vị sư huynh này của chúng ta đã có đầy đủ tư cách sát hạch danh sư. Lưu Lăng đầy kích động. Trước đó còn đang suy nghĩ, cho dù Trương Huyền có thể sát hạch, cũng cần tốn không ít thời gian. Dù sao, tâm cảnh cần thời gian tích tụ và rèn luyện. Dù thế nào hắn cũng không ngờ, mới một đêm không gặp, người này không chỉ đột phá tâm phẳng lặng như mặt nước, còn làm cho mức độ đạt tới ngoài 3. Cái gì gọi là thiên tài? Chính là đây. Chương 326, quá mức độ 3. 2. Vừa so sánh với hắn, rất nhiều nhân vật lợi hại hắn từng gặp trước đó, đều kém tới không thể kém hơn nữa. Thảo nào hắn có thể trở thành đệ tử thân truyền của Dương Sư. Phần thiên phú này thực sự quá kinh thế hãi tục. Mấy người chấn động, mọi người dưới đài như mê như say. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền ngừng lại. Cảm ơn Trương lão sư giảng bài. Mọi người từ trong ý cảnh đặc biệt tỉnh táo lại, đều biết mình được ích lợi không nhỏ, đồng loạt quỳ xuống đất. Từ hôm nay trở đi, vị Trương lão sư trước mắt này đối với bọn họ đã có nghĩa nửa lão sư. Đây là một loại tình nghĩa, cả đời cũng không thể quên được. Bằng không, sẽ bị đạo đức không dung thứ, tất cả mọi người phỉ nhổ. Trương Huyền cũng không nghĩ tới hiệu quả lại tốt như vậy.
So với trước đó giảng bài cho đám người Trịnh Dương, Triệu Nhã, hoàn toàn không giống. Hắn thỏa mãn gật đầu, mới vừa đi xuống đài so đấu, hắn đã bị đám người Lưu Lăng vây quanh. Sư huynh, có thể để cho ta điều tra mức độ tâm cảnh của ngươi một chút hay không? Lưu Lăng kích động, thân thể run rẩy. Mức độ tâm cảnh? Không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng chính là chuyện này, vẻ mặt Trương Huyền lúng túng, xấu hổ vô cùng. Thôi đi, mức độ của ta quá thấp, vẫn đừng bêu xấu. Mức độ của hắn là 0.1, nếu thật sự để cho mấy người trước mắt này biết, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Vẫn đừng bêu xấu. Quá thấp. Thân thể đám người Lưu Lăng lắc lư, vượt quá mức độ 3 còn thấp. Hơn nữa, mặt ngươi xấu hổ là có ý gì? Là cảm thấy đạt được mức độ 3, không đáng để nhắc tới sao? Trời ạ, các danh sư học đồ khác chỉ cần nắm giữ mức độ ngoài 3, sẽ lập tức cao hứng lâng lâng, tự nhận là thiên tài trăm năm mới gặp một người, hận không thể để cho người trong thiên hạ đều biết tới. Ngươi thì hay rồi, tự nhiên không có mặt mũi nào. Xấu hổ. Đại sư huynh, yêu cầu của đại sư huynh cũng quá cao đi. Có thể nói ra sư ngôn thiên bẩm, nói rõ mức độ tâm cảnh tất nhiên đã vượt qua 3. Ta muốn xem thử một chút, mức độ của sư huynh rốt cuộc là bao nhiêu. Cố nén kích động muốn nôn ra máu, Lưu Lăng không nhịn được nói. Sư ngôn thiên bẩm là cái gì? Trương Huyền chớp mắt, thân thể thoáng lảo đảo một cái, nước mắt đám người Lưu Lăng chảy ào ào. Người với người thật sự là không thể so sánh được. Những danh sư bọn họ cả đời cố gắng, cẩn trọng, cũng nói không ra một lần. Người này thì hay rồi, nói ra chính mình cũng không biết. Cố nén buồn bực trong lòng, Trang Hiền giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ một lần. Lúc này hắn mới nhìn thấy người thanh niên đối diện mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được. Ngươi nói, mức độ tâm cảnh của ta chỉ ít đạt tới ngoài 3 sao. Trương Huyền bối rối. Ngày hôm qua hắn vừa thử xong, chỉ có 0.1. Thế nào đột nhiên lại có ngoài 3? Đúng vậy, sư huynh, lẽ nào sư huynh đột phá tâm phẳng lặng như mặt nước, lại không kiểm tra đo lường một chút sao? Đối với vị sư huynh trước mắt cái gì cũng đều không hiểu này, đám người Lưu Lăng cũng choáng váng. Người khác đột phá, đều hận không thể gióng trống khua chiêng, khiến cho tất cả mọi người biết tới. Người này thì hay rồi, vẻ mặt ngây thơ, ngay cả mình cũng không biết được rõ ràng. Cũng quá khiêm tốn. Lẽ nào, là trang sách màu vàng? Không để ý tới vẻ mặt bội phục của bọn họ, trong lòng Trương Huyền thoáng động, nhớ tới một việc. Ngày hôm qua trang sách màu vàng biến mất, lại không phát hiện ra bất kỳ tác dụng nào. Chẳng lẽ, khiến cho mức độ tâm cảnh của hắn tăng thêm? Thật ra là rất có thể. Đây chính là sách thiên đạo, ngay cả đồ thư quán nhiều kiến thức như vậy cũng có thể biến thành mình. Nâng cao một mức độ tâm cảnh, có thể không phải là chuyện gì khó. Nghĩ vậy, lại nhìn thấy được sắc mặt chờ đợi của mọi người, Trương Huyền lật cổ tay một cái, lấy văn lý thạch ra ngoài. Hắn vận chuyển tinh thần. Ong! Trên ngọc thạch xuất hiện một hàng chữ. Còn chưa kịp nhìn, lại thấy đám người Lưu Lăng ở xung quanh giống như loạn trí, nhìn hắn giống như là nhìn một con quái vật. Sư huynh, sư huynh, mức độ tâm cảnh này của sư huynh. Toàn thân ba người Lưu Lăng, Trang Hiền, Trịnh Phi run rẩy, giống như động kinh. Chương 327, Huyền Lạc Sơn Mạch 1. Thế nào? Thấy ba người giống như là choáng váng, Trương Huyền không nhịn được cúi đầu nhìn lại. Vừa nhìn tới hắn cũng sững sờ. Trên ngọc thạch phía trước xuất hiện rõ ràng mấy chữ số, 5.1. 5.1. Lúc này, không chỉ những người khác có loại vẻ mặt này, ngay cả Trương Huyền cũng sắp hôn mê. Ngày hôm qua hắn đã thử thật nhiều lần, thời điểm cao nhất là 0.1. Thế nào thoáng cái đã biến thành 5.1? Chẳng lẽ, cái trang sách màu vàng kia thoáng cái khiến cho mức độ tâm cảnh của ta tăng thêm? 5.0. Khóe miệng hắn giật mạnh một cái. Tròng mắt sắp rơi xuống trên mặt đất. Đã sớm biết sách thiên đạo rất lợi hại, chỉ là nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Công pháp tu luyện tâm cảnh gì đó, ngọc tinh minh lý gì đó, ở trước mặt thứ này đều thành đống cặn bã. Thoáng cái khiến tâm cảnh tăng thêm 5.0. Truyền đi tuyệt đối có thể dọa sống dọa chết người ta. Mức độ 3 có tư cách sát hạch danh sư nhất tinh. Mức độ đạt được 6, có thể sát hạch nhị tinh. Một người lĩnh ngộ tâm phẳng lặng như mặt nước lại đạt được 5.1, sợ rằng chỉ cần học được phương pháp tu luyện, không cần đến mấy năm, ngay cả danh sư nhị tinh đều có thể sát hạch. Đám người Lưu Lăng từ trong khiếp sợ khôi phục lại, mỗi một người đều kích động sắc mặt đỏ lên.
thời điểm đám người bọn họ vừa lĩnh ngộ tâm phẳng lặng như mặt nước, mức độ chỉ có khoảng 1.5. Người trước mắt này lại là 5.1, thiên phú như thế, chỉ cần cố gắng tu luyện, không cần đến mấy năm, sẽ ném bọn họ lại xa phía xa người, ngay cả danh sư nhị tinh cũng có thể sát hạch. Quả nhiên, thiên tài với người phàm là có chênh lệch lớn. Lão sư, đang khiếp sợ, lại thấy Lục Tầm tách khỏi đám người, đi tới trước mặt. Trước đó Trương Huyền giảng bài, hắn cũng không có tới nghe. Không phải hắn không tôn trọng, mà là đột phá đến trước mắt, không cho phép hắn phân tâm. Thế nào? Nhìn hắn xuất hiện, đám người lưu lăng đều nhìn qua. Chuyện ngày hôm qua lão sư nói với ta chính là quá cứng rắn, quá để ý tới áp lực của phụ thân gây cho ta, mới không có cách nào đột phá tâm phẳng lặng như mặt nước. Ta suy đi nghĩ lại, bừng tỉnh hiểu ra, cùng phụ thân quan hệ thân thiết như lúc ban đầu. Quả nhiên tâm cảnh phủ đầy bụi bắt đầu buông lỏng, cuối cùng. Thành công đột phá. Nói đến đây, trong mắt Lục Tầm lại khôi phục sự tự tin. Cho tới nay, tâm cảnh của hắn đều không có cách nào tiến bước, không đạt được tâm phẳng lặng như mặt nước. Hắn vốn tưởng rằng còn chưa có tích lũy đủ, trải qua lưu sư chỉ điểm hắn mới hiểu được, là hắn quá nhiều chấp nhất. Không nghĩ tới sau khi cải thiện quan hệ cha con, hắn quả nhiên được như nguyện đã đột phá. 20 mấy tuổi lại đạt được tâm phẳng lặng như mặt nước. Toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc, sợ rằng hắn cũng phá được kỷ lục. Vẫn bị Trương Huyền trước mắt này công kích tới không thở nổi, hiện tại dẫn đầu đột phá tâm phẳng lặng như mặt nước, chung quy chắc hẳn là có thể mở mày mở mặt một phen. Thân thể ưỡn thẳng, trên mặt Lục Tầm lộ ra vẻ tươi cười ấm áp. Đo rồi sao, mức độ bao nhiêu? Nghe được hắn cũng đột phá, Lưu Lăng đầy cao hứng, không nhịn được hỏi. Đã đo qua. Lục Tầm khẽ cười, trong mắt có sự hưng phấn khó có thể che giấu. Lão sư đã nói qua, vừa đạt được tâm phẳng lặng như mặt nước, có thể đạt được ngoài 1.0, biểu thị sau này có 50% cơ hội trở thành danh sư, đạt được ngoài 1.5, có 70% cơ hội thành công. Mà ta là... Dừng lại một chút, hắn lại nhìn quanh một vòng. Là 1.8. Chắp hai tay ở sau lưng, Lục Tầm vốn tưởng rằng nói xong thành tích của mình, sẽ làm ba sư sợ giật mình, hưng phấn khó có thể tự mình. Dù sao mức độ này của hắn lại có thể cao hơn so với ba danh sư lúc còn trẻ. Ai biết sau khi bọn họ nghe xong, đồng thời, một tiếng, lại không tiếp tục để ý tới hắn nữa, nhìn về phía Trương Huyền, vẻ mặt nồng nhiệt. Thấy mình có thành tích cao như thế, tự nhiên cũng bị gạt sang một bên, Lục Tầm đầy phiền muộn. Theo lý thuyết, không phải sau khi nghe được thành tích, sẽ hưng phấn khó có thể tự kiềm chế được, đi qua vây quanh hắn cố gắng khích lệ một hồi sao. Thế nào lại vây quanh Trương lão sư? Trong lòng hắn kỳ quái, không nhịn được nhìn về phía trước, đúng lúc nhìn thấy được văn lý thạch trong tay Trương Huyền. Vừa nhìn tới, toàn thân hắn cứng đờ. 5.1. Thân thể nhất thời co rút, Lục Tầm khóc. Trời ạ, đây không phải là đưa mặt ra chịu đòn sao? Đáng thương cho ta còn dương dương đắc ý trong thời gian dài như vậy, vốn tưởng rằng có thể biểu hiện tốt một chút. Huyền Lạc Sơn mạch mênh mông vô bờ, mọc đầy cây cối cao lớn. Hơn nữa man thú hoành hành, không có thực lực, rất khó đi. Con đường này, ta đã tới một lần, đặc biệt bí ẩn. Tìm không được, một khi bị lạc mất phương hướng ở trong núi rừng, còn muốn đi tới lại khó khăn hơn. Thẩm Bích như cười, đi ở phía trước dẫn đường. Trương Huyền theo sát ở phía sau. Buổi giảng bài công khai kết thúc, giao đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương lại cho ba đại danh sư, nhờ bọn họ hỗ trợ đưa tới Thiên Vũ Vương Thành, Trương Huyền không có quá nhiều do dự, lại cùng Thẩm Bích như tiến đi vào chỗ thú đường trong Huyền Lạc Sơn Mạch. Man thú trong núi hoành hành, cây cỏ rất nhiều. Nếu không phải là Trầm lão sư trước đây đã tới, hắn thật sự nghi ngờ mình có thể bị lạc đường hay không. Nếu hoàn toàn rơi vào trong đó, lại không có cách nào rời đi được. Chương 328, Huyền Lạc Sơn Mạch 2. Liên tục đi 3 ngày, toàn thân hắn cũng có phần mệt lả. Vị trí của thú đường cũng ẩn náu quá sâu đi, chẳng lẽ bọn họ không cần sinh hoạt bình thường sao? Trương Huyền đầy kỳ quái. Chỉ cần là người, khẳng định cần phải kết giao, cần phải mua các loại vật tư, thực vật. Thú đường ẩn náu ở sâu bên trong núi rừng, muốn mua đồ cũng không có thuận tiện. Người của thú đường có man thú bay, chúng ta đi 3 ngày. Đối với bọn họ mà nói, ngay cả nửa canh giờ cũng không đến, không tính là gì cả. Thẩm Bích như lắc đầu. Thời điểm lần đầu tiên nàng đi theo người khác tới thú đường, cũng có loại cảm giác này. Sau khi thật sự đến nơi, nàng mới biết được,
loại ý nghĩ này buồn cười biết bao. Hơn nữa, đến nơi, ngươi sẽ biết, chỗ của thú đường cách vương thành của Bắc Vũ Vương quốc, Hàn Vũ Vương quốc xung quanh cũng không tính là quá xa. Mỗi ngày đều có không ít người đến đây, các loại vật tư đều không thiếu. Thẩm Bích Như nói tiếp, tàng thư khố của vương quốc có địa đồ liên quan đến ở các quốc gia xung quanh. Mấy ngày qua Trương Huyền cũng đặc biệt nghiên cứu qua một lần, phát hiện quả thật cũng không cách nhau quá xa. Nếu không phải là Huyền Lạc Sơn mạch tự nhiên này ngăn cản, Thiên Huyền Vương Thành mấy năm nay cũng sẽ không an tĩnh như thế. Huyền Lạc Sơn mạch có nhiều man thú như vậy, vì sao người tu luyện không thu phục một hai con, không cần đi thú đường nữa? Sơn mạch có không ít man thú, ba ngày nay bọn họ lại gặp phải vài con, may mà thực lực bọn họ cũng không yếu, mới không có vấn đề đáng ngại. Nếu có nhiều man thú như vậy, hoàn toàn có thể thuần phục một hai con, làm gì còn phải phiền toái đi tới thú đường như vậy. Trước đó ta cũng có ý nghĩ tương tự, tạm thời không nói man thú có dã tính lớn như vậy, có thuần phục được hay không. Chỉ nói man thú bay có thể chở người, các đoạn đường này chúng ta cũng chưa từng thấy. Thẩm Bích Như cười khẽ. Trương Huyền có chút do dự, không nhịn được gật đầu. Man thú bay có thể chở người, ít nhất cũng phải lớn hơn con người nhiều mới được. Mấy ngày qua bọn họ gặp phải, đều là một ít man thú có thể chạy nhanh, hơn nữa kích thước cũng không tính là quá lớn. Loại man thú bay này rất ít ỏi, hơn nữa đánh không lại có thể bay đi. Muốn bắt được chúng rất khó. Đương nhiên, cái này còn không phải là quan trọng nhất. Nếu như ngươi dùng võ lực khiến cho nó thuần phục, nếu chẳng may nó giả vờ khuất phục, tới trên không trung đổi ý, không phải là xui xẻo sao? Thẩm Bích Như nói. Điều này, Trương Huyền rụt cổ một cái. Man thú bay không giống với những man thú khác, mang theo người bay trên không trung. Nếu như không phải là thật lòng thật ý thuần phục, chỉ cần ở trên không trung nghiêng người, cơ bản chẳng khác nào chết chắc rồi. Thuần thú sư làm chức nghiệp đặc biệt, có thể bảo đảm khiến cho man thú 100% nghe lời, sẽ không xuất hiện loại tình huống này, lúc này mới được tôn sùng, trở thành một trong những chức nghiệp sát đầu của thượng cửu lưu. Nếu không, man thú phản bội lại vô cùng nguy hiểm. Người tu luyện cho dù có thực lực đạt được tông sư cảnh, từ trên không trung rơi xuống cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, không có thủ đoạn của thuần thú sư, tốt nhất không nên tìm man thú bay gây phiền phức. Cho dù dùng thủ đoạn mạnh mẽ thu phục một con, đối phương thật sự muốn hại người, trốn cũng trốn không thoát. Thuần thú sư giống như danh sư, cũng chia làm rất nhiều tinh cấp. Cấp bậc càng cao, có thể thuần phục man thú cũng lại càng cường đại hơn. Trước khi trở thành thuần thú sư chính thức, cũng đồng thời cần phải sát hạch thuần thú học đồ. Thấy hắn không biết nhiều lắm về thuần thú sư, Thẩm Bích Như giải thích. Trước đó ngươi nhìn thấy Hàn Quỳnh, nàng thật ra chính là một thuần thú học đồ. Cho nên ta mới nói cho ngươi biết có người quen ở thú đường. Lần trước ta tới đây, chính là đi cùng với nàng. Ừ, Trương Huyền đáp một tiếng. Tàng thư khố của vương quốc cũng không có nhiều ghi chép liên quan tới thuần thú sư. Chỉ có điều, những điều căn bản này vẫn biết. Không tính là bí mật. Thuần thú học đồ giống như luyện đan học đồ, người sau học tập các loại dược tính dược lý, người trước lại cần phải học tập các loại man thú, lực công kích, các loại tập tính. Chỉ có học thuộc lòng những điều này, gặp phải man thú mới có khả năng hiểu rõ, có cơ hội thuần phục. Bằng không, có một con bay ra, biết cũng không biết, đừng nói thuần phục, làm không tốt, còn có thể bởi vì không biết thực lực, bị đối phương chém giết. Một ít man thú hung bạo mạnh mẽ, cơ bản rất căm thù con người. Chúng ta đi nhanh một chút, ở đây cách thú đường không đến một ngày đi đường, đã không xa. Lại nói vài câu, Thẩm Bích Như mỉm cười. Hai người đang muốn tiếp tục đi về phía trước, liền nghe được ngay phía trước có tiếng huyên náo vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện bóng dáng của một đám người. Tổng cộng có khoảng 7-8 người, ngồi xổm cùng một chỗ, hình như đang bàn bạc chuyện gì. Phần lớn bọn họ đều đang là ích huyệt cảnh, chỉ có một người thanh niên 27-28 tuổi là đỉnh lực cảnh đỉnh phong. Tuy rằng thực lực thấp, nhưng dường như là đứng đầu mấy đầu người này. Từng hành động cử chỉ của hắn tự mang theo phong độ. Người nào? Hai người bọn họ không che giấu hành tung, phát hiện ra đối phương tự nhiên cũng lại phát hiện ra bọn họ. Có người hét lớn một tiếng, đồng loạt rút binh khí ra. Biết khoảng cách gần thú đường. Gặp được người là chuyện bình thường, Thẩm Bích Như không có bối rối, bước lên trước. Hai người chúng ta đến từ Thiên Huyền Vương Thành, muốn đi tới thú đường, đi ngang qua nơi đây. Muốn đi tới thú đường sao?
Người thanh niên liếc mắt thoáng nhìn vị lão sư nữ xinh đẹp này, mắt không nhịn được nhất thời sáng lên. Thẩm Bích Như có thể được gọi là nữ lão sư xinh đẹp nhất Hồng Thiên Học Viện, diện mạo không cần phải nói. Tuy ba ngày nay màn trời chiếu đất, nàng thoáng lộ ra một chút chật vật, vẫn khó che giấu được phong thái. Chúng ta cũng muốn quay về thú đường, chỉ có điều trước đó, cần phải làm một chuyện, chỉ cần không quấy rầy chúng ta, ngược lại chúng ta có thể dẫn các ngươi cùng nhau trở lại. Người thanh niên khoát tay áo. Không cần, thú đường ở chỗ nào, tự chúng ta quá khứ là được. Thẩm Bích Như lắc đầu, hai người nàng và Trương Huyền tiếp tục đi về phía trước. Đứng lại, các ngươi tạm thời không thể đi. Mới đi được hai bước, mấy người còn lại đồng thời hét lớn. Soạt soạt, tiếng rút binh khí ra khỏi vỏ vang lên lần nữa. Chương 329, trận pháp 1. Không thể đi, đường này là của các người sao? Sắc mặt Thẩm Bích Như trầm xuống. Trương Huyền cũng quay đầu lại nhìn qua. Chân khí của hắn tinh thuần, che nấp thực lực ngay cả đám người lưu sư cũng không phát hiện được. Mấy người này tự nhiên cũng nhìn không ra. Hắn đạt được thông huyền cảnh đỉnh phong, tông sư không xuất hiện, đã không có gì đáng để sợ hãi. Nếu như đám người kia thật sự muốn gây phiền toái, hắn không ngại ra tay giáo huấn một chút. Chỉ có điều, hắn vẫn không nói gì, chỉ thấy người thanh niên vẫy bàn tay một cái. Làm cái gì, buông ra, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng võ lực giải quyết. Vâng, mọi người thu binh khí lại. Hai người không nên kinh hoàng, chúng ta không có ác ý, thực sự không dám giấu giếm, tại hạ là Vân Đào Hàn, thất phương tử của Vũ Vương Quốc. Đang tiến hành sát hạch thuần thú sư nhất tinh. Hiện tại ta đã thông qua cửa thứ nhất, chỉ cần có thể thuần phục một con man thú ích huyệt cảnh, xem như đạt tiêu chuẩn. Người thanh niên bước lên trước, lộ ra nụ cười mỉm. Sở dĩ bọn họ ngăn cản hai vị, là bởi vì ta muốn thuần phục một con báo kim thân thiết tiễn. Tốc độ con man thú này cực nhanh, chúng ta đã liên tục truy tìm tung tích hơn 10 ngày, thật vất vả mới phát hiện tung tích ở phía trước không xa. Cho nên, chúng ta cố ý ở đây bố trí cạm bẫy, chờ nó tự chui đầu vào lưới. Không cho hai vị đi về phía trước, là sợ làm vậy sẽ đánh rắn động cỏ, khiến cho cố gắng của chúng ta hơn 10 ngày qua sẽ chảy theo dòng nước. Mong các vị thứ lỗi. Nếu như có mạo phạm, chờ bắt được con báo thiết tiễn này, ta sẽ tự mình nhận lỗi. Vậy, chúng ta tạm thời chờ một lát. Thấy đối phương nói chuyện khách khí, Thẩm Bích Như liếc mắt nhìn Trương Huyền, thấy hắn không phản đối, liền gật đầu đáp ứng. Trương Huyền là kẻ người khác dễ nói chuyện, hắn cũng dễ nói chuyện. Đối phương nói rõ lý do, thái độ thành khẩn, hắn cũng không để ý nữa. Vừa vặn hắn liên tục đi đường, có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút cũng không có vấn đề gì. Hắn còn có thể hỏi thăm thêm một chút về tình hình của thú đường. Cảm ơn đã thông cảm. Thấy bọn họ dừng lại, Vân Đào thỏa mãn gật đầu, an bài một tiếng, để cho mọi người tiếp tục bố trí cạm bẫy. Bản thân hắn lại đi tới trước mặt Thẩm Bích Như. Không biết hai vị xưng hô như thế nào. Tại hạ Thẩm Bích Như, đây là Trương Huyền. Trầm lão sư gật đầu. Hóa ra là Trầm tiểu thư. Hân hạnh gặp mặt, hân hạnh gặp mặt. Vân Đào gật đầu, tự động bỏ qua Trương Huyền. Cũng không trách được hắn khinh thường. Trang phục của Trương Huyền chỉ là hàng vỉa hè. Sau khi tu luyện thiên đạo kim thân, da hắn trơn nhẵn, thoạt nhìn giống với thiếu niên 17, 18 tuổi. Chợt nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng là một người hầu, hoàn toàn không đáng chú ý. Không biết tiểu thư đi tới thú đường có chuyện gì, không có gì bất ngờ xảy ra, tại hạ nhất định sẽ sát hạch thuần thú sư thành công. Ở thú đường, lời nói vẫn có chút trọng lượng. Vân Đào cười khẽ nói, trong lời nói mang theo sự tự tin nồng đậm. Ý tốt của thất phương tử chúng ta xin nhận tấm lòng. Chúng ta chỉ là thuê man thú bay, không tính là phiền phức. Thẩm Bích Như lắc đầu. Làm nữ thần băng sơn của Hồng Thiên Học Viện, đối với loại cố ý đến gần này, nàng từ lâu đã rất quen thuộc, tùy tiện là có thể lấp liếm cho qua. Gặp gỡ chính là có duyên, Trầm tiểu thư cũng không cần khách khí với ta, nếu như không có thuần thú sư chỉ điểm, lựa chọn không được man thú bay tốt, lại rất nguy hiểm. Không bằng như vậy đi, chờ ta bắt được con báo kim thân thiết tiễn trở lại thú đường, sẽ tự mình lựa chọn giúp tiểu thư. Vân Đào nói, không cần. Thẩm Bích Như xua tay. Man thú bay của thú đường tuy rằng đều được thuần phục tốt, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng cùng là man thú, sự chịu đựng, sức ứng biến đều không giống nhau. Nếu như không lựa chọn được tốt, trên không trung một khi gặp phải man thú khác công kích, rất dễ dàng xuất hiện sự cố.
Trầm tiểu thư lại không cần khách khí. Khẽ vuốt ống tay áo, Vân Đào cho người ta một loại cảm giác ngọc thụ lâm phong, trong giọng nói mang theo sự quan tâm, thái độ thành khẩn. Người con gái trước mắt này, bất kể về khí chất, diện mạo đều xinh đẹp nhất trong những người hắn từng gặp, đương nhiên hắn phải cố gắng biểu hiện ra sự ưu tú của mình, khiến mỹ nhân cảm động. Điều này, vốn còn muốn từ chối, lại nghĩ tới Trương lão sư muốn ngồi man thú bay, Thẩm Bích Như vẫn không nhịn được gật đầu. Vậy lại chỉ có thể lại làm phiền ngươi. Không có gì là phiền phức, ta học tập thuần thú 12 năm, gần như tất cả man thú ở thú đường ta đều biết rõ ràng. Tập tính, sự chịu đựng, tuổi, tốc độ phản ứng của bọn chúng. Ta đều rõ như lòng bàn tay, yên tâm đi, ta giúp tiểu thư chọn lựa, khẳng định không thành vấn đề. Nếu như không phải nhìn thấy chúng ta có duyên, cho dù có người bỏ ra số tiền lớn đi nữa, cũng chưa chắc có thể mời được ta tự mình động thủ. Thấy nàng đồng ý, ánh mắt Vân Đào nhất thời sáng lên, nói càng thêm có lực. Lần trước một vị đại thần của Thiên Huyền Thành các nàng đi qua, muốn bảo ta hỗ trợ, đã bị ta uyển chuyển nói lời cự tuyệt. Thấy người này vẫn thích thể hiện, muốn nổi lên mình có bao nhiêu năng lực, có bao nhiêu tài cán, Trương Huyền thật sự nghe không nổi nữa, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lại về mấy người phía trước. Cái bọn họ gọi là bố trí cạm bẫy, không phải là đào hố, phía trên bày ra chút lá khô rơm rạ. Loại cạm bẫy sơ cấp nhất này đối phó một ít dã thú còn có thể. Man thú đã nắm giữ trí tuệ, làm như vậy, không những không bắt được, làm không tốt còn có thể bị cho rằng đang vũ nhục chỉ số thông minh của nó sẽ không chết không dừng. Dương mắt nhìn lại, mấy cường giả ích huyệt cảnh đi cùng Vân Đào, trong tay mỗi một người cầm lá cờ màu xám cho, dựa theo phương hướng vị trí đã tính toán trước, cắm vào từng cái. Chẳng lẽ là, trận pháp, nhìn thấy được hành động của bọn họ, một cái tên xuất hiện trong đầu. Trận pháp sư là chức nghiệp trong thượng cửu lưu, tương đối sát đầu, so với luyện đan sư cũng không phân cao thấp, được cho là chức nghiệp đứng đầu. Tuy rằng tàng thư khố của vương quốc có ghi chép liên quan đến trận pháp, lại đều nói không rõ ràng. Chỉ nói là lợi hại, cụ thể bố trí như thế nào, kích hoạt thế nào. Đều không có. Dù sao Thiên Huyền vương quốc chỉ là địa phương nhỏ không nhập lưu, ngay cả công hội trận pháp sư cũng không có. Tin tức biết được cũng lại có hạn. Chương 330, trận pháp 2. Mặc dù ghi chép lại ít, nhưng động tác của mấy người hoàn toàn tương đồng với miêu tả bày trận trong đó. Trương Huyền liếc mắt vẫn nhận ra được. Theo lời đồn đại, một khi trận pháp bố trí thành công, sẽ hình thành khí tức đặc biệt, tiếp xúc dẫn phát, lại sẽ lập tức phát sinh đủ loại hiệu quả đặc biệt. Ví dụ như, khốn trận có thể vây khốn người, khiến người ta không nhận ra phương hướng không có cách nào chạy trốn. Huyễn trận có thể khiến cho người ta phát sinh biến hóa kỳ ảo mê hoặc, không rõ mình đang ở chỗ nào. Sát trận càng có thể trực tiếp gạt bỏ con người, uy lực đáng sợ. Trương Huyền lần đầu tiên gặp được người bày trận, đầy hiếu kỳ. Chỉ dựa vào mấy thứ này, là có thể vây khốn được con báo kim thân thiết tiễn gì đó sao? Nhìn một hồi, hắn phát hiện cái gì đều cũng không hiểu, bất đắc dĩ lắc đầu. Trận pháp giống như luyện đan, thư họa, là một môn học cao thâm. Không trải qua học tập đặc biệt, đừng nói có thể nhìn ra, sợ rằng mấy thứ này rốt cuộc bày ra có ích lợi gì, đầu óc cũng mơ hồ không hiểu. Trương lão sư, thế nào? Đang quan sát, hắn liền nghe được tiếng của Thẩm Bích Như vang lên. Hắn quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra, nàng hình như cũng chịu không nổi đối phương nói những lời tự kỷ, đã đi tới bên cạnh. À, xem bọn họ đang bố trí cạm bẫy gì? Trương Huyền nói, đây hình như là trận pháp. Thiên Huyền vương quốc chúng ta không có công hội trận pháp sư, cũng không có sách liên quan. Đối với cái này ta cũng không biết nhiều lắm. Thẩm Bích Như cũng nhận ra được. Đúng vậy, những lá cờ nhỏ này có thể hình thành trận pháp, phát sinh uy lực cường đại, quả thật lợi hại. Trương Huyền xúc động. Có thể trở thành một trong chức nghiệp thượng cửu lưu, không có một cái nào đơn giản. Theo lời đồn đại trận pháp sư chính thức bố trí ra trận pháp, ngay cả nửa bước tông sư cũng rất khó chạy trốn. Làm không tốt cũng sẽ bị giết chết, bọn họ thoạt nhìn cắm cờ lung tung, trên thực tế khẳng định có kết cấu riêng. Thẩm Bích Như gật đầu. Ừ, dù sao cũng không hiểu, lại tùy tiện nhìn một chút. Trương Huyền mỉm cười. Trận pháp ảo diệu, không có mấy năm nghiên cứu rất khó có thành quả. Dù sao cũng không hiểu, coi như nhìn một thứ mới mẻ. Tùy tiện nhìn một chút. Vân Đào đã đi tới, đầu hất lên, mí mắt liếc nhìn qua, khẽ cười. Trận pháp cuồn cuộn đại khí, ảo diệu vô cùng, ngươi nhìn có hiểu không? Ta là thường dân,
chưa bao giờ nghiên cứu qua, quả thật không hiểu nhiều. Trương Huyền cũng không giả vờ, vẻ mặt thành khẩn. Nghe giọng điệu này, Thất Phương Tử rất hiểu về trận pháp. Đó là chuyện tất nhiên. Khóe miệng Vân Đào cong lên, lộ ra một thần sắc ngạo nghễ. Nói thật cho người biết, ta không chỉ là thuần thú sư, còn đang học tập trận pháp nghiệp sư, là một vị trận pháp học đồ chân chính. Đối với không ít trận pháp ta đều có nghiên cứu rất sâu. Trận pháp học đồ. Trương Huyền và Thẩm Bích Như nhìn nhau, hai người có chút kinh ngạc. Sát hạch thuần thú sư lại còn là trận pháp học đồ. Hai loại chức nghiệp sát đầu của thượng cửu lưu hắn đều đang học. Không thể không nói, vị Vân Đào này tuy rằng người có chút dám thối, thích khoe khoang, nhưng thật sự có bản lĩnh để khoe khoang. Nếu không hiểu, ta lại giới thiệu cho các ngươi một chút. Thấy hai người kinh ngạc, Vân Đào đầy đắc ý, mỉm cười đầu hất lên, rất có ý chỉ điểm Giang Sơn. Bọn họ hiện tại bố trí cái này, gọi là thanh mộc khốn trận, lấy 36 sao thiên cương làm trận cơ, 72 sao địa sát làm cờ trận, ẩn chứa thuộc tính của cây xanh, hội tụ 8 pháp linh khí. Do đó hình thành trận pháp đặc biệt, lực lượng 10 phần, uy thế vô cùng. Thanh mộc khốn trận, chỉ những thứ lá cờ nhỏ này sao? Không sai, cờ trận chỉ là trợ giúp. Thật ra, bố trí trận pháp, không chỉ phương hướng vị trí phải chuẩn bị cho tốt, không được có chút sai lầm nào. Quan trọng nhất chính là kích hoạt, chờ bọn họ bố trí xong, ta sẽ ra tay dẫn động. Một khi thành công, báo kim thân thiết tiễn rơi vào trong đó, tuy không lo lắng tới tính mạng, nhưng cũng có thể khiến cho nó lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trong khi nói chuyện, mấy người kia đã dựa theo phương hướng vị trí riêng, bày xong rất nhiều cờ trận. Vân Đào khẽ cười, đi nhanh lên phía trước, bàn tay hắn chộp một cái, lấy ra một lá cờ nhỏ màu vàng, nhẹ nhàng rung lên. Cắm vào trung tâm của tất cả cờ trận. Ong! Một tiếng động khẽ vang lên, trận pháp giống như trong nháy mắt được khởi động, cờ trận trước đó có thể thấy được rõ ràng, lại ẩn giấu ở giữa những đám cỏ xanh tươi, khó phát hiện ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy được, cũng không thể tin được ở đây che giấu một trận pháp. Lợi hại! Đang xúc động, Trương Huyền muốn nói cái gì đó, đột nhiên trong đầu chấn động. Đồ thư quán xuất hiện một quyển sách. Đầu tiên hắn nghi ngờ, sau đó lập tức hiểu được. Vân Đào là trận pháp sư học đồ, bố trí kích hoạt trận pháp, với luyện đan sư luyện đan, võ giả tu luyện võ kỹ là cùng một ý, đều có thể khiến cho đồ thư quán biến hóa. Tinh thần thoáng động, sách xuất hiện ở trước mắt, chỉ thấy phía trên viết 4 chữ lớn, thanh mộc khốn trận. Hắn tiện tay mở ra, phía trên ghi chép khuyết điểm trong đó. Thanh mộc khốn trận, thuộc tính mộc trận pháp, lấy thanh mộc làm cờ trận bày trận. Nắm giữ công hiệu niêm phong, bao vây chặt chẽ. 300 năm trước, trận pháp nhị tinh tông sư Đào Nguyên sáng chế. Khuyết điểm 17 chỗ, theo thứ tự là. Trước mắt là bản giản lược, khuyết điểm 72 chỗ. Theo thứ tự là. Lật qua sách xem xong, Trương Huyền có chút kinh ngạc. Vẻ mặt hắn cổ quái nhìn về phía Thất Phương Tử bên cạnh bộ dạng dương dương tự đắc, dáng vẻ ta là đệ nhất thiên hạ. Ngươi xác định. Trận pháp này thật có thể vây khốn được con báo kim thân thiết tiễn sao? Chương 331, đi qua một bên chơi. 1. Quét ngang thiên nhai đề cử đọc, vạn giới thiên tôn, nữ phó quân đoàn, trong lịch sử đầu tiên người xuyên qua, cực đạo thiên ma, tắm huyết binh hồn, thứ ba đế quốc, lần nguyên diễn đàn, huyễn tưởng thế giới lớn phục chế, đẹp tự do thế giới lớn xuyên qua, Tây Du phát sóng trực tiếp ở. Đó là đương nhiên, trận pháp này là ta từ công hội trận pháp sư. Tốn cái giá cực lớn mua đến, ngay cả cường giả thông huyền cảnh sơ kỳ đều có thể vây khốn, đừng nói một nho nhỏ ích huyệt cảnh man thú. Vân Đào bàn tay vẫy một cái, nhàn nhạt nhìn qua, thế nào, người nghi ngờ thanh mộc khốn trận uy lực. Đây ngược lại là không phải. Trương Huyền lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy, trận pháp này bố trí có cái gì không đúng, khả năng không có cách nào phát huy uy lực lớn nhất. Nói khoác không biết ngượng, người biết cái gì gọi là trận pháp. Không biết từ nơi nào xuất hiện kẻ nhà quê, lại dám chất vấn vương tử điện hạ trận pháp bố trí. Không biết trời cao đất rộng. Trương Huyền còn chưa nói hết lời, lại bị một đám giọng nói tức giận đánh gãy. Chính là Vân Đào một đám thuộc hạ. Vừa tiểu tử này cùng bọn họ vương tử đối thoại, mấy người cũng đều nghe được, một ngày cả trận pháp là vật gì cũng không biết tiểu ra hỏa, lại còn nói bố trí không thích hợp. Mặt ngươi làm sao lớn như vậy chứ? Người biết những cờ trận bố trí đi có gì sử dụng sao? Biết trận pháp này kích hoạt sau, lớn tới mức nào uy lực sao? Gì cũng không biết, lại ăn nói bừa bãi,
thực sự mật lớn đến cực hạn. Ho khan một cái, Trương lão sư, không hiểu thì không cần nói. Nghe được mọi người quát mắng, Thẩm Bích Như khuôn mặt đỏ lên. Nàng đối cái này Trương lão sư cũng có chút hết chỗ nói rồi. Ngươi nói thẳng bố trí không thích hợp, không phải chẳng khác nào ngay mặt chế giễu vị này Vân Đào Vương tử sao? Tuy rằng người này có chút dám thối, bản lĩnh lại là thật có, nếu đối với trận pháp không biết, cũng đừng nhiều lời, đi thú đường trước, đắc tội một vị gần trở thành thuần thú sư loại người, thật sự không tính là sáng suốt. Thấy mọi người lòng đầy căm phẫn, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên lời thật thì khó nghe, vốn còn muốn nhiều lời vài câu, nếu bọn họ loại thái độ này, cũng lại lười nhiều lời. Trận pháp một đạo, phong phú, nếu một chữ cũng không biết, cũng không cần lung tung mở miệng, may mà ta rộng lượng, nếu không, chỉ dựa vào vừa một câu kia nói, có thể thật tốt giáo huấn ngươi cho ăn, tùy tiện đánh chết đều nhẹ. Đánh gãy lời của mọi người, Vân Đào nhìn Trương Huyền liếc mắt, hừ một tiếng, ngay sau đó chỉ về phía trước, mang theo tự tin và kiêu ngạo, cái này thanh mộc khốn trận, dựa vào gỗ uy lực tăng mạnh, ở đây khắp nơi đều là cây cối, lại có cỏ dại che giấu, thích hợp nhất bố trí. Một lát nữa để ngươi xem một chút, trận pháp như thế nào đại triển hùng vĩ, nắm báo kim thân thiết tiễn. Được rồi. Thấy đối phương vẻ mặt tự tin, đầy muốn ở Thẩm Bích Như trước mặt biểu hiện, Trương Huyền không nói thêm gì nữa, đứng lặng lẽ ở hơi nghiêng. Vân Đào lúc này mới thỏa mãn gật đầu, đang muốn tiếp tục nói khoác vài câu trận pháp lợi hại, liền nghe được ngay phía trước một tiếng gào thét. Ngay sau đó liền thấy một con cái bóng cực lớn sốt ruột vọt đến. Báo kim thân thiết tiễn. Đầu này ít huyệt cảnh thực lực man thú, hơn nữa đuôi chừng 4 thước dài hơn, màu kim hoàng trên thân thể, đầy màu xanh mét lấm tấm, khoảng cách mọi người chừng mấy trăm thước, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách cường đại. Tới. Vân Đào ánh mắt nhất thời sáng lên, lại không để ý tới và Trương Huyền nét mực, khẩn trương nhìn về phía trước. Chỉ thấy báo kim thân thiết tiễn thảnh thơi đi về phía trước mấy bước, lập tức nhìn thấy được mọi người, bản năng lui về phía sau mấy bước, sẽ phải rời khỏi. Nhanh lên một chút đốt đông tây. Thấy động tác của đối phương, Vân Đào vội vàng phân phó một vị thuộc hạ. Đuổi hơn 10 ngày mới tìm được, một khi chạy trốn, còn muốn tìm được lại khó khăn. Là, thuộc hạ này mới phản ứng được, lấy ra một bao đông tây, lập tức sử dụng hộp quẹt đốt. Nhất thời, một nồng đậm mạnh mẽ mùi hôi thối truyền tới, kích thích người đầu choáng mắt hoa, có chút nhớ nhung nôn. Đây cũng là giống cái báo kim thân thiết tiễn phân và nước tiểu, thiêu đốt có thể phóng ra cực kỳ mãnh liệt mùi, đối với nhân loại mà nói rất khó ngửi, nhưng đối với giống được báo thiết tiễn mà nói, lại có khó có thể kháng cự lực hấp dẫn. Đối với thuần thú, Thẩm Bích Như hình như biết một ít, nhỏ giọng giới thiệu. Cố nén mê muội, Trương Huyền thật không biết người này làm sao có thể thích như thế thối đông tây, không nhịn được nhìn về phía trước, quả nhiên kích thích này mùi dưới, ban đầu dự định rời đi báo kim thân thiết tiễn, có chút do dự, về phía bên này đi tới. Dựa theo người này càng lúc càng gần, mọi người lúc này mới cảm thấy trên người nó phát ra cảm giác áp bách là tới mức nào mãnh liệt. Mặt mũi dữ tợn, thân thể hình giọt nước, mặc dù là ít huyệt cảnh thực lực man thú, thật sự chiến đấu, sợ rằng 7, 8 cùng cấp bậc nhân loại đều không phải là đối thủ. Man thú tốc độ trời xanh cực nhanh, hơn nữa hình thể to lớn, da lông làm như hộ thuẫn, nghe là ít huyệt cảnh thực lực, trên thực tế hoàn toàn có thể làm được khiêu chiến vượt cấp. Nói cách khác, trước mắt đầu này báo kim thân thiết tiễn, cho dù gặp phải cường giả thông huyền cảnh sơ kỳ, đều có thể đánh một trận. Chuẩn bị dẫn động trận pháp. Thấy báo kim thân thiết tiễn bị mùi thu hút, đã đi tới, khoảng cách thanh mộc khốn trận càng lúc càng gần, Vân Đào hưng phấn siết chặt nắm đấm. Chỉ cần bắt được người này, nghĩ biện pháp thuần phục, hắn thuần thú sư thân phận lại ván đã đóng thuyền. Loại thân phận này trở lại vương quốc, tất nhiên có thể từ mấy vị vương tử trong chỗ hết tài năng, cho dù không có cách nào kế thừa đại bảo, cũng tất nhiên gấp bội bị ưu ái. Ừ, cao hứng còn chưa có kết thúc, liền thấy đầu này tất cả mọi người ở khoảng cách trận pháp còn có 10 thước khoảng cách ngừng lại. Đạt được man thú ích huyệt cảnh, đã có trí tuệ của mình, hiển nhiên đã phát hiện ra đám người Vân Đào không có ý tốt, nếu không phải là thiêu đốt phân và nước tiểu mùi thu hút, chỉ sợ sớm đã từ phía xa chạy trốn. Đối với nó công kích, nghĩ biện pháp đem hắn làm tức giận. Không hổ danh là gần trở thành thuần thú sư tồn tại, thấy nó dừng lại, Vân Đào tuy rằng phiền muộn, lại đối căn cứ vào đối man thú thuộc tính hiểu rõ, nhỏ giọng phân phó. Là, mấy thuộc hạ sớm có chuẩn bị, đồng thời gật đầu, từ trên lưng lấy xuống cung tiễn, cài tên thượng huyền đối báo thiết tiễn bắn qua.
Ô ô ô ô, cường giả ích huyệt cảnh chân khí phối hợp đặc biệt mũi tên, mang theo không khí nức nở tiếng trực tiếp phóng tới, còn chưa đến tới trước mặt, báo kim thân thiết tiễn lại cảm nhận được uy hiếp, toàn thân lông tóc một chút nổ lên, thân thể một dọc né tránh ra. Chương 332, đi qua một bên chơi. 2. Nó kích thước tuy rằng rất lớn, thân thể lại khác thường linh hoạt, tốc độ cực nhanh, sợ rằng đã có thể cùng Lục Tầm thi triển huyễn ảnh cửu cung bộ sánh ngang với. Tiếp tục, Vân Đào lên tiếng hét lớn. Nghe được phân phó, mọi người tốc độ nhanh hơn, mũi tên như mưa. Gào, thấy mũi tên càng lúc càng nhiều, một tiếng phẫn nộ gào thét, báo kim thân thiết tiễn hình như bị hoàn toàn chọc giận, tiếng rít gào cực lớn trong tiếng, trực tiếp về phía mọi người vọt tới. Ong, còn chưa có xông lên vài bước, lại một bước bước vào trước cờ trận trưng bày phạm vi, một tiếng tiếng động khẽ vang lên, thanh mộc khốn trận trong nháy mắt khởi động, báo kim thân thiết tiễn giống như là lập tức rơi vào đầm lầy địa, lại giống như bị một lồng sắt bao lại, trái xông phải đụng nhưng trước sau không có cách nào đi tới. Đây là trận pháp, thật là lợi hại. Thẩm Bích Như sắc mặt một ngưng. Vừa báo kim thân thiết tiễn cường đại, nàng xem như là thấy tận mắt, giống như xử lý man thú lợi hại, rơi vào mấy cây cờ trận bố trí đông tây trong, tự nhiên bị vây chết ở, muốn chạy trốn đều làm không được, không phải tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được. Nếu như đổi lại thành nàng vô ý xông vào, khẳng định cũng khó mà chạy trốn. Xem ra sau này ra ngoài, nhất định phải đề phòng trận pháp sư. Trong lòng âm thầm cảnh giác, trận pháp sư sở dĩ ở rất nhiều chức nghiệp trong khiến người ta kính trọng, nguyên nhân lớn nhất chính là có đầy đủ giết vượt cấp địch năng lực. Chỉ cần cho ra thời gian sớm bố trí xong trận pháp, cho dù thực lực vượt quá đối phương, cũng sẽ bị đơn giản chém giết. Nhìn ngươi lần này trốn chỗ nào? Không biết trong lòng nàng sinh ra kiêng kỵ, Vân Đào cười ha ha một tiếng, nhìn Trương Huyền liếc mắt, đầy đắc ý. Ngươi không phải nói bố trí không thích hợp sao? Đây không phải là lập tức vây khốn. Chắp hai tay ở sau lưng, Vân Đào nhìn về phía thuộc hạ, tiếp tục phân phó, mọi người không cần phải gấp, khiến cho trận pháp nhiều vây khốn người này một hồi, hoàn toàn tiêu hao một chút nó thể lực. Là, mọi người gật đầu, vây chung quanh. Gào, lại ở đám người Vân Đào, dự định báo kim thân thiết tiễn bị khốn trận tiêu hao hết thể lực, ở một lần hành động thu phục thời gian, lại nghe được một tiếng tiếng rít gào phẫn nộ. Người sau phát điên vậy hung hăng quay trận pháp đánh tới. Trận pháp lắc lư một hồi, trước ẩn nấp ở cờ trận xuất hiện lần nữa tung tích. Vương tử điện hạ, làm sao bây giờ? Nhìn thấy được cờ trận bị một chút đụng xuất hiện tung tích, một cường giả ích huyệt cảnh không nhịn được nhìn qua. Hoảng cái gì, yên tâm đi, thanh mộc trận pháp mượn ưu thế về địa lý thế, có thể tự chủ hấp thu xung quanh thuộc tính mộc lực lượng, tăng thêm phòng ngự, dựa vào nó không có cách nào phá thủng. Vân Đào tự tin cười, bàn tay vẫy một cái, đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, lại nghe mặt đất lại nổ lớn, mấy cây cờ trận lại cũng không chịu nổi đánh, vèo. Bay. Bù. Cờ trận bay ra, thanh mộc khốn trận chẳng khác nào trong nháy mắt bị phá, tức giận báo kim thân thiết tiễn thân thể to lớn thoáng một cái, dĩ nhiên đi tới Vân Đào trước mặt, vung lên móng vuốt lại đánh. A. À. Vân Đào đang nói bốc nói phét, tự nhận là hắn thanh mộc khốn trận khẳng định không thành vấn đề. Chỉ thấy người này dĩ nhiên đi tới trước mặt, khiếp sợ đến mức một tiếng thét chói tai, thiếu chút nữa co quắp trên mặt đất. Súc sinh nghỉ điên cuồng. Điện hạ cẩn thận. Mấy ích huyệt cảnh thuộc hạ, lúc này cũng kịp phản ứng, đồng thời chạy tới, các loại binh khí rút ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đao khí, kiếm khí, gào thét về phía báo kim thân thiết tiễn bổ tới. Gào. Không để ý tới những công kích, báo kim thân thiết tiễn đuôi cực lớn mạnh một quyển. Gió rít gào tiếng trực tiếp về phía một người trong đó đánh tới, cùng thời khắc đó, lớn móng vuốt trái và phải ngang vỗ, uy lực 10 phần. Phút 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 phút, không hổ danh là man thú ích huyệt cảnh, Vân Đào mấy thuộc hạ này, chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, mỗi một không nhịn được sắc mặt đỏ lên, đồng loạt lui về phía sau, đồng thời cổ họng một ngọt, máu tươi điên cuồng phun ra. Mấy người liên thủ tuy rằng lợi hại, nhưng gặp phải đã phát điên ích huyệt cảnh man thú, vẫn lực không hề bắt. Chạy mau. Thấy thuộc hạ liên thủ cũng không đỡ nổi, Vân Đào khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa ngất đi, phù hô một tiếng, đang muốn chạy trốn, chỉ thấy đẩy lùi mọi người báo kim thân thiết tiễn, thân thể to lớn chuyển một cái, về phía Trương Huyền và Thẩm Bích Như vọt tới. Kết thúc. Thân thể cứng đờ. Hắn nhiều như vậy thuộc hạ đều không chống đỡ được, người mỹ nữ này chỉ có điều đỉnh lực cảnh đỉnh phong, cái kia vô chi tiểu tử, khẳng định yếu hơn, chắc hẳn giữ nhiều lành ít. Đang cảm thấy hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ,
liền nghe được cái kia vô tri tiểu tử đầy bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Ngươi ngốc à, là bọn họ muốn bắt ngươi, tìm ta làm gì? Nghe nói như thế, thân thể mọi người tất cả đều thoáng một cái. Tiểu tử này là không phải não tàn. Hiện tại nó bị làm tức giận, vẫn nói chuyện như vậy, đây không phải là đâm đầu vào chỗ chết là làm gì. Lại ở tất cả mọi người cho rằng đầu óc có bệnh loại người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời gian, lại nghe đối phương bất đắc dĩ âm thanh vang lên lần nữa. Ngươi không đi, ta nhưng muốn ra tay, tính, xem ra giảng đạo lý nói không thông, đi một bên chơi. Âm thanh kết thúc, ngay sau đó, vút một tiếng. Vèo, báo kim thân thiết tiễn cái bóng cực lớn, trong nháy mắt bay ngược ra, đụng đầu vào trên một cây đại thụ, miệng sùi bọt mép, không ngừng co giật. Chương 333, thuần phục 1. Cái gì? Đám người Vân Đào đều thiếu chút nữa ngất đi. Có chuyện gì vậy? Đây chính là con báo kim thân thiết tiễn ích huyệt cảnh, thực lực chống đỡ được cường giả thông huyền cảnh sơ kỳ, phòng ngự còn vô địch, lại thoáng cái bay ngược ra, miệng sùi bọt mép. Đây là bị công kích lớn tới mức nào? Bọn họ đồng loạt nhìn về phía tiểu tử vô tri cách đó không xa. Chỉ thấy hắn đầy vẻ bất đắc dĩ đi tới trước mặt con báo kim thân thiết tiễn, ngồi xổm xuống. Trong mắt hắn có vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta đã nói với ngươi, người muốn bắt ngươi là bọn họ, nhờ ngươi đừng tới tìm ta gây phiền toái. Phụt! Nghe hắn nói như thế, đám người Vân Đào đều nhất thời co giật. Em gái ngươi! Chúng ta không dẫn theo người như vậy. Bất kể nói thế nào, gặp gỡ chính là có duyên. Chúng ta chắc hẳn phải thuộc về thống nhất chiến hào mới đúng. Ngươi nói vậy là có ý gì? Làm gì có người giật dây man thú tới gây phần phức cho đám người mình chứ? Gào! Nghe được đối phương nhắc tới, con báo kim thân thiết tiễn lộ ra vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, giãy giụa đứng lên. Nó lại rít gào một tiếng, một móng nhấc lên, vỗ về phía người không ngừng lải nhải ở trước mặt. Trung quy vẫn là man thú, nói với ngươi hồi lâu, chẳng khác nào không nói. Dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, người tên là Trương Huyền này không để ý tới móng vuốt đối phương vỗ tới, tiếp tục nói. Lại ở thời điểm móng vuốt gần rơi xuống đầu, bàn tay hắn duỗi về phía trước. Hình ảnh giống như thời gian dừng lại, móng vuốt ngay cả sắt thép cũng có thể thoáng cái đập vỡ, dừng lại trên không trung. Bù! Ngay sau đó, bàn tay hắn giơ lên. Con báo kim thân thiết tiễn dài 4, 5 thước, nặng đến mấy nghìn cân đã bị hắn nhấc lên, tiện tay ném xuống đất, sau đó lại nhấc lên, lại ném xuống. Ầm 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 ầm, mặt đất lập tức bị đập ra một cái hố to. Đám người Vân Đào chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, mỗi một người cảm giác sắp phát điên rồi. Đây chính là con báo kim thân thiết tiễn, một trong những man thú ngoan độc nhất trong núi rừng, hiện tại tự nhiên bị người nắm lấy móng vuốt smê là roi đánh. Đây là thực lực gì? Hắn, sợ rằng chí ít đã đạt tới thông huyền cảnh đỉnh phong. Thậm chí có thể là, nửa bước tông sư. Môi một thuộc hạ run rẩy. Nửa bước tông sư, ta vừa rồi không ngờ chế giễu một vị nửa bước tông sư. Còn nói cố gắng dạy dỗ một trận, tùy tiện đánh chết cũng là nhẹ. Vân Đào có cảm giác kích động muốn nôn ra máu. Có cần hãm hại như thế hay không? Ngươi là nửa bước tông sư, nói sớm đi. Cho dù lá gan của ta có lớn hơn nữa, ta cũng không dám đắc tội. Lần này nhìn cho kỹ, người muốn bắt ngươi chính là bọn họ, không phải ta. Liên tục đánh vài cái, thấy con báo kim thân thiết tiễn sắp bị ngã ngất đi, Trương Huyền lúc này mới ngừng lại. Mọi người phiền muộn, thật ra hắn rất buồn bực, hắn chính là một người không liên quan, đi ngang qua nơi đây, có lòng tốt nói trận pháp này có khả năng không đáng tin cậy. Bọn họ không tin thì thôi, còn xem hắn như một kẻ khoác lác. Hắn lười để ý tới. Vốn tưởng rằng cứ qua như vậy. Ai biết, con vật này cũng chạy tới gây phiền toái. Muốn sát hạch thuần thú sư chính là Vân Đào này. Bố trí trận pháp cũng là hắn. Sao không đi tìm kẻ cầm đầu gây họa, tìm ta làm gì? Man thú đúng là man thú. Một chút khả năng quan sát cũng không có. Đi thôi. Liên tục đánh con báo kim thân thiết tiễn vài cái. Mình đầy những vết thương, sắp tắt thở. Lúc này Trương Huyền mới lắc đầu, nhìn về phía Thẩm Bích Như. Ừ, Trầm lão sư đã đi tới. Nàng đã sớm biết thực lực của Trương Huyền đạt được thông huyền cảnh đỉnh phong. Con báo kim thân thiết tiễn khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại xuất hiện loại cục diện này, nàng cũng không bất ngờ. Hai người. Thấy hai người muốn rời khỏi đó,
Vân Đào đang muốn đi tới gọi lại, đã thấy con báo kim thân thiết tiễn nằm dưới đất lại giãy giụa đứng dậy, chắn ở phía trước mặt Trương Huyền. Chi trước để sát trên mặt đất, giống như quỳ xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Đây là, chủ động khuất phục, con báo kim thân thiết tiễn muốn thuần phục hắn sao? Làm thuần thú học đồ, tồn tại bất cứ lúc nào cũng có thể sát hạch thuần thú sư, Vân Đào hiểu rất rõ ràng về thói quen của man thú. Con báo kim thân thiết tiễn trước mắt có bộ dạng này, rất rõ ràng đã bị lực lượng tuyệt đối của vị Trương Huyền này hù dọa, dự định thuần phục. Mình muốn thuần phục nó để thông qua sát hạch thuần thú sư. Bởi vậy mới liên tục đuổi theo nó hơn 10 ngày, thật vất vả gặp được nó, bây giờ nó lại muốn thuần phục người khác. Vân Đào cảm thấy trong lòng phiền muộn, thiếu chút nữa nôn ra máu. Chỉ có điều, hắn cũng không có cách nào. Một khi man thú thuần phục, nói rõ từ sâu trong lòng đã phát sinh sợ hãi đối với chủ nhân, lại không dám phản kháng. Cho dù hiện tại hắn chạy tới sử dụng tất cả thủ đoạn, chắc hẳn cũng không có bất cứ tác dụng gì. Man thú, suốt đời chỉ nhận một người làm chủ nhân. Hiện tại nó chủ động quỳ xuống, nói rõ đã có lòng thuần phục. Có làm gì nữa cũng đã muộn. Nó là của ta. Nước mắt hắn chảy ào ào, âm thầm thương tâm, lại không dám nhiều lời. Hắn đang cảm thấy đối phương nhìn thấy nó thuần phục, nhất định sẽ cao hứng vô cùng, lại thấy người thiếu niên đối diện nhíu mày. Ngươi xong chưa, tránh ra, nếu không ta lại đánh ngươi. Ô ô ô, con báo kim thân thiết tiễn cúi đầu, không ngừng rên rỉ. Thế nào, còn không phục sao? Trương Huyền nhấc chân lại muốn đạp tới. Khụ khụ, Trương Huyền tiền bối. Nhìn thấy được người này căn bản không biết đối phương đã hoàn toàn thuần phục, Vân Đào không thể tiếp tục kìm chế được, đi lên phía trước. Trước đó cảm thấy đối phương là người hầu, hắn không thèm quan tâm. Lúc này mới biết đối phương có thể là cường giả nửa bước tông sư, hắn cũng không dám giả vờ lớn. Tiền bối. Trương Huyền không nghĩ tới người vừa rồi thích ra vẻ ta đây, lại gọi mình như vậy. Chỉ có điều, suy nghĩ một chút hắn cũng hiểu được. Con báo kim thân thiết tiễn này đã hoàn toàn thần phục tiền bối. Nếu như tiền bối đồng ý thu phục, đưa tay xoa lên trán nó, nhỏ một giọt máu để cho nó nuốt vào, nó sẽ hoàn toàn thần phục, đến chết không thay đổi. Nếu không đồng ý, xoay người rời đi là được. Vân Đào nói. Hiện tại hắn xem như đã nhìn ra, người trước mắt này tuy rằng thực lực cường đại, nhưng đối với thuần thú lại một chữ cũng không biết. Nếu không, tuyệt đối không thể ngay cả động tác man thú thần phục cũng không biết. Hoàn toàn thuần phục. Trương Huyền sửng sốt. Tại sao đánh cho một trận, nó lại thần phục? Xem ra thuần thú sư cũng quá dễ dàng đi. Nếu như để cho Vân Đào biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ buồn bực nôn ra máu. Muốn khiến cho man thú cam tâm tình nguyện thuần phục, có rất nhiều thủ đoạn. Dụ dỗ, cảm kích, trấn áp. Trong đó cái gọi là trấn áp, chính là sử dụng chiêu số công kích đối phương am hiểu nhất, đánh cho đối phương không dám phản kháng. Thân thể con báo kim thân thiết tiễn có phòng ngự vô địch, tốc độ lại nhanh. Cho dù là cường giả thông huyền cảnh bình thường đối phó với những thủ đoạn này cũng đau đầu vô cùng. Nhưng đối với Trương Huyền đã luyện qua thân pháp thiên đạo, kim thân thiên đạo, lại dễ dàng giống như trò trẻ con. Bất kể một loại nào, đều không phải là đối thủ của con người trước mắt, nó mới hoàn toàn cam tâm tình nguyện bái phục. Nói ra đơn giản, trên thực tế muốn làm được rất khó. Không nói gì khác, dưới tông sư cảnh, lực lượng thân thể muốn vượt quá Trương Huyền, gần như rất khó tìm được. Cho dù tìm được, ai lại sẽ đặc biệt chạy tới thuần phục một con báo kim thân thiết tiễn chỉ có ích huyệt cảnh. Đương nhiên, chỉ là hắn không biết độ khó trong đó. Còn tưởng là đơn giản mà thôi. Ô ô ô ô, con báo kim thân thiết tiễn lộ vẻ mặt chờ đợi nhìn qua. Ngươi biết bay không? Thấy bộ dạng này của nó, Trương Huyền có chút do dự, nhìn qua. Con báo kim thân thiết tiễn thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nó là man thú xưng hùng xứng bá trên đất liền, làm sao có thể bay? Không biết bay, cần ngươi cũng vô dụng. Trương Huyền nhíu mày. Hắn muốn đi tới Thiên Vũ Vương quốc cách nơi này mấy vạn cây số. Cho dù con vật này chạy nhanh đi nữa, không tốn một, hai tháng, không thể đến được, tốc độ còn xa mới bằng man thú bay. Lại nói, đối với hắn thực lực như vậy đã không có tác dụng lớn. Nói cách khác, người này đối với hắn mà nói, cần cũng được không cần cũng được. Nhìn thấy được vẻ mặt hắn do dự, Vân Đào và thuộc hạ của hắn ở bên cạnh đều muốn phát điên. Đại ca, người có muốn dầu dĩ như thế hay không? Vì con man thú này, chúng ta đuổi theo hơn 10 ngày. Thời gian trước chuẩn bị còn hơn 2 tháng,
Lết quả muốn thuần phục, nó cũng không để ý tới. Người thì hay rồi, nó thành tâm thuần phục, còn không muốn. Người so với người thế nào lại chênh lệch lớn như vậy? Thôi đi, nếu ngươi muốn nhận ta làm chủ, thu ngươi cũng không sao. Không do dự quá lâu, Trương Huyền gật đầu. Dù sao hắn cũng không có man thú, nếu con vật này nguyện ý thuần phục, hắn nhận lấy là được. Nghĩ đến nắm giữ một con man thú ích huyệt cảnh, cũng rất phong cách. Dựa theo như lời Vân Đào nói, hắn đưa tay xoa ở trán của đối phương, đồng thời nhỏ một giọt máu cho nó nuốt xuống. Máu tiến vào trong cơ thể đối phương, giống như là mở ra loại nghi thức nào đó. Tinh thần của hắn và đối phương hình thành một cầu nối. Làm chủ nhân, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy ý giết chết nó. Hơn nữa hắn cảm giác thông qua cầu nối này, có thể cảm nhận được rõ ràng sự thuần phục của con báo kim thân thiết tiễn trước mắt này, cũng có thể dễ dàng ra lệnh cho nó, giống như mọc ra thêm cánh tay. Thảo nào thuần thú sư khiến người ta kiêng kỵ, chỉ dựa vào việc có thể khống chế man thú chiến đấu, cũng rất đáng sợ. Nếu thần phục ta, xem như là vật cưỡi của ta. Đoạn đường đi tới thú đường, đành làm phiền ngươi. Trương Huyền vẫy tay một cái. Nói xong, hắn nhìn thấy con báo kim thân thiết tiễn trước mắt lộ vẻ mặt ủy khuất nhìn qua. Nó giãy giụa hai cái, lại ngã xuống đất, chết sống không đứng dậy nổi. Vừa rồi hắn ra tay quá mạnh, đánh nó bị trọng thương. Hiện tại nó muốn đứng lên cũng khó khăn, đừng nói làm vật cưỡi đi đường. Trương Huyền tiền bối, nó bị trọng thương rồi, xem ra cần phải nghỉ ngơi nửa tháng, mới có khả năng thoải mái đi lại. Vân Đào liếc mắt thoáng nhìn, nói. Nghỉ ngơi nửa tháng. Trương Huyền nhíu mày. Sở dĩ hắn đi thú đường thuê man thú bay, chính là vì không có thời gian. Dù sao khí độc ở trong cơ thể hắn thêm một ngày, tai họa ngầm lại thêm một ngày. Nếu vì một con man thú không có tác dụng gì lớn, ở lại chỗ này chờ hơn nửa tháng, thật sự có chút lãng phí. Ngươi là thuần thú học đồ, có phương pháp gì khiến cho thương thế của nó nhanh chóng khỏi hẳn không? Hắn không nhịn được nhìn qua. Con người bị thương, có thể dùng đan dược, hoặc vận công, tiến hành xoa dịu, nhanh chóng trị liệu. Man thú chắc hẳn cũng có phương pháp cùng loại. Hắn không biết rõ ràng những điều này, nhưng nếu như Vân Đào người trước mắt này định sát hạch thuần thú sư, hẳn có biết một chút. Thể chất của man thú khác với con người, nhưng muốn nhanh chóng trị hết thương thế, phương pháp cơ bản cũng tương tự. Loại thứ nhất chính là tìm kiếm đan dược thích hợp, chế luyện xong có thể để cho nó dùng chữa thương. Những đan dược này có thể nhanh chóng giảm bớt thương thế. Nếu như có thể tìm được, đồng thời đúng bệnh, khoảng 2 ngày là có thể khỏi hẳn. Vân Đào suy nghĩ một chút nói. 2 ngày. Trương Huyền lắc đầu, cảm thấy thời gian vẫn quá lâu. Còn có phương pháp khác không? Loại phương pháp vừa rồi là của luyện đan sư, cũng là loại thủ đoạn con người thường dùng nhất. Loại thứ hai là phương pháp chữa thương đặc biệt của thuần thú sư, cần muốn trở thành thuần thú sư chính thức mới làm được. Đồng thời chỉ có tác dụng đối với thú sủng của riêng mình. Vân Đào liếc mắt thoáng nhìn. Thuần thú sư có phương pháp đặc biệt để trị thương cho thú sủng của mình, công pháp đặc biệt cần phải một người một thú cùng tu luyện, bồi dưỡng mức độ phù hợp. Tốt nhất nửa năm mới được, người này hoàn toàn không hay biết gì về thuần thú, lại vừa thu phục, nhất định là không có hy vọng gì. Loại thứ ba, lại là thủ đoạn của danh sư, con báo kim thân thiết tiễn hung mãnh như vậy, tự nhiên lại đạt tới ích huyệt cảnh đỉnh phong. Chỉ cần khiến cho nó đột phá đến thông huyền cảnh, thương thế sẽ lập tức hoàn hảo như lúc đầu. Nói xong loại thứ hai, Vân Đào do dự một chút mới nói tiếp. Chương 334, thuần phục 2. Muốn nhanh chóng trị liệu thương thế cho man thú, tổng cộng là 3 loại này. Theo thứ tự là thủ đoạn của luyện đan sư, thuần thú sư và danh sư. Bất kỳ một loại nào cũng có thể làm được, chỉ có điều, hiện tại xem ra, bất kỳ một loại nào cũng rất khó làm được. Khiến cho nó đột phá, thương thế có thể lập tức hoàn hảo. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Loại phương pháp thứ nhất, tạm thời không nói có đan dược hay không, cho dù có, 2 ngày cũng quá dài. Loại thứ hai, hắn hoàn toàn không hay biết gì về thuần thú, càng không cần phải nói tới. Về phần loại thứ ba, hắn nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, bất kể là giúp người hay giúp thú đột phá vẫn rất dễ dàng. Trước đó, hắn giúp con bạo thiên sư một tay giải quyết tai họa ngầm, còn thuận tiện tăng tu vi lên một cấp bậc, đạt tới thông huyền cảnh. Thượng thần trưởng lão vì bảo vệ tôn tử đối phó với mình, bị loại bỏ tư cách lão sư, chính là tự chuốc họa vào thân. Nhưng dù sao cái gọi là, cố ý đè ép, là do mình thoát khỏi ảnh hưởng của tiền thân,
để lại tội danh, thuộc về có lẽ có. Vì bù đắp, trước khi đi hắn đặc biệt giải quyết tai họa ngầm cho Bạo Thiên Sư. Có man thú thông huyền cảnh bảo vệ, cho dù bị loại bỏ tư cách lão sư, nói vậy cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, hoàn toàn không yếu. Xem như không làm hắn thất vọng. Chính bởi vì có lần kinh nghiệm này, phương pháp khó nhất đối với người khác, đến trong mắt hắn ngược lại là đơn giản nhất. Nghĩ vậy, Trương Huyền nhìn qua, vẻ mặt trông chờ. Báo kim thân thiết tiễn, người đánh quyền thử xem. Khụ khụ, ý của ta là công kích ta một chút. Vừa rồi, thời điểm nó công kích mình, trong đầu không có ý thức sinh ra chỗ thiếu hụt, cũng sẽ không xuất hiện sách. Lúc này mình muốn giúp nó đột phá, nhất định phải biết được tình huống thân thể của nó trước đã. Đám người Thẩm Bích Như, Vân Đào đồng thời nhìn nhau. Mỗi một người không còn lời nào để nói. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Nói ra ba loại phương pháp, không thấy hắn lựa chọn, lại muốn báo kim thân thiết tiễn công kích. Người này phát điên gì vậy? Con man thú này đứng cũng không đứng nổi. Công kích ngươi, chẳng lẽ còn muốn đánh nó một trận sao? Gào! Mặt con báo kim thân thiết tiễn cũng có phần choáng váng. Nhanh ra tay đi! Thấy nó do dự, Trương Huyền tiếp tục nói. Con man thú này không công kích, sẽ không có cách nào hình thành sách, cũng không biết nó có vấn đề gì, không có cách nào giúp hắn đột phá. Gào! Báo kim thân thiết tiễn cúi đầu. Nó trước tiên không dám ra tay với chủ nhân, lại nói, cho dù muốn động thủ, cũng phải có sức lực này đã. Bị đánh cho đứng cũng đứng không vững, ra tay thế nào? Thời điểm bảo ngươi đánh thì ngươi không đánh, thời điểm không cho đánh, lại nhanh hơn bất kỳ ai khác. Thấy con man thú vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ, Trương Huyền bất đắc dĩ một hồi. Vừa rồi bảo ngươi đi đánh Vân Đào, ngươi đuổi theo ta không tha. Hiện tại lại là bộ dạng như vậy. Trung quy vẫn là man thú, không nói đạo lý được. Thôi đi, ta tự mình tới. Trương Huyền lắc đầu, đi tới trước mặt con báo kim thân thiết tiễn, thần thái hiền từ. Không cần khẩn trương, ngẩng đầu lên. Báo kim thân thiết tiễn nâng cái đầu cực lớn lên. Những người khác đều đồng loạt nhìn qua, muốn xem thử hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ừ, đúng, lại như vậy. Thấy con man thú này rất nghe lời nâng đầu lên, bàn tay Trương Huyền duỗi qua. Vút, một cái đánh tới. Gào. Báo kim thân thiết tiễn không nghĩ tới mình đã thần phục, người này vẫn đánh nó. Nó đầy u oán giống lên một tiếng, ngay sau đó thân thể to lớn thoáng lảo đảo một cái. Bịch. Nó ngã trên mặt đất, ngất đi. A. À. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, mỗi một người càng cảm thấy mình sắp hôn mê. Đây là thú sủng của ngươi. Hơn nữa. Ngươi không phải trị thương cho nó sao? Đánh nó ngất xỉu làm gì? Lười để ý tới mọi người đang chấn động kinh ngạc, bàn tay Trương Huyền sờ ở trên người đối phương một cái. Ong! Đồ thư quán xuất hiện một quyển sách. Mở quyển sách ra, lật lượt xem hết, lúc này hắn mới thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía Vân Đào cách đó không xa. Vậy, nó bất tỉnh rồi, làm thế nào mới có khả năng cứu nó tỉnh lại? Đám người Vân Đào thật sự cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Thời điểm mọi người đều nghĩ rằng ngươi hỏi thăm phương pháp trị thương, là muốn giúp thú sủng của mình trị liệu thương thế, ngươi lại một át đánh nó bất tỉnh. Thời điểm tất cả mọi người cho rằng ngươi làm vậy có thể có mục đích gì đó, ngươi lại muốn cứu nó tỉnh lại. Đại ca, có thể ra bài theo lẽ thường được không? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoàn toàn không thể đoán ra được. Thế nào, không có cách nào sao? Trương Huyền nhíu mày. Có. Cố nén tâm tư muốn nắm tóc, Vân Đào vội vàng đi lên phía trước. Hắn hiểu rất rõ ràng vào tập tính của báo kim thân thiết tiễn. Ngón tay hắn đặt ở một chỗ, thời gian không lâu, quả nhiên thấy con man thú này từ từ tỉnh dậy. Gào! Báo kim thân thiết tiễn tỉnh lại, nhìn về phía Trương Huyền, nheo mắt, sắp muốn khóc. Không cần làm ra bộ dáng như vậy, ta hỏi ngươi, có muốn thương thế lập tức tốt lên không? Hơn nữa thực lực còn đột phá đến thông huyền cảnh. Không để ý tới biểu tình u oán của đối phương, Trương Huyền mở miệng. Đồng ý thì đừng nói nhảm nữa. Không đồng ý, ta lập tức rời đi. Ngươi vẫn ở trong núi rừng làm bá vương. Ta vẫn làm chính mình, coi như ngươi chưa từng thuần phục. Con man thú này không thể mau chóng khôi phục thương thế, hắn muốn cũng vô dụng, vậy không cần dây dưa với nó. Gào. Tuy rằng do dự, báo kim thân thiết tiễn vẫn gật đầu một cái. Đồng ý là tốt rồi. Trương Huyền gật đầu,
thân thể thoáng lắc một cái, đi tới trước mặt con báo kim thân thiết tiễn, quay về phía thân thể to lớn của nó, đánh qua. Phút 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 phút. Liên tục 36 tiếng động khẽ vang lên. Dưới mỗi một lần đánh xuống, hắn đều vỗ vào trên huyệt đạo của con báo kim thân thiết tiễn, đồng thời đưa vào một luồng chân khí tinh thuần chạy trong đó. Này! Những người khác không hiểu nguyên nhân, nhưng Vân Đào làm tồn tại sắp trở thành thuần thú sư, liếc mắt liền nhìn ra hắn đang làm cái gì. Hắn không phải là không hiểu thuần thú sao? Làm sao có thể nhận ra được chính xác huyệt đạo trên thân của con báo kim thân thiết tiễn? Vân Đào há hốc miệng, thân thể run rẩy. Thân thể cấu tạo của man thú hoàn toàn khác hẳn với con người. Phương pháp tu luyện của con người tất nhiên cũng không dùng được. Dựa theo đạo lý bình thường, một người hoàn toàn không hiểu gì về thuần thú sư, đừng nói tìm được huyệt đạo trên thân của đối phương, cho dù có thể biết, đã là tệ tệ. Trải qua chuyện trước đó, hắn biết người trước mắt này tuyệt đối không hay biết gì về thuần thú sư. Nhưng, người hoàn toàn không hay biết gì này, trong lúc thân thể lắc lư, tiện tay điểm trúng huyệt vị của man thú, không sai chút nào. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, hắn điểm trúng những huyệt đạo làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự giống như lời hắn nói, muốn giúp trợ giúp đối phương đột phá? Thông huyền cảnh sao? Thật hay giả vậy? Cho dù là thuần thú sư chính thức cũng không có cách nào làm được điều này. Trong lòng hắn chấn động, Trương Huyền ở phía trước đã vỗ xong huyệt đạo. Lúc này chân khí tinh thuần trong cơ thể hắn chạy dọc theo kinh mạch lớn trong cơ thể con báo kim thân thiết tiễn, điên cuồng lao nhanh. Bù! Ngừng lại, Trương Huyền lau mồ hôi trên đầu. Quả nhiên giúp man thú nâng cao không giống với giúp con người. Con man thú này có hình thể thật sự quá lớn, cần lượng chân khí cũng nhiều hơn gấp mấy lần so với con người. Nếu không phải hắn tu luyện thần công thiên đạo, chân khí tinh thuần hùng hậu, đừng nói giúp đỡ nâng cao, sợ rằng chân khí sẽ bị rút sạch, trực tiếp suy yếu ngã ngay tại chỗ. Dù vậy, hắn cũng phải tổn hao hơn phân nửa chân khí, cảm giác có chút mất sức. Tách tách, tách tách. Hắn dừng lại. Trong cơ thể của con báo kim thân thiết tiễn lại phát ra âm thanh giống như tiếng đậu vỡ. Tình huống bình thường, thực lực của man thú là căn cứ vào chủng tộc, thiên phú quyết định. Trừ khi huyết mạch tiến hóa, bằng không rất khó tiến bước. Dù sao, tuy rằng linh trí của bọn chúng vượt xa dã thú, nhưng so với con người, còn xa mới bằng được, không có cách nào tu luyện các loại công pháp. Chính vì vậy, cho dù là thuần thú sư chính thức, muốn giúp thú sủng của mình tiến bước, cũng rất khó làm được. Nhưng, Trương Huyền không giống vậy. Man thú cao cấp, đơn giản là huyết mạch tinh thuần mà thôi. Chân khí thiên đạo trong cơ thể hắn, có thể tuôn trào, gột rửa tạp chất trong huyết mạch, khiến cho hắn càng tinh thuần hơn. Tạp chất trong huyết mạch trở nên ít hơn, đẳng cấp cũng lại được nâng cao, thực lực cũng sẽ tự nhiên tăng thêm. Ầm ầm, âm thanh giòn giã ở trên thân thể của con báo kim thân thiết tiễn vang lên trong thời gian không lâu, liền thấy hình thể của con man thú này giống như là quả bóng được bơm hơi. Nhanh chóng tăng lên. Chiều dài từ 4, 5 thước trước đó biến thành 6, 7 thước. Cả khí chất của con man thú cũng phát sinh biến hóa cực lớn, càng cường đại hơn, khủng khiếp hơn. Thịch thịch thịch, cảm thấy uy áp trên người nó mang đến, đám người Vân Đào đồng loạt lui về phía sau, đồng thời trên mặt biến sắc. Chuyện này, có ngốc, bọn họ cũng hiểu rõ, thực lực của con man thú trước mắt này đã đột phá. Tùy tiện vỗ ở trên thân vài cái. Khiến một con báo kim thân thiết tiễn thực lực ích huyệt cảnh đột phá đến thông huyền cảnh. Vân Đào chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, dù thế nào hắn cũng không thể tin được. Hàng năm, hắn đều ở lại trong thú đường, biết muốn làm cho man thú thăng cấp huyết mạch là chuyện khó khăn tới mức nào. Cho dù thuần thú sư nhị tinh trong thú đường, không tốn thời gian mấy năm cũng làm không được. Người trước mắt này lại, chỉ cần mấy hơi thở đã hoàn thành. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Không chỉ là hắn, Thẩm Bích Như ở bên cạnh, đôi mắt thanh tú cũng trợn tròn. Đôi môi đỏ mọng của nàng mở ra, khó có thể khép lại. Sớm đoán được Trương lão sư có thể sẽ làm ra chuyện ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cảnh tượng trước mặt như vậy, còn làm cho hai mắt nàng choáng váng. Cũng, khó tránh khỏi quá ngoài dự đoán của mọi người. Tiện tay khiến cho con báo kim thân thiết tiễn đột phá. Cho dù là danh sư bình thường, cũng làm không được. Người này rốt cuộc học được cái gì từ Dương Sư? Bù! Trong ánh mắt chấn động kinh ngạc của mọi người, con báo kim thân thiết tiễn cuối cùng hoàn thành huyết mạch tiến hóa, thực lực cũng hoàn toàn vững chắc, đạt tới thông huyền cảnh sơ kỳ. Gào! Thực lực tăng mạnh, thương thế bên trong cơ thể, quả nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu.
Nó đột nhiên đứng phắt dậy, rú lên một tiếng. Tiếng động vang vọng khắp nơi, vang lên tận mây xanh. Gào xong, thân màu vàng của con báo thiết tiễn càng thêm cao lớn. Nó đi vài bước đến trước mặt Trương Huyền, nằm xuống, trong mắt mang theo sự sùng bái và quyến luyến, lại không nghi ngờ nữa. Trước đó, đối phương đánh nó bất tỉnh, nó còn suy nghĩ có phải mình nhận nhầm chủ nhân hay không. Bây giờ nó mới biết, thủ đoạn của chủ nhân vô cùng vô tận, mênh mông như biển rộng. Từ nay về sau, nó thật lòng thật ý thuần phục, lại không hài lòng. Nếu đã đột phá, chúng ta lại lên đường thôi. Khẽ tung người lên, ngồi vào trên lưng con báo kim thân thiết tiễn, Trương Huyền nói với Thẩm Bích Như một tiếng. Hắn vung tay lên, lại tiếp tục đi về phía thú đường. Chương 335, con chim kỳ lạ 1. Trương Huyền tiền bối. Thấy hai người xoay người muốn rời đi, Vân Đào vội vàng tiến về phía trước. Chúng ta muốn đi thú đường, lại không chậm trễ thời gian các ngươi tiếp tục bắt man thú nữa. Từ biệt. Trương Huyền khoát tay áo. Hai bên bèo nước gặp nhau, trước không đi là sợ đánh rắn động cỏ, làm chậm trễ chuyện của đối phương. Hiện tại báo kim thân thiết tiễn cũng đã bị thu phục, lý do này cũng sẽ không còn giữ được nữa, không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Tiếp tục bắt. Vân Đào không khóc. Sát hạch thuần thú sư là có giới hạn về thời gian. Vì đuổi theo con báo kim thân thiết tiễn này đã tiêu hao gần hết thời gian. Hiện tại cho dù lại đi tìm con khác, cũng phải có thể tìm ra mới được. Lại nói, cho dù tìm được, giống như vừa rồi, trận pháp không có tác dụng, đừng nói là thuần phục, có thể sống sót hay không, cũng có nói được. Tiền bối, tại hạ có thể thỉnh giáo một việc hay không? Vứt bỏ nỗi buồn bực trong lòng, Vân Đào ôm quyền, hỏi. Sao? Trương Huyền nhìn qua. Vừa rồi, làm sao tiền bối biết trận pháp ta bố trí kia có vấn đề, không nhốt được con báo kim thân thiết tiễn? Vân Đào nhìn qua. Không riêng hắn cảm thấy kỳ quái, những người khác cũng đồng loạt đưa mắt tập trung qua. Thậm chí đôi mắt Trầm Bích Như cũng sáng lấp lánh. Từ lời nói và việc làm, có thể thấy được, người trước mắt này đối với trận pháp một chữ cũng không biết. Nhưng dù như vậy, hắn liếc mắt liền nhìn vấn đề ở chỗ nào, khiến cho người ta khó có thể tin được. Rất đơn giản. Trương Huyền không giấu giếm, quay đầu lại nhìn. Thanh mộc khốn trận, lấy gỗ xanh làm cờ trận để bày trận, cần phải duy trì thuộc tính mộc. Địa phương ngươi lựa chọn, cây cỏ rậm rạp, quả thực phù hợp với điều kiện bố trí trận pháp. Bố trí cũng không có chút sai lầm nào. Đáng tiếc, có vài điểm ngươi không chú ý. Vẫn mong tiền bối nói rõ cho. Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, không cảm thấy chỗ nào có vấn đề, Vân Đào không nhịn được nói. Dãy núi dưới chân này. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi, thần sắc thản nhiên. Dãy núi. Vân Đào càng hồ đồ hơn. Dãy núi này có vấn đề gì? Thời điểm mua được thanh mộc khốn trận này, hắn đã từng bố trí qua, không vấn đề gì. Đừng nói ích huyệt cảnh, cho dù cường giả thông huyền cảnh sơ kỳ cũng rất khó phá ra được. Dãy núi này ngang dọc từ nam tới bắc, khí quyển yên tĩnh, khí lưu tuôn ra, trầm xuống không bay lên cao. Một địa phương ít đất, cây cối lộ ra vẻ khô vàng. Nhìn chung, mặt cắt mỏm đá thoáng hiện ra màu hồng. Trương Huyền ngồi ở trên lưng con báo kim thân thiết tiễn, tiện tay chỉ điểm. Từ những điều này có thể thấy được, phía dưới dãy núi này khẳng định có một mỏ quặng sắt. Trong ngũ hành, mộc khắc thổ, kim khắc mộc, khốn trận bị tính kim loại khắc, làm sao có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cái này, Vân Đào chấn động toàn thân. Trước đây hắn đã từng nghe lão sư nói qua, bố trí trận pháp, không chỉ cần nghiêm khắc dựa theo xu thế của trận đồ, quan trọng hơn chính là mượn cảnh vật xung quanh. Đại thế của thiên địa, thậm chí mặt trời, mặt trăng, ngôi sao cũng có thể dung nạp vào trong đó. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là lời nói vô căn cứ. Dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, lại là sự thật. Chỉ từ mặt cắt của mỏm núi đá, đi về phía dãy núi, lại nhìn ra phía dưới có khả năng có quặng sắt, đồng thời ảnh hưởng tới thanh mộc khốn trận. Đây là năng lực quan sát thế nào? Cho dù trận pháp sư tam tinh cũng rất khó làm được. Không ngờ vừa rồi. Người trước mặt này lại làm bộ làm tịch, nói người ta nhìn không hiểu. Vân Đào chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát. Không riêng hắn chấn động kinh ngạc, Trầm Bích Như cũng ngồi ở trên lưng con báo kim thân thiết tiễn, khóe miệng co giật, cũng sắp hôn mê. Đại ca, người không phải vừa rồi cái gì cũng không hiểu, ngay cả trận pháp cũng không biết là cái gì sao. Thế nào trong nháy mắt, cái gì quặng sắt, mặt cắt mỏm núi đá, khí lưu tuôn ra, đều nhìn ra được. Có cần nghịch thiên như thế hay không? Buồn cười,
nàng vừa rồi còn cảm thấy đối phương không hiểu nói sằng nói bậy. Người này, nghĩ đến những gì từng trải qua trước đó, trong lòng nàng tràn ngập sự bất đắc dĩ. Người này thật sự không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Bằng không, sớm hay muộn cũng sẽ bị công kích mà chết. Lời đã nói hết, nếu như không có chuyện gì khác, từ biệt. Giảng giải hết vấn đề trận pháp, Trương Huyền khoát tay chặn lại, không nói nhiều, lại muốn một lần nữa rời khỏi đó. Hiện tại bắt man thú khẳng định đã không kịp, ta muốn cùng tiền bối quay về thú đường, chẳng biết có được không. Nếu sát hạch đã bị nhỡ, hắn cũng dứt khoát bỏ qua, dự định kết giao thân thiết với người trước mắt này. Bất kể là thực lực, thủ đoạn khiến cho man thú đột phá, hay là nghiên cứu đối với trận pháp, Trương Huyền tiền bối trước mắt này đều quá thần bí, đáng để hắn dốc hết toàn lực lui tới. Tùy tiện, tốc độ của con báo kim thân thiết tiễn rất nhanh, theo kịp thì theo. Người này tuy rằng thích giả vờ giả vịt, nhưng cũng là người thật sự có bản lĩnh, hơn nữa còn là thuần thú học đồ. Để hắn dẫn theo, chắc hẳn có thể tìm được man thú bay tốt hơn, cũng khiến mình đi tới Thiên Vũ Vương quốc có thể càng thuận lợi hơn một chút. Chỉ có điều, trên lưng con báo kim thân thiết tiễn chở hai người đã có chút chật chội. Thêm nữa khẳng định ngồi không được. Đa tạ tiền bối. Nghe thấy hắn đồng ý, Vân Đào thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng gật đầu. Đi thôi. Không tiếp tục để ý tới đối phương, tinh thần thoáng động, báo kim thân thiết tiễn lập tức nhanh chóng lao về phía trước. Trước kia chưa thăng cấp, tốc độ của con báo kim thân thiết tiễn đã cực nhanh. Hiện tại nó còn nhanh giống như tuấn mã. Tuy rằng địa hình núi rừng phức tạp, nó vẫn hoàn toàn không có xu thế giảm tốc độ. Vừa mới bắt đầu, đám người Vân Đào còn có thể đuổi kịp. Nhưng đi một hồi, theo chân khí tiêu hao càng lúc càng lớn, gương mặt mỗi một người đều trắng bệch, chạy cũng sắp muốn phun ra máu. Nghỉ ngơi một chút, đi gần một canh giờ, thấy mấy người này quả thật quá mệt mỏi, Trương Huyền và Trầm Bích như lúc này mới nhảy xuống khỏi lưng báo kim thân thiết tiễn, nghỉ ngơi tại chỗ. Ban đầu đi bộ đến thú đường cần một ngày một đêm. Có con báo này, tối đa chỉ một canh giờ có thể đến nơi, cũng sẽ không cần nóng vội như vậy. Tiền bối. Biết đối phương dừng lại là vì suy nghĩ tới mình, Vân Đào thở phào nhẹ nhõm. Sau khi điều tức một lát, hắn cảm thấy đã khôi phục lại, lúc này mới đi lên phía trước, thái độ cung kính. Ngươi sát hạch thuần thú sư, ta thuần phục con báo kim thân thiết tiễn, có phải ngươi không có cách nào thông qua hay không? Trên đường Trương Huyền cũng coi như đã suy nghĩ cẩn thận. Đối phương đuổi theo con báo kim thân thiết tiễn hơn 10 ngày, kết quả lại để cho mình kiếm được tiện nghi. Một con man thú là chuyện nhỏ. Chuyện đối phương sát hạch thuần thú sư, rất có khả năng sẽ không có cách nào qua được kiểm tra. Chuyện này, gương mặt Vân Đào xấu hổ. Nếu như không phải tiền bối thuần phục con báo kim thân thiết tiễn, mạng của mấy người chúng ta có khả năng đã xuống hoàng tuyền. So với tính mạng, cho dù sát hạch không qua được, cũng không tính là gì cả. Trương Huyền gật đầu. Người này tuy rằng đáng ghét, nhưng xem như tương đối hiểu đạo lý. Thanh Mộc Khốn Trận không chống đỡ được báo thiết tiễn. Nếu như lúc đó mình không ở chỗ đó, người này cùng với mấy thuộc hạ ích huyệt cảnh, khẳng định chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mình tuy rằng thu phục con báo này, nhưng cũng chẳng khác nào cứu mạng của mấy người bọn họ. Sát hạch thuần thú sư cần phải đi qua những bước nào? Trải qua nửa ngày chạy đi, hắn biết có man thú làm vật cưỡi, có thể tiết kiệm không ít sức lực. Nếu như có thể tiện tay sát hạch ra thân phận một thuần thú sư, sau này muốn rời nhà đi xa, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu như cho Vân Đào biết được ý nghĩ này, nhất định sẽ buồn bực muốn chết. Hắn vì sát hạch thuần thú sư, mỗi ngày ở cùng một chỗ với man thú, học tập rất nhiều năm, chưa từng qua được sát hạch. Người này thì hay rồi, chẳng qua là cảm thấy chạy đi đường mệt chết, lại muốn học một chút. Đầu tiên muốn trở thành thuần thú học đồ, cần sát hạch học đồ, có hai lý luận kiểm tra và nhận rõ man thú. Sau khi thông qua mới có tư cách sát hạch thuần thú sư chính thức. Đồng dạng cũng có hai bước, đầu tiên, thu được sự tán thành của man thú, thứ hai, thuần phục một con man thú chân chính. Vân Đào nói, thu được sự tán thành của man thú. Ừ, chính là để cho người sát hạch ở cùng một chỗ với 5 con man thú. Trong một canh giờ, phải thu được sự tán thành của bọn chúng, khiến cho bọn họ không tiến hành công kích. Nếu làm không được, nói rõ không hiểu gì đối với man thú. Về phần thuần phục man thú, cũng có yêu cầu, phải cao hơn so với thực lực của mình một cấp bậc. Vân Đào giải thích, nếu không, thực lực quá thấp, hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn cường lực đánh cho đối phương thuần phục, cũng sẽ không lộ ra thủ đoạn của thuần thú sư.
Trương Huyền gật đầu. Nói trắng ra là, sát hạch thuần thú sư và sát hạch luyện đan sư có chút tương tự. Hai bên sát hạch học đồ, đều cần tri thức lý luận. Muốn trở thành một thành viên chính thức trong đó, lại cần phải có thực tiễn. Luyện đan sư là chế luyện đan dược nhất phẩm, thuần thú sư lại cần thuần phục một con man thú có thực lực mạnh mẽ hơn so với thực lực. Thảo nào người này truy kích con báo kim thân thiết tiễn. Hắn là đỉnh lực cảnh đỉnh phong, con báo này vừa vặn cao hơn so với hắn một cấp bậc. Một khi thành công, xem như thông qua. Thuần phục man thú có hạn chế về thời gian, không thể vượt quá nửa tháng. Chỉ riêng việc tìm kiếm con báo kim thân thiết tiễn này, ta đã tốn hơn 10 ngày. Hiện tại muốn đi tìm một con khác, rất rõ ràng không có khả năng. Lại nói, nếu chẳng may gặp phải một con còn hung bạo mạnh mẽ hơn so với nó, chuẩn bị không tốt sẽ có thể chết. Vân Đào cũng suy nghĩ rất thoáng. Lần này có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì người thanh niên trước mắt này. Lần sau hắn không nhất định có thể gặp may mắn như vậy. Xem ra sau này còn muốn sát hạch. Cần phải làm ra càng nhiều chuẩn bị hơn. Phải thật sự làm đến khi tuyệt đối không thể có sai sót nhầm lẫn. Bằng không, thuần thú sư còn chưa thi xong, người đã chết. Thật sự là muốn khóc cũng khóc không kịp. Hàng năm bởi vì sát hạch thuần thú sư, học đồ chết ở dưới tay của man thú, thực sự không phải là số ít. Có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Chỉ có điều, ta dù sao cũng làm lỡ chuyện của ngươi. Như vậy đi, nếu như còn muốn thuần phục một con man thú. Ta thật ra có thể giúp một tay. Trương Huyền nói. Hắn chủ yếu muốn xem thử một chút, thực lực thấp hơn so với man thú, làm thế nào để thuần phục. Thông qua con báo kim thân thiết tiễn, hắn biết nếu như không thể khiến cho man thú cam tâm tình nguyện chịu thua, khế ước sẽ rất khó thành lập, càng không cần nói tới thuần phục. Sau đó cho dù hắn không sát hạch thuần thú sư, muốn nhanh chóng chạy đi, thuần phục man thú cũng là tất nhiên. Dù sao không có khả năng mỗi lần đều gặp phải loại vừa vặn thấp hơn so với thực lực của hắn, lại rất dễ dàng chịu thua. Nếu chẳng may gặp phải con mạnh mẽ hơn, vậy nên làm cái gì? Lúc này có thể mượn cơ hội xem thử người này làm thế nào, nhân cơ hội lén học nghệ. Đương nhiên, lời này không thể nói thẳng ra. Nếu không, hình tượng, tiền bối, hắn thật vất vả mới lập ra được, chẳng phải sẽ lập tức đổ vỡ hay sao? Thông qua chuyện của Dương Sư, hắn biết có thời gian giả vờ, tiền bối, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ có điều, giả vờ không tốt, vô cùng có khả năng bị người khác đánh chết. Cần phải cân nhắc xử lý. Tiền bối, muốn giúp ta sao? Nghe được lời hắn nói, Vân Đào lập tức kích động toàn thân run rẩy. Vân Đào đã nhìn thấy được thực lực của vị tiền bối Trương Huyền này. Nếu như do hắn ra tay, tuyệt đối có thể dễ dàng bắt được man thú ích huyệt cảnh, chỉ cần bắt được. Lại có biện pháp khiến cho hắn thuần phục. Ừ. Trương Huyền gật đầu, bộ dạng cao thâm khó dò. Vậy thật sự quá tốt, chỉ cần tiền bối ra tay, ta khẳng định có thể thành công. Siết chặt nắm đấm, Vân Đào hưng phấn, viên mắt ửng đỏ. Tạm thời đừng kích động, cho dù ta ra tay, có thể tìm tới man thú thích hợp sao? Trương Huyền nói. Man thú. Gương mặt Vân Đào lập tức lộ ra vẻ mặt trái mướp đắng. Cũng đúng. Một con báo ích huyệt cảnh kim thân thiết tiễn đã tìm hơn 10 ngày. Không tìm được man thú thích hợp, cho dù đối phương đáp ứng ra tay, cũng vô dụng. Điện hạ, ngài quên con vật kia rồi sao? Chương 336, con chim kỳ lạ 2. Một thuộc hạ đi lên phía trước. Con nào? Vân Đào đầy nghi ngờ. Chính là con mỗi ngày đều chạy tới gây phiền toái kia. Thuộc hạ nói. Con đó sao? Vân Đào nhớ tới điều gì? Lộ ra vẻ lúng túng. Bây giờ tìm man thú khác, đã không kịp, nếu như có thể bắt được nó thuần phục, cũng có nghĩa là thông qua sát hạch. Chỉ cần thành thuần thú sư, muốn thuần phục man thú, sau này từ từ làm cũng được. Vị thuộc hạ này nói tiếp. Chuyện này, Vân Đào có chút do dự, nhìn về phía Trương Huyền trước mặt. Tiền bối, quả thực có một con man thú, có khả năng cần tiền bối ra tay giúp đỡ. A, à, Trương Huyền nhìn qua. Là, một con chim kỳ lạ. Vân Đào nói. Man thú bay sao? Vân Đào này là ích huyệt cảnh đỉnh phong. Nếu thực lực cao hơn so với cao, đó chính là ích huyệt cảnh, lại là loài chim, sẽ không phải hắn muốn thuần phục một con man thú bay. Dọc đường đi bọn họ gặp được man thú bay, giang cánh bay lượn, bay vút lên mấy ngàn thước. Cho dù muốn bắt, cũng bắt không được. Không tính là man thú bay, đó là một con không lớn, chỉ lớn hơn so với... Bàn tay một chút,
sắc mặt Vân Đào đỏ lên. Lớn chừng bàn tay. Trương Huyền kinh ngạc. Từ trong miệng Trầm Bích Như, hắn biết được man thú bay đều có chiều dài mấy trượng, giang cánh ra còn tới 2, 3 trượng. Chỉ có kích thước như vậy, có khả năng chở người bay lượn trên bầu trời, ngang dọc 9 tầng trời. Lớn chừng bàn tay, quả thực không tính là man thú bay, chỉ có thể xem là một loài chim. Đúng, chỉ có điều nó tuy rằng chỉ là một con nhỏ, lại thật sự là man thú. Hơn nữa thực lực đạt tới ích huyệt cảnh sơ kỳ, còn có phần mạnh hơn so với ta một chút. Chỉ có điều nó không phải là loại chiến đấu, không phải là đối thủ của ta, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Ta căn bản không đuổi kịp. Vân Đào giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ. Một con nhỏ, tốc độ nhanh, cho dù muốn thuần phục, sợ rằng không dễ tìm đi. Trương Huyền nhướng mày. Một con man thú lớn, tốc độ chậm cũng không dễ tìm. Một con man thú bay chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, tốc độ cực nhanh, tùy tiện ẩn nấp ở trong núi rừng rộng lớn này, làm sao có thể tìm được. Hơn nữa, nó ở trên trời, có thể tùy tiện bay. Muốn thuần phục, sợ rằng còn khó hơn so với con báo kim thân thiết tiễn. Nghe nói như thế, Vân Đào có chút ngượng ngùng. Tìm thì khẳng định không tìm được, chỉ có điều, mấy ngày qua nó vẫn quấy rầy chúng ta. Cho dù không tìm, nó cũng nhất định sẽ qua. Quấy rầy. Trương Huyền kỳ quái, tuy rằng hắn không hiểu rõ lắm đối với man thú, nhưng chúng đối với nhân loại trời sinh mang lòng cảnh giác, giống nhau phát hiện chiến thắng không nổi, có thể trốn xa được bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu, làm sao có thể mỗi ngày đều qua quấy rầy được. Cái này, là ta biệt tổ của nó, cho nên nó tức giận, mỗi ngày đều qua. Rất nhanh, Vân Đào kể lại mọi chuyện một lần. Sau khi nghe xong, Trương Huyền lắc đầu, dở khóc dở cười. Con chim kỳ lạ này thích ăn mật ong dại trong núi rừng hoang dại. Vân Đào cũng không biết chuyện, trong lúc vô ý phát hiện ra tổ của nó và bí mật che giấu trong đó, vì vậy lại lấy hết đồ đi. Không biết nó đã tích trữ bao nhiêu năm, mới được một chút này. Khi phát hiện bị người đánh cắp, nó giận tím mặt, đuổi qua. Chỉ có điều, hình thể của nó nhỏ, lại không am hiểu chiến đấu, không phải là đối thủ của Vân Đào và thuộc hạ của hắn. Cướp lại không được. Nhưng mỗi ngày nó đều đi theo ở phía sau, vào thời gian cố định, sẽ qua quấy rối. Đã duy trì liên tục 7, 8 ngày. Tính toán thời gian, ngày hôm nay chắc hẳn sẽ lại đi qua. Xem ra con chim này cũng rất chấp nhất. Nghe được ân oán giữa một người một chim, Trương Huyền khẽ cười. Nó đều quấy rối thế nào? Trầm Bích Như ở bên cạnh có chút ngạc nhiên. Nếu vào thời gian cố định đến gây phiền phức, nhiều cường giả ích huyệt cảnh như vậy. Lẽ nào không thể nghĩ biện pháp bắt được nó? Nó! Sắc mặt Vân Đào đỏ ửng giống như quả táo. Khụ khụ, thời điểm nó bay ở ngay phía trên ta liền đại tiện. A! À, Trương Huyền, Trầm Bích Như nhìn nhau, thiếu chút nữa thì không nhịn được. Không thể không nói, con chim này quả thật đủ kỳ lạ. Cơ bản mỗi lần đều có thể đại tiện trên người ta. Sau khi làm xong, lại bay đến hơn 10 thước, đầy khiêu khích, chờ chúng ta đuổi theo. Rồi lại bay đi. Mỗi ngày đều phải lăn qua lăn lại một, hai canh giờ. Đối với con chim kỳ lạ này, nói thật đi, Vân Đào cũng say mê. Không phải trộm mật của nó sao? Mỗi ngày dây dưa, cũng hành hạ hắn sắp phát điên. Nếu không muốn thông qua được sát hạch thuần thú sư, hắn cũng sẽ suy nghĩ nên nói ra hay không. Dù sao, thật sự quá mất mặt. Đường đường là thất vương tử của Hàn Vũ Vương quốc. Mỗi ngày đều bị một con chim kỳ lạ tới xem mình như nhà vệ sinh, vừa có ý muốn đi ỉa, lại bay tới. Suy nghĩ một chút cũng có phần muốn phát điên. Vậy ngươi trả mật lại cho nó không được sao? Trầm Bích Như che đôi môi đỏ mọng. Ta đã trả lại, kết quả nó, vẫn mỗi ngày qua quấy rối. Tốc độ của nó quá nhanh, cung tiễn cũng bắn không được. Ta còn nghĩ chờ sau khi thuần phục xong man thú, lại cố gắng tìm nó phiền phức. Nếu như thuần phục báo kim thân thiết tiễn không được, có thể bắt nó về thuần phục, cũng coi như thông qua sát hạch. Vân Đào nói đến đây, có chút do dự. Chỉ là, tốc độ của nó quá nhanh, cung tiễn cũng rất khó đuổi được. Muốn bắt được nó, thật sự quá khó khăn. Không biết tiền bối có thể có phương pháp hay không. Ta cũng không biết dáng dấp của nó ra sao, lại có dạng tốc độ gì. Người bây giờ hỏi ta có thể có biện pháp gì sao? Trương Huyền lắc đầu. Hắn ngay cả con chim kỳ lạ này cũng chưa nhìn thấy qua, làm sao có thể có biện pháp bắt được. Ai, đúng rồi, vừa rồi hắn không phải đã nói, con chim kỳ lạ này mỗi lần qua quấy rối, cũng không phải đều dừng lại ở phía trước hơn 10 thước khiêu khích sao. Khi đó nó không bay,
ngươi hoàn toàn có thể dựa vào thân pháp bay qua bắt nó. Trầm Bích như nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía Trương Huyền nói. Nàng từng nhìn thấy được Vương Dĩnh thi triển thân pháp, tốc độ cực nhanh, giống như thuấn di. Cho dù tốc độ của con chim này có nhanh mấy đi nữa, nói vậy đối với vị Trương lão sư trước mắt này mà nói, cũng không phải là vấn đề lớn. Ừ, thật ra có thể suy nghĩ. Trương Huyền gật đầu. Sau khi tu vi đạt được thông huyền cảnh, khoảng cách và số lần thi triển ra thân pháp thiên đạo, cũng lại tăng lên. Trước đó, hắn toàn lực thi triển, 1/10 hít thở là có thể lao ra 20 thước. Mà bây giờ, 1/10 lần hít thở, hắn hoàn toàn có thể lao qua 40 thước. Hơn nữa, trước kia cũng chỉ có một lần, hiện tại biến thành 2 lần. Đương nhiên, đây là dưới tình huống thi triển toàn lực. Nếu như giống với Vương Dĩnh, thi triển bản giản lược, dựa vào lượng chân khí của hắn dự trữ, 2, 30 lần cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, phương diện tốc độ sẽ giảm đi không ít. Bản hoàn chỉnh 1/10 lần hít thở bay qua 40 thước. Bản giản lược, 1/10 lần hít thở, chỉ có khoảng 3, 4 thước mà thôi. Hơn nữa, gánh nặng đối với thân thể cũng tương đối nhỏ hơn rất nhiều. Chính vì vậy, thời điểm Vương Dĩnh và Đỗ Lỗi chiến đấu, có thể liên tục thi triển 5, 6 lần, mới cảm thấy kiệt sức. Dù vậy, cũng rất đáng sợ. 1/10 lần hít thở, 3, 4 thước. Một lần hít thở cũng chính là 3, 40 thước. Rất nhiều người thậm chí liền không kịp phản ứng, liền có thể bị đánh trúng. Cho dù tốc độ của con chim này rất nhanh, cũng chỉ là ích huyệt cảnh mà thôi. Nói vậy so với thân pháp thiên đạo, vẫn kém hơn rất nhiều. Dựa vào thân pháp, điều này sợ rằng không được. Lời hai người nói chuyện, lọt vào trong tai của Vân Đào. Hắn không nhịn được lắc đầu. Thân pháp cao minh nhất của Hàn Vũ Vương quốc bọn họ chính là quy hành thiên âm bộ, đã rất nhanh, nhưng so với con chim kỳ lạ này, vẫn còn kém rất xa. Huống gì, tinh lực con người có hạn, vị Trương Huyền tiền bối trước mắt này, am hiểu công kích lực lượng. Về phương diện tốc độ chỉ sợ cũng sẽ có chỗ thiếu hụt. Mặc dù biết một bộ thân pháp lợi hại, muốn đuổi kịp con chim kỳ lạ, cũng rất khó làm được. Lại nói, đối phương đến từ Thiên Huyền Vương quốc, có thể có thân pháp lợi hại gì? Theo hắn biết, thân pháp cao minh nhất của vương quốc kia là huyễn ảnh cửu cung bộ, cũng chỉ bình thường thôi. So với quy hành thiên âm bộ kém hơn không chỉ một sao nửa điểm, không phải ngang bằng cùng một cấp. Ngay cả thân pháp sau còn không đuổi kịp, càng chưa nói tới thân pháp trước. Nghĩ vậy, Vân Đào nói tiếp. Con chim kỳ lạ này vô cùng cảnh giác, mỗi lần đều đứng ở trong phạm vi nó có thể phản ứng. Cung tiễn cũng bắn không được, muốn tay không bắt lấy, cơ bản là không có khả năng. Trước đây ta cũng dã nghĩ, nếu như có thể chuẩn bị một loại cạm bẫy, có lẽ có thể có cơ hội. Cạm bẫy chúng ta cũng từng bố trí qua, nhưng không có một lần nào thành công. Một thuộc hạ nói. Nghe nói như thế, Vân Đào bất đắc dĩ gật đầu, day day mi tâm. Đúng vậy, trước đó chúng ta cũng đã từng bố trí qua cạm bẫy. Kết quả, lại nhiều lần không thành công. Con chim kỳ lạ này cũng biết chúng ta có sự chuẩn bị, chết sống không bị mắc lừa. Vù vù vù. Còn chưa nói dứt lời, liền nghe được không trung vang lên tiếng gió thổi vù vù. Hình như có thứ gì đó từ không trung rơi xuống, lao thẳng tắp về phía trên đầu Vân Đào. Tới rồi. Nghe được tiếng gió thổi, Vân sắc mặt Đào khó coi. Hắn biết chắc là con chim kỳ lạ kia lại tới. Hắn không kịp ngẩng đầu quan sát, thân thể thoáng lắc một cái, đã bay vút sang một bên. Lạch cạch. Chỉ có điều, hắn vừa mới chợt lao ra vài bước, đã cảm thấy một mùi hôi. Trên người dính đầy những điểm trắng. Không cần nhìn đã biết, lại trúng chiêu. Cảm thấy trên người hôi hám vô cùng, Vân Đào khóc không ra nước mắt. Khi quay đầu nhìn lại, lúc này hắn mới phát hiện, nơi mình vừa đứng, rơi xuống chỉ là một cục đá. Chim kỳ lạ hình như đã sớm biết hắn sẽ né tránh, cố ý ném xuống cục đá dương đông kích tây, một lần hành động đánh trúng. Con chim này còn có thể sớm phán đoán. Trong mắt nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, Trương Huyền sửng sốt. Trước đó nghe nói, hắn chỉ cảm thấy lòng thù hận của con chim kỳ lạ này quá mạnh. Hắn không nghĩ tới nó còn rất thông minh. Nhìn dạng này hoàn toàn khác với con báo kim thân thiết tiễn lỗ mãng. Ngẩng đầu nhìn lên, một con chim không lớn lắm xuất hiện ở trong tầm mắt. Về kích thước, đối phương nói không sai, cũng chỉ lớn hơn so với một bàn tay, toàn thân màu đen, dáng vẻ tương tự với loài quả. Trên người nó mang theo khí tức mạnh mẽ, còn lợi hại hơn so với cường giả ích huyệt cảnh. Man thú có kích thước không đồng nhất,
có con lớn giống như báo kim thân thiết tiễn, tất nhiên cũng lại có loại nhỏ hơn. Làm bẩn toàn thân Vân Đào, con chim kỳ lạ vô cùng đắc ý. Hoa hoa! Nó kêu lên hai tiếng, bay đến nơi cách mọi người đại khái chừng 30 thước, đôi mắt đen chăm chú nhìn qua, hình như đầy vẻ cười nhạo. Đáng giận! Lại bị đối phương thả phân xuống toàn thân, Vân Đào tuy rằng tức giận, nhưng phần nhiều hơn chính là phiền muộn. Vẫn chưa nghĩ ra biện pháp, con chim này đã tới. Muốn bắt được nó, khẳng định là không thể. Hắn đang rầu rĩ, không biết tiếp theo nên làm cái gì. Chợt trước mắt hắn liền hoa lên, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt con chim kỳ lạ, ngón cái, ngón trỏ nhẹ nhàng bóp một cái. Bù! Con chim kỳ lạ bay giống như điện giật còn chưa có kịp phản ứng, lại rơi xuống trong lòng bàn tay của đối phương. Đây, là thân pháp sao, làm sao có thể? Vân Đào thoáng chút liền cứng đờ. Chương 337, Thú Đường 1. Làm sao có thể? Ta hoa mắt sao? Xung quanh thoáng một cái liền bùng nổ. Tuy rằng ngoài miệng mấy thuộc hạ của Vân Đào không nói gì, nhưng bọn họ lại có suy nghĩ giống như điện hạ của mình. Người tu luyện dựa vào thân pháp, tốc độ không có khả năng bắt được con chim kỳ lạ này. Làm thuộc hạ của vương tử, bọn họ gặp qua không ít cường giả thông huyền cảnh. Tốc độ nhanh bọn họ cũng nhìn thấy rất nhiều, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cho bọn họ hoàn toàn bối rối. Thời gian còn chưa kịp nháy mắt, lướt qua khoảng cách mấy chục thước, tới bên cạnh bọn họ xuất hiện ở trước mặt con chim kỳ lạ. Điều này, cũng quá nhanh đi. Đây thật sự là thân pháp sao? Lẽ nào, là chúng ta đánh giá thấp, vị Trương Huyền này là cường giả tông sư? Mấy người đồng thời dùng mình. Hàn Vũ Vương quốc mặc dù có tông sư, cũng rất ít khi ra tay. Cho dù là bọn họ, cũng không biết đến cùng nhanh tới mức nào. Nhưng nghe đồn, võ giả cường giả tông sư cảnh bát trọng, chấn giữ một phương, lực lượng xuất thần nhập hóa, cường đại khó có thể tưởng tượng được. Người thanh niên trước mắt này, một tay ép báo kim thân thiết tiễn thần phục, hai ngón tay bắt được con chim kỳ lạ, thực lực thâm hậu. Tất cả bọn họ ở chung vào một chỗ, cũng không chống lại được một phần vạn. Chẳng lẽ thực sự có cao thủ như vậy? Tông sư cảnh, cho dù chính là vương quốc nhị đẳng, thực lực của lão tổ chấn thủ, tồn tại giống như hóa thạch vậy, không ngờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thoạt nhìn còn chưa tới 20 tuổi. Không thể không phải là một thiếu gia, công tử đại gia tộc vương quốc được phong hiệu của Thiên Huyền vương quốc. Bằng không, trẻ tuổi như vậy làm sao có được thực lực như vậy, còn có thân pháp tuyệt diệu như vậy. Chỉ có điều, không quan tâm tới điều này, cũng không phải là người bọn họ dám đắc tội. Mấy người nuốt nước bọt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. So với Vương Dĩnh, còn nhanh hơn. Gương mặt trầm bích như cũng trắng bệch. Mặc dù có Vương Dĩnh chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy được Trương Huyền thi triển, vẫn chấn động kinh ngạc không thể tăng thêm được nữa. Nếu như ra tay với nàng, sợ rằng ngay cả chiêu số cũng không cần sử dụng, đã bị đâm chết. Oa! Đám người Vân Đào sắp bị sợ tới mức choáng váng. Mắt của chim kỳ lạ lại trợn tròn. Kế hoạch ban đầu của nó rất tốt, chờ mọi người tiến tới gần, hoặc thoáng sử dụng binh khí, nó liền xoay người chạy trốn, sau đó sẽ lại qua quấy rối. Nhưng người đột nhiên xuất hiện này là thế nào? Nếu sớm biết có người có tốc độ nhanh như vậy, ngay cả nó cũng không phản ứng kịp, nó sẽ không tới quấy rối. Tốc độ cũng không nhanh mấy. Bắt lấy con chim kỳ lạ, Trương Huyền lắc đầu. Vừa rồi nghe Vân Đào nói cái gì xuất thần nhập hóa, nhanh tới mức cung tiễn cũng bắn không trúng, vốn tưởng rằng thật sự rất lợi hại, trực tiếp dùng tới thân pháp bản hoàn chỉnh. Kết quả? Đây là thứ gì chứ? Giống như cương thi, còn không nhúc nhích, sớm biết như vậy, hắn đã không dùng tới bản hoàn chỉnh. Làm hại hắn bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể cũng xé rách có chút đau đớn. Nếu không phải hắn tu luyện qua công pháp thiên đạo, lần này mạnh mẽ tăng tốc, cũng sẽ làm cho hắn nôn ra máu. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng mọi người đều là võ giả, tất cả nghe được rõ ràng. Khóe miệng của tất cả mọi người đều giật một cái. Cái này, dường như không phải tốc độ của nó không nhanh, mà là tốc độ của ngươi quá nghịch thiên, khiến nó còn không có kịp phản ứng có được hay không. Không quan tâm tới sự chấn động kinh ngạc của mọi người, Trương Huyền vận chuyển công pháp một chu thiên, khiến đau đớn trên người giảm đi, lúc này mới quay đầu lại phân phó. Qua thuần phục. Vâng. Vân Đào vội vàng đi tới. Hắn lấy ra một sợi dây thừng đặc biệt, trói con chim kỳ lạ lại, khiến nó không có cách nào bay được. Lúc này hắn mới buông bàn tay áp chế của đối phương. Thấy hắn làm ra biện pháp thuần phục, Trương Huyền tập trung chú ý nhìn lại. Nhìn một hồi,
hắn lại cảm thấy nhàm chán vô vị. Thật ra giống hệt với thuần phục con chó, thuần phục mèo, cầm chuẩn bị trước rất nhiều thứ tốt khiến cho man thú không có cách nào cự tuyệt, thu hút đối phương, sau đó sẽ lợi dụng thủ đoạn khác, dần dần bồi dưỡng tình cảm tốt, thu được sự tín nhiệm của đối phương. Bình thường thuần phục một con man thú, chủ động ký kết khế ước với nhân loại, cần phải chí ít 3, 4 ngày. Hiện tại điện hạ cùng nó bồi dưỡng tình cảm, chờ tình cảm đạt được chiều sâu nhất định, lại có khả năng thần phục. Đến lúc đó một người một thú, lại cùng tu luyện một loại công pháp có thể phối hợp với nhau, tăng cường thực lực của nhau, chẳng khác nào hoàn toàn khống chế. Một thuộc hạ rất sợ Trương Huyền không kiên nhẫn chờ được, liền đi lên phía trước. Phải mất 3, 4 ngày sao? Đúng vậy, đây là thuần phục dễ. Có vài con man thú lợi hại, cho dù là thuần thú sư chính thức, cũng cần tốn vô số tinh lực. Hồ Quân thuần thú sư của Hàn Vũ Vương quốc chúng ta, trước kia vì thuần phục một con man thú cấp bậc tông sư nửa bước, đã từng ở trong đầm lầy cùng đối phương 3 năm, mỗi ngày đều đưa ra thức ăn nó thích nhất. Theo thời gian chuyển rời, mới khiến cho nó cảm động, hoàn toàn thuần phục. Do đó truyền ra câu chuyện được mọi người ca tụng. Vị thuộc hạ này gật đầu nói. Cái này, là câu chuyện được mọi người ca tụng. Trương Huyền thực sự bất đắc dĩ. Vì thuần phục một con man thú tốn 3 năm, thực sự rảnh rỗi tới đau ra. Hắn nhất định là không có thời gian cùng kiên nhẫn lớn như vậy. Đúng vậy, man thú có thực lực, cũng có tôn nghiêm. Không có thủ đoạn khiến cho nó cảm động, hoặc khiến cho nó động tâm, làm sao có thể khiến nó cam tâm tình nguyện thần phục. Vị thuộc hạ này nói đến đây, ánh mắt lộ ra sự cuồng nhiệt. Đừng nói 3 năm, cho dù 10 năm, đổi một con man thú cấp bậc tông sư nửa bước thần phục, cũng đáng giá. Nhìn thấy dáng vẻ kích động của người này, Trương Huyền thoáng sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh. Cũng úng, người khác không có thiên đạo đồ thư quán, không có khả năng giống như hắn, thăng cấp đột phá đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy. Có vài người tiềm lực tốt, cả đời cũng sẽ dừng lại ở tại chỗ, cả đời vô vọng, cho đến khi sinh mạng kết thúc. Thật giống như đám người Trầm Hồng. Lưu Lăng trước đó, không gặp được mình, còn muốn đột phá, gần như là không có khả năng. Dưới tình huống này, nếu như có thể thu phục được man thú thực lực như vậy, thực lực nhất định tăng lớn. Không nói gì khác, chỉ nói Thiên Huyền Vương quốc, nếu như Trầm Truy bệ hạ có thể thu phục được một con, cho dù Trầm Hồng thật sự ngã xuống, Vương quốc cũng có thể vô tư, không cần lo lắng. Phải biết rằng, man thú không chỉ có thể khiêu chiến vượt cấp, tuổi thọ nhân loại cũng không thể nào so sánh được. Thu phục được một con, chỉ ít trong vòng 100 năm không cần lo lắng tới sự an toàn của cả vương quốc. Đừng nói 3 năm, 5 năm, thật sự có khả năng, tốn 10 năm, 20 năm bọn họ cũng nguyện ý. Dù sao, những người khác không có khả năng giống như hắn, trên phương diện lực lượng đánh thắng được báo kim thân thiết tiễn, ép tới mức nó không có chút sức lực phản kháng nào, còn ở trong thời gian ngắn khiến cho nó đột phá gông cùm xiềng xích. Hắn thuần phục con chim kỳ lạ này đại khái cần bao nhiêu thời gian? Suy nghĩ cẩn thận những điều này, đối với thủ đoạn thuần thú sư lại không còn có hứng thú xem nữa, Trương Huyền hỏi. Ta giúp tiền bối hỏi một chút. Vị thuộc hạ này vội vã chạy tới. Một lát sau hắn đã đi tới. Hồi bẩm tiền bối, điện hạ nói, hắn đã cùng đối phương trao đổi. Đại khái 2 ngày, không chênh lệch lắm là có thể thuần phục sơ bộ. Việc sát hạch thuần thú sư, thuần phục sơ bộ là được, không cần phải hoàn toàn thần phục. Thuần phục sơ bộ. Chính là khiến cho con chim kỳ lạ ở bên cạnh, cho dù không cần đặc biệt giam cầm, cũng sẽ không rời khỏi. Vị thuộc hạ này giải thích. 2 ngày mới chỉ được như vậy. Trương Huyền lắc đầu. Cũng quá chậm đi. 2 ngày, tốn vô số tâm huyết và tinh lực, mới khiến cho một con man thú đi theo sau lưng. Cùng với phiền toái như vậy, thật đúng là không bằng đi thú đường thuê một con. Xem ra, loại thủ đoạn thuần thú này không học cũng được. Đi qua xem một chút. Có chút do dự, Trương Huyền nhấc chân đi tới trước mặt Vân Đào và chim kỳ lạ. Tiền bối. Suy đoán vị trước mắt này có thể là tông sư, khiến Vân Đào càng bội phục hơn, thái độ càng cung kính hơn. Ngươi cần 2 ngày, mới có khả năng thuần phục sơ bộ được con chim này sao? Trương Huyền nhìn qua. Vâng. Vân Đào nhìn về phía con chim kỳ lạ trước mắt, đầy hưng phấn. Ta vừa rồi đặc biệt sử dụng phương thức man thú có thể nghe hiểu được, trao đổi với nó. Chỉ cần ở bên cạnh ta, loại mật này nó muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, sẽ cho nó ăn đủ. Lúc này nó mới đáp ứng ở cùng ta xem thử. 2 ngày là thời hạn kiểm tra. Chỉ cần có thể lấy ra mật, lại gần như thành công. Qua!
Nghe hắn nói xong, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía con chim kỳ lạ trước mắt. Chỉ thấy con chim lạ này hất đầu lên, bộ dạng giống như 258 vạn lôi kéo, ta giúp ngươi sát hạch, là đối xử tốt với ngươi. Không có cách nào nhanh hơn nữa sao? Nhướng mày, Trương Huyền hỏi. Qua, qua, qua. Con chim kỳ lạ liên tục kêu lên vài tiếng. Sau khi Vân Đào nghe xong trên mặt có chút xấu hổ. Nó nói vừa rồi tiền bối thô lỗ bắt nó, khiến cho nó rất tức giận, hai ngày đã coi như là ngắn. Nếu như lại có kè mặc cả, lại kéo dài đến 10 ngày hoặc một tháng. Ngắn. Thấy con chim kỳ lạ này lớn lối như thế, Trương Huyền lắc đầu. Ta không cho là như vậy, ta cảm thấy không cầm tới 10 phút nó sẽ thần phục. 10 phút. Vân Đào sửng sốt, lập tức xấu hổ cười. Sao có thể như vậy? 10 phút đã muốn thuần phục một con man thú ích huyệt cảnh, điều này căn bản là không có khả năng làm được. Đừng nói là hắn, cho dù là thuần thú tông sư lợi hại nhất thú đường, cũng không có khả năng hoàn thành. Rất đơn giản. Trương Huyền lắc đầu, đưa tay ra. Đưa nó cho ta. Vâng. Tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, nhưng Vân Đào không dám từ chối, đưa con chim kỳ lạ tới. Tiếp nhận con chim này, Trương Huyền nhìn qua. Lập tức thuần phục, làm thú sủng của hắn. Qua. Nghe nói như thế, con chim kỳ lạ trừng mắt, đầu ngẩng lên thật cao, đầy mất hứng, hình như đang chất vấn dựa vào cái gì. Ý tứ hình như là đang nói, muốn bảo ta làm thú vật sủng, thái độ đối với ta phải tốt một chút. Được rồi, nếu ngươi không làm, có thể đi chết. Lười phải cùng đối phương nói nhiều, Trương Huyền một cái tát đánh tới. Bịch bịch, chim kỳ lạ còn chưa có kịp phản ứng, đã bị tát bay tới trên mặt đất, rơi tới thất điên bát đảo. Tiền bối, khóe miệng Vân Đào giật một cái, thiếu chút nữa thì phát điên rồi. Làm gì có ai thuần phục man thú như vậy? Chương 338, thú đường 2. Cho dù thuần phục, đối phương nếu chẳng may do dự, tương lai sẽ phiền toái hơn. Tất cả mấy người khác cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Ngươi làm vậy thật sự là thuần phục sao? Là muốn giết nó? Qua! Hiển nhiên con chim kỳ lạ cũng không nghĩ tới người trước mắt này hung dữ như thế, một tát lại đánh cho nó thiếu chút nữa tắt thở. Con chim kỳ lạ tức giận, đồng tử hoàn toàn là màu đỏ, giãy giụa lại muốn phản kháng. Chỉ có điều nó còn chưa kịp đứng dậy, chỉ thấy một bàn chân đá tới. Vèo! Giống như quả bóng cao su. Con chim kỳ lạ trực tiếp bay lên, đập đầu vào trên một khối nham thạch cực lớn, rơi tới thất điên bát đảo, cái miệng lớn há to phun ra máu. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thuần phục, hoàn toàn thần phục, giúp ngươi trị thương, thăng cấp tu vi. Bằng không, chết. Mặt không đổi sắc, Trương Huyền nhìn về phía con chim kỳ lạ trước mắt. Qua! Dãy dụa mở mắt, chim kỳ lạ do dự một lát, kêu lên một tiếng. Nghe được âm thanh này, Vân Đào sửng sốt. Kích động tới mức sắc mặt đỏ lên. Tiền bối, nó nói đồng ý. Đồng ý. Rất nhiều thuộc hạ của Vân Đào và Trầm Bích Như, mỗi một người đều có cảm giác choáng váng, sắp ngã quỵ. Mẹ nó, vậy cũng làm được sao? Từ khi nào việc thuần thú trở nên đơn giản như vậy? Đồng ý là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng thà chết không chịu nhục tới mức nào, kiên trì đến chết chứ. Một con man thú nho nhỏ mà thôi. Bắt nạt kẻ yếu. Còn muốn ăn ngon, còn để cho người ta hầu hạ, Trương Huyền cũng không quen với tật xấu này của nó. Không muốn sống, cùng lắm thì đánh chết là được, dù sao Huyền Lạc Sơn mạch cái gì thiếu, chứ không thiếu loại này. Ký kết khế ước, lười phải tiếp tục nói thừa, hắn tiện tay nắm lấy, ném tới. Vân Đào sốt ruột vội vàng luống cuống tay chân đón lấy con chim kỳ lạ. Dựa theo cách nói trước đó, giao hẹn ký kết giữa người và thú. Được, cho ta. Thấy khế ước hoàn thành, Trương Huyền bấm tay bắn ra, đánh cho con chim kỳ lạ bất tỉnh. Giống như vừa rồi đối phó với con báo kim thân thiết tiễn, hắn tìm hiểu một chút, lại để cho Vân Đào cứu tỉnh. Sau một khắc, ngón tay hắn liên tục điểm tới trên người của con chim kỳ lạ. Ngón tay nhanh như gió, chân khí giống như kiếm. Từng chân khí tinh thuần tiến vào trong cơ thể của con chim kỳ lạ, khiến cho thân thể của nó phát sinh sự lột xác về bản chất. Rắc rắc. Hơn 10 lần hít thở qua đi, những tiếng xương cốt vang lên. Con chim kỳ lạ vốn hấp hối, thân thể đột nhiên cao lớn thêm một vòng, khí tức tăng mạnh, đạt tới ích huyệt cảnh trung kỳ. Theo tu vi tăng, thương thế trước đó cũng trở nên hoàn hảo giống như lúc ban đầu. Qua! Cảm nhận được trên thân thể biến hóa, hai mắt của chim kỳ lạ trợn trừng,
nhìn chằm chằm Trương Huyền đứng cách đó không xa, đầy vẻ không thể tin được. Nó sở dĩ yêu tha thiết loại mật này, không phải đơn thuần chỉ là miệng lưỡi muốn. Quan trọng nhất chính là, loại vật này có thể khiến cho thực lực nó tăng lên. Vân Đào trộm đồ, chẳng khác nào chặt đi căn bản để nó thăng cấp. Lúc này nó mới tức giận như vậy, không sợ lãng phí thời gian, mỗi ngày đều qua quấy rối. Vừa rồi, người trước mắt này đánh cho nó khuất phục, nó vốn nghĩ tạm thời đáp ứng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp hại đối phương một chút, trả lại nỗi nhục ngày hôm nay. Nhưng nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này đánh nó, nhẹ nhàng vài cái lại khiến cho nó đột phá. Đây chính là gông cùm xiềng xích ngăn chặn nó nhiều năm, thoáng chút đã đột phá. Con chim kỳ lạ đột nhiên cảm thấy, có thể thuần phục nhân loại, cũng không phải là chuyện xấu. Nghĩ vậy, cảm giác làm cho có lệ đã biến thành thật lòng thật ý. Thân thể nó cong lại, cung kính gục đầu xuống đầu, đã không còn là dáng vẻ kiêu ngạo trước nữa. Chuyện này, man thú sẽ không ngụy trang và che giấu. Mọi người đều nhìn thấy được thái độ của con chim kỳ lạ. Ánh mắt của mỗi một người đều đờ ra. Những người khác thuần phục man thú, giống như thỉnh cầu phụ thân bày tỏ với nãi nãi, phục vụ đối phương hết sức thoải mái, cũng không nhất định thành công. Nhưng con chim này thì hay rồi, đánh một trận lại hoàn toàn bái phục. Vốn tưởng rằng chuyện con báo kim thân thiết tiễn trước đó chỉ là trùng hợp. Nhưng lần thứ hai, điều này lại xuất hiện, cho dù có ngốc cũng hiểu rõ, đây là bản lĩnh thật sự. Điều này là không học được. Bước đầu tiên đánh man thú, ta có thể học, nhưng bước thứ hai, khiến cho nó đột phá, khôi phục thương thế, đánh chết ta cũng làm không được. Nói thật đi, bước đầu tiên ngươi cũng không học được. Tại sao lại nói ra lời này? Không phải là ra sức đánh một trận sao? Đánh một trận, không đơn giản như vậy. Ngươi nghĩ thuần thú, chắc chắn sẽ không thật sự đánh chết nó. Hạ thủ sẽ có chừng mực, như vậy tới nay, lòng sợ hãi của man thú sẽ giảm xuống. Mà vị Trương Huyền tiền bối này, vừa rồi con chim kỳ lạ không thần phục, sẽ thật sự giết chết nó. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, hắn ở trên phương diện tốc độ thắng được con chim này, hơn nữa hoàn toàn không chút che giấu sát ý, mới khiến cho con chim kỳ lạ từ sâu trong nội tâm cảm thấy được sự khủng hoảng và sợ hãi. Bằng không, dựa vào sự cao ngạo của man thú, làm sao có thể dễ dàng lại chịu thua như vậy? Ngươi vừa nói như vậy, thật sự vẫn là... Thấy hắn thuần phục đơn giản, những người khác cũng biết, không chỉ bọn họ không học được, cho dù thuần thú sư chính thức cũng làm không được. Chim kỳ lạ am hiểu tốc độ, ở phương diện tốc độ đánh nát lòng tin của nó, chỉ riêng kiểu này, đã có thể gây khó khăn cho vô số cường giả. Con chim này đã thuần phục, có thể đi được chưa? Ra tay trợ giúp chính là để nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu đã thuần phục, cũng sẽ không cần thiết lại ở tại chỗ này nữa. Vâng. Vân Đào vô cùng vui sướng, liên tục gật đầu. Vốn tưởng rằng con báo kim thân thiết tiễn bị đối phương thuần phục, lần kiểm tra này đã nhất định phải thất bại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vị trước mắt này ra tay, một lần hành động liền thành công. Hắn lại nhìn qua, tràn ngập cảm kích. Chuyện xong xuôi, còn lại chính là hành trình quay trở về. Trương Huyền và Trầm Bích như ngồi ở trên lưng của báo kim thân thiết tiễn chạy đi, đám người Vân Đào vẫn chạy thiếu chút nữa không thở nổi. Vân Đào vừa chạy, nước mắt vừa chảy ròng ròng. Đối phương ngồi ở man thú trên lưng uy phong tám phía. Hắn lại chỉ có thể ôm con chim ngốc, chạy muốn gãy chân, đuổi sát theo ở phía sau. Đồng dạng là thuần phục man thú, khác biệt thật là lớn. Một lúc lâu sau, một sơn cốc cực lớn xuất hiện ở trước mắt. Linh khí thật nồng đậm. Vừa đến đây, Trương Huyền lập tức cảm giác được có điểm không thích hợp. Linh khí của toàn bộ sơn cốc so với những nơi khác, nồng đậm gần như gấp đôi. Đi vào trong đó, lỗ chân lông trên toàn thân không nhịn được mở ra. Linh khí không ngừng cọ rửa thân thể, khiến người ta có một loại cảm giác giống như ngâm mình trong suối nước nóng. Quanh năm ở chỗ này tu luyện, tu vi tuyệt đối sẽ lớn hơn so với bên ngoài. Thú đường bố trí toàn bộ sơn cốc thành tụ linh trận, như vậy có khả năng sinh trưởng linh hoa, linh thảo tốt hơn. Thể chất của man thú cũng sẽ tăng lên, khả năng đột phá cũng lớn hơn nữa. Trầm Bích như nói, thời điểm lần đầu tiên nàng qua đây, cũng vô cùng chấn động kinh ngạc. Biến toàn bộ sơn cốc thành đại trận, đồng thời khiến cho linh khí gia tăng lên gấp đôi. Đây là công việc lớn tới mức nào? Chỉ sợ cũng chỉ có loại tiền chủ không thiếu như thú đường này, mới có loại quyết đoán này. Đúng vậy. Trương Huyền gật đầu, hít sâu một hơi, cảm thấy tế bào trong toàn thân đều trở nên sống động hơn rất nhiều.
Võ giả trước thất trọng, nhất trọng tập trung hơi thở, nhị trọng đan điền, tam trọng chân khí, tứ trọng da xương, ngũ trọng sức mạnh, lục trọng ích huyệt, thất trọng thông huyền. Trước tam trọng, tu vi thấp, không cần quá nhiều linh khí trợ cấp, lại không nói thêm làm gì. Tứ trọng da xương, chân khí tẩm bổ thân thể, ngũ trọng sức mạnh, vận dụng chân khí thuần thục, tăng lực lượng, lục trọng ích huyệt, mở ra huyệt vị toàn thân, thất trọng thông huyền, chân khí dung hợp thông suốt, kinh mạch không bị ngăn cản. Yêu cầu của thất trọng này đối với linh khí cũng không tính là quá cao. Cho nên, cho dù là Thiên Huyền Vương quốc, loại địa phương linh khí cằn cỗi này, cũng rất dễ dàng đạt được. Nhưng linh khí thiếu thốn, muốn trùng kích tông sư cảnh lại khó khăn. Tông sư, dung nạp bốn phương tám phương, lực lượng trong cơ thể phong phú, không có không đủ linh khí tích lũy, muốn đột phá, gần như là không khả năng. Lấy Trương Huyền làm thí dụ, cho dù có công pháp thiên đạo, lại không có đủ nhiều linh khí chống đỡ cũng uổng công. Nếu như nói tông sư là một mảnh đại dương mênh mông, linh khí của Thiên Huyền Vương quốc, chính là dòng nước nhỏ chảy nhỏ giọt. Muốn rót đầy, không tích lũy hơn 10 năm, khó có thể hoàn thành. Nhưng chỉ cần sông lớn rót vào, tốc độ lại nhanh hơn nhiều. Linh khí nơi này so với nơi khác không chỉ gấp đôi, nhưng tốc độ bắt đầu tu luyện, tuyệt đối hiện lên bội số tăng không biết bao nhiêu lần. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, cây cối bốn phía rõ ràng càng rậm rạp hơn so với phần ngoài. Thường xuyên có các loại chim bay, man thú lui tưới. Tất cả đều có xương cốt lớn, hình thể hùng tráng. Dùng cách nói của kiếp trước, thú đường thật giống như sân bay, xây dựng cách chỗ thành phố rất xa. Người muốn lặn lội đường xa, lại không có thời gian, sẽ đặc biệt qua. Ngẩng đầu nhìn về phía rất nhiều man thú bay tới bay lui, trong lòng Trương Huyền xuất hiện một ý nghĩ. Trước đó, hắn vẫn cảm thấy vì sao thú đường không xây dựng ở trong vương thành. Nhưng giờ nhìn thấy được những man thú cực lớn này, hắn mới hiểu được. Những con man thú này, mỗi một con đều có hình thể to lớn. Đặt ở trong vương thành, rất dễ dàng gây ra mâu thuẫn cũng với con người. Đổi lại thành quốc vương kia, sợ rằng cũng không muốn nhìn thấy được. Thú đường ở bên trong, chúng ta nhanh tiến vào đi thôi. Dọc theo con đường trong sơn cốc, mọi người đi về phía trước. Thời gian không lâu, bọn họ liền thấy kiến trúc giống như một thành trấn xuất hiện ở trước mắt. Bao trùm mấy chục dặm, các loại kiến trúc giống như từng lớp vảy, xa hoa. Trên đường phố dòng người đi lại giống như thoi đưa. Tuy rằng so với vương thành của Thiên Huyền, có phần không bằng, lại giống như một vài thành thị tuyến thứ hai vậy. Đây là, thú đường sao? Trương Huyền chớp mắt. Ban đầu, hắn vốn cho rằng thú đường giống như nghiệp đoàn của luyện đan sư, chỉ là một giáo xứ không lớn lắm. Đứng sừng sững ở trong rừng núi, ngăn cách với đời. Dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, nơi đây lại là một tòa thành thị phồn hoa như vậy. Thời điểm bắt đầu, ở đây quả thực chỉ có một giáo xứ. Nhưng theo thời gian trôi qua, có người đến đây giao dịch, cũng có khi là hậu nhân thú đường, ở lại càng lúc càng nhiều. Ở đây cũng dần dần sinh sôi nảy nở trở thành thành thị. Vân Đào giải thích, Trương Huyền gật đầu. Xung quanh Huyền Lạc Sơn Mạch, vương quốc mọc lên như rừng. Muốn cưỡi man thú bay, mua man thú bảo vệ người của gia tộc, không phải số ít. Hơn nữa ở đây linh khí sung túc, lâu ngày, hình thành quy mô như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Cũng giống như sân bay, xây dựng trong thời gian lâu dài cũng sẽ hình thành một sản nghiệp dây chuyền cực lớn, dẫn tới vô số người đến đây. Thảo nào trước đó chính mình nói vì sao người của thú đường không ra mua đồ, biểu tình của Trầm Bích Như lại như vậy. Hiện tại xem ra, trước đó nàng đã tới. Biết được tình huống nơi này. Đi thú đường. Tiến vào thành thị, đi dọc theo đường phố một hồi, cũng không có phát hiện ra cái gì gây hứng thú, Trương Huyền phân phó một tiếng. Mấy người đi thẳng về phía một tòa kiến trúc cao lớn ở chính giữa. Thú đường làm căn bản của thành thị này, cao lớn hùng vĩ, toàn thân mang theo màu xanh xám, kích thước hơn trăm thước, xông thẳng lên trời. Ở cửa có đặt hai bức tượng man thú cực lớn, dáng vẻ dữ tợn đáng sợ. Khiến cho người ta cảm giác được một loại lực lượng. Ngay phía trước có một bức hoành phi dài đến mấy chục thước, hai chữ lớn, thú đường, đỏ tươi chói mắt, không biết sử dụng thứ gì viết ra, khiến người ta một loại cảm giác đè ép. Là máu của man thú cao cấp. Vân Đào nói, loại man thú này trời sinh cường đại, cho dù sau khi chết, uy hiếp cũng sẽ không biến mất. Sử dụng máu của bọn chúng viết ra chữ lớn, khiến người ta vừa nhìn lại cảm thấy khiếp sợ, không dám ở nơi này làm loạn. Ừ, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Không thể không nói, thú đường ở trên bề ngoài, làm được thật sự không tệ. Đừng nói là những người khác, cho dù là hắn,
còn chưa tiến vào, trong lòng đã sinh ra sự kính sợ. Đi vào cửa lớn, bên trong giống như nghiệp đoàn của luyện đan sư, là một đại sảnh rộng rãi. Trong đó người đến người đi, có không ít cường giả đi lại trong đó, thậm chí bọn họ còn xếp thành hàng thật dài, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt. Người kia là Ích Huyệt cảnh đỉnh phong, người kia là Thông Huyền cảnh trung kỳ, còn có Thông Huyền cảnh đỉnh phong. Nhìn trái nhìn phải một hồi, Trương Huyền không nhịn được líu lưỡi. Trước đó cường giả Thông Huyền cảnh ở vương thành của Thiên Huyền cao cao tại thượng, ở chỗ này lại giống như rau cải trắng, tùy ý có thể nhìn thấy được. Thậm chí một lão nhân không có gì bắt mắt đang xếp hàng, liền có thể nắm giữ tu vi Thông Huyền cảnh đỉnh phong. Mà cường giả Ích Huyệt cảnh có thể trở thành trưởng lão một gia tộc, ở chỗ này chỉ là tầm thường nhất, tùy tiện đều có thể nhìn thấy được mấy người. Chương 339, ta thuần phục một con chim một. Đừng ồn ào nữa, đi sát Bắc thành của Hàn Vũ Vương quốc, chỉ có 10 người. Ngày hôm nay đã đủ, muốn đi, ngày mai lại tới xếp hàng. Đây là đi tế Bắc thành của An Viễn Vương quốc, còn thiếu 3 người. Muốn đi thì tranh thủ thời gian, chậm sẽ không còn chỗ. Ở đây bán ra ấu tể của man thú Hồng Vĩ Hồ Thông Huyền cảnh, có ai nguyện ý mua, tranh thủ thời gian qua. Trước mặt đoàn người, các loại âm thanh ầm ĩ, có vẻ lộn xộn. Huyền Lạc Sơn mạch gần sát với 10 vương quốc, Bắc Phủ Vương quốc, Hàn Vũ Vương quốc, Thiên Huyền Vương quốc. Tất cả sẽ đến đây giao dịch, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người, nhất là đi xa nhà, toàn bộ thú đường tổng cộng lại có nhiều man thú như vậy, người tới nhiều, không có khả năng đều ngồi hết được. Cơ bản cần tới sớm xếp hàng, có vài người ở chỗ này chờ liền nửa tháng, cũng rất khó xếp hàng được. Nhìn đoàn người ầm ĩ trước mắt, Vân Đào giải thích. Nửa tháng cũng không thể xếp hàng. Trương Huyền sửng sốt. Thú đường không có khả năng thỏa mãn đầy đủ nhu cầu man thú. Về điểm ấy hắn đã sớm đoán được, nhưng hắn không nghĩ tới cần phải sắp xếp trong thời gian lâu như vậy. Nếu như ở chỗ này chờ nửa tháng, còn không bằng trực tiếp ngồi báo kim thân thiết tiễn đi Thiên Vũ Vương quốc. Tiền bối yên tâm. Nhìn vẻ mặt của hắn, Vân Đào mỉm cười. Chỉ cần ta hoàn thành sát hạch, trở thành thuần thú sư chính thức, lại có tư cách giúp tiền bối lựa chọn man thú bay để sử dụng, không cần giống như những người khác ở chỗ này chờ đợi. Nghe hắn nói như vậy, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Bất kỳ nghề nghiệp nào, cũng có đặc quyền. Thật giống như luyện đan sư ở nghiệp đoàn của luyện đan sư mua đan dược, không chỉ được ưu tiên, còn được giảm chiết khấu. Thuần thú sư cũng giống như vậy. Những người khác muốn cưỡi man thú bay, phải xếp hàng chờ. Mỗi ngày số người thuê là cố định, nhưng thuần thú sư chính thức lại khác, có thể trực tiếp cưỡi, không cần giống như những người khác xếp hàng chậm trễ thời gian. Vậy, đi hoàn thành sát hạch thôi. Nhìn thấy được mọi người xếp hàng dường như rất dài, ra đầu Trương Huyền tê dại, tùy ý khoát tay áo. Ừ, nơi sát hạch thuần thú sư ở nơi đó. Vân Đào đi trước dẫn đường. Mấy người sải bước đi nhanh qua. Những người khác thấy bên cạnh Trương Huyền có con báo kim thân thiết tiễn cao lớn hung bạo mạnh mẽ, đều tránh ra. Lúc này con báo kim thân thiết tiễn đã không còn khí tức sắc bén như khi vừa đột phá. Ngoại trừ hình thể to lớn, so với trước, nó không có khác biệt quá lớn, khiến cho người ta vừa nhìn thấy, còn tưởng rằng nó chỉ có Ích Huyệt cảnh. Chỉ có điều, mặc dù là man thú Ích Huyệt cảnh, cũng không ai nguyện ý trêu chọc. Không phải là bởi vì thực lực của nó, mà nơi này là thú đường. Có thể dẫn theo một con man thú khổng lồ như vậy, khẳng định có quan hệ rất lớn. Nếu không phải là học đồ thì chính là thuần thú sư. Bất kể bên nào, bọn họ đều không thể đắc tội được. Không ai ngăn cản, bọn họ đi thật ra vô cùng nhanh chóng. Qua thời gian không lâu, mọi người lại đi đến trước một gian phòng cực lớn. Phía trước cửa có 5 chữ lớn, sát hạch thuần thú sư. Không giống với nơi sát hạch luyện đan sư, nơi đây có vẻ càng rộng hơn. Hiện tại cách sát hạch kết thúc, còn có một khoảng thời gian. Thời gian không muộn, chúng ta vào đi thôi. Nghĩ đến lập tức có thể thông qua sát hạch trở thành thuần thú sư chính thức, Vân Đào hưng phấn, trong mắt tỏa ra ánh sáng. Hắn cười một tiếng, muốn đi vào. Đây không phải là Vân Đào sao? Thế nào lại nhanh lại trở về như thế? Có phải cảm thấy không có cách nào thông qua sát hạch, xám xịt trở về hay không? Mọi người vẫn chưa vào cửa. Lại nghe được một giọng điệu thoáng hiện ra vẻ cười nhạo vang lên. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên dẫn theo rất nhiều thuộc hạ và một con hổ thú cực lớn, nghênh ngang đi tới. Con hổ thú này so với báo kim thân thiết tiễn còn lớn hơn, khí thế cũng càng thêm kinh người,
khiến người ta một loại cảm giác có thể xé rách trời cao. Chỉ có điều, bàn về thực lực, nó còn kém hơn một ít, chỉ là ít huyệt cảnh sơ kỳ mà thôi. Người này là Lục Vương tử của thần Bắc Vương quốc Chu Cẩm Hoàng, cùng điện hạ chúng ta luôn luôn không hợp nhau. Nhìn thấy Trương Huyền nghi ngờ, một thuộc hạ của Vân Đào truyền âm qua. Thần Bắc Vương quốc. Trong đầu Trương Huyền xuất hiện thư tịch xung quanh địa đồ. Giống như Hàn Vũ Vương quốc, thần Bắc cũng là một vương quốc nhị đẳng. Bởi vì lãnh thổ gần với Hàn Vũ láng giềng, mâu thuẫn không ngừng, xem như là một trong những vương quốc đối địch, làm thành viên vương thất của hai vương quốc lớn, căm thù lẫn nhau, cũng là chuyện rất bình thường. Mâu thuẫn của hai người bọn họ, thật ra, không phải là bởi vì lãnh thổ, mà là... Thuộc hạ của Vân Đào nói còn chưa dứt lời, liền nghe được có tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó lại một đám người đã đi tới. Cẩm Hoàng, người sao có thể nói như vậy được, không thấy được con báo kim thân thiết tiễn phía sau hắn này. Có con này, hắn đương nhiên có thể thông qua đợt kiểm tra. Một người thanh niên áo trắng dẫn đầu, khẽ cười một tiếng, lập tức nhướng mày. Chỉ là, ta nhìn con báo kim thân thiết tiễn này thế nào, hình như lại không thân với hắn. Chẳng lẽ không phải là thú sủng của hắn? Nghe là giúp Vân Đào giải vây, trên thực tế môi hơi cong lên, mang theo ý đùa cợt. Đây là cửu vương tử Càn Viễn Vương quốc, Chu Tuyên. Hắn cùng điện hạ cũng không quá hòa hợp. Tiếng thuộc hạ của Vân Đào truyền âm tiếp tục vang lên. Càn Viễn Vương quốc cũng là vương quốc nhị cấp, cách nơi này cũng không tính là quá xa, không liền kề với Thiên Huyền, lại nối liền cùng Thiên Vũ Vương quốc. À, ngươi vừa nói như vậy, ta mới nhìn ra. Thoáng liếc mắt nhìn con báo kim thân thiết tiễn, cũng không tới gần Vân Đào, ngược lại đứng sát cùng một người thanh niên không biết tên, Chu Cẩm Hoàng mỉm cười. Vân Đào, người sẽ không phải thật sự không thuần phục được man thú, cố ý tìm người mượn một con đến đây chứ? Nếu thật sự là như vậy, ta khuyên người vẫn nên cẩn thận hơn một chút. Một khi bị thú đường điều tra ra, cả đời sẽ bị cấm thi. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể cụp đuôi ngoan ngoãn rời khỏi đây. Thú đường có quy định rõ ràng. Khi sát hạch thuần thú sư nếu như là mượn man thú của người khác, một khi bị điều tra ra, cả đời cấm thi, cũng đại biểu đời này sẽ vô duyên cùng nghề nghiệp thuần thú sư. Chu Tuyên, Chu Cẩm Hoàng là thuần thú học đồ, năng lực quan sát tất nhiên không kém. Bọn họ vừa liếc mắt liền nhìn ra được con báo kim thân thiết tiễn và Trương Huyền thân thiết, còn đối với Vân Đào vô cùng xa lạ. Rất rõ ràng đó không phải là thú sủng của hắn. Hắc hắc, chỉ cần lần này không có cách nào thông qua. Xem hắn còn mặt mũi nào, theo đuổi Mạc Vũ tiểu thư. Chu Tuyên nói, còn theo đuổi sao, ta thấy có thể lăn được bao xa thì lăn đi bấy xa. Loại thiên tài siêu cấp giống như Mạc Vũ tiểu thư, không có khả năng bị loại gà mờ giống như hắn dâm loạn được. Chu Cẩm Hoàng hừ lạnh, ta có không tư cách, các ngươi cũng chưa chắc có chỗ nào hơn được ta. Bớt ở chỗ này nói lời châm chọc đi, có bản lĩnh thành thuần thú sư lại nói. Thấy hai người giáp công. Vân Đào một mình khó có thể chống đỡ, vùng ống tay áo lên. Phải vậy không, thoạt nhìn rất tự tin, chỉ có điều, một lát nữa sẽ có lúc ngươi phải khóc. Sát hạch thuần thú sư, không chỉ thông qua, còn phải đánh giá cấp bậc. Ta xem một lát nữa ngươi có thể được đánh giá là cấp mấy. Chu Tuyên nói, ngươi vẫn nên quản tốt chính mình đi, ta sợ đến lúc đó ngay cả tam cấp cũng không được đánh giá nổi, phải xám xịt rời khỏi đây. Vân Đào nói. Ngươi, hai mắt Chu Tuyên híp lại một cái. Hy vọng sau khi sát hạch xong, ngươi còn có thể tự tin như vậy. Hừ, ba người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Một đám thuộc hạ đều căm thù nhìn nhau, không có sắc mặt tốt. Trong tai nghe được lời đối thoại của mấy người này, Trương Huyền cũng hiểu được, mâu thuẫn của mấy người quả thực không phải là bởi vì lãnh thổ của vương quốc, mà hình như là một vị nữ tử tên gọi là Mạc Vũ. Mạc Vũ tiểu thư. Là thiên tài nổi tiếng nhất trong thuần thú học đồ, cùng đám người điện hạ sát hạch thuần thú sư, phát ra ánh sáng chói mắt. Trong lòng điện hạ của các vương quốc đều thầm mến, ngầm cạnh tranh, hy vọng có thể nhận được sự ưu ái của nàng. Thuộc hạ của Vân Đào tiếp tục truyền âm. Biết được là nguyên nhân này, Trương Huyền lắc đầu. Còn tưởng rằng làm vương tử, bởi vì tranh lãnh thổ, tranh đấu với nhau. Không nghĩ tới lại bởi vì một nữ nhân. Là Mạc Vũ tiểu thư. Mau nhìn man thú ở sau lưng nàng. Thật là lợi hại. Ba người đang giằng co, liền nghe được xung quanh có tiếng xôn xao. Một bóng dáng yểu điệu chậm rãi đi tới. Phía sau bóng người này có một con hùng ưng cao lớn đi theo, lưng sắt cánh vàng, hai mắt giống như điện giật,
làm cho lòng người sinh ra sự cảnh giác. Man thú thông huyền cảnh. Mắt Trương Huyền tập trung nhìn qua. Con hùng ưng này không ngờ đã đạt đến thông huyền cảnh hậu kỳ. So với con báo kim thân thiết tiễn bên cạnh hắn cũng cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, khí tức mơ hồ, khiến người ta một loại cảm giác phong lôi. Sợ rằng ở trên phương diện tốc độ, so với con chim kỳ lạ trước đó, chỉ có mạnh hơn, không có kém hơn. Mạc Vũ tiểu thư, thấy bóng người này xuất hiện, ánh mắt đám người Vân Đào, Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên nhất thời đều sáng lên. Bọn họ vội vàng nghênh đón. Nàng chính là Mạc Vũ. Nhìn hùng ưng xong, lúc này Trương Huyền mới chuyển lực chú ý tới trên bóng dáng yểu điệu kia. Đó là một nữ tử khoảng 23, 24 tuổi, toàn thân mặc trường bào màu xanh lục nhạt, phác họa ra dáng người hoàn mỹ duyên dáng, thắt lưng yêu kiều tuyệt đẹp chỉ bằng nắm tay, 3000 sợi tóc đen bóng chảy xuôi xuống, kết hợp với làn da thịt trắng như tuyết, khiến người ta một loại thẩm mỹ khác thường. Nói riêng về diện mạo, so với Trầm Bích Như cũng không kém hơn chút nào, thậm chí còn có phần hơn. Có thể nói còn theo kịp Triệu Nhã đã kích hoạt 10% thể chất thuần âm. Xinh đẹp thì rất đẹp, chỉ có điều thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng. Đối với thái độ của đám người Vân Đào, nàng còn hoàn toàn không để ý chút nào. Không hổ danh là Mạc Vũ tiểu thư, quả nhiên ra tay không tầm thường. Vẻ mặt Chu Cẩm Hoàng tươi cười chào đón. Thanh ưng thú thông huyền cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới có khả năng thuần phục. Lợi hại, lợi hại. Đó là chuyện tất nhiên. Một con thanh ưng thú nho nhỏ mà thôi. Mạc Vũ tiểu thư ra tay, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Chu Tuyên cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đối với lời khen tặng của hai người, vị Mạc Vũ tiểu thư này liếc mắt thoáng nhìn, trên gương mặt lạnh như băng không biểu lộ ra bất kỳ thái độ nào. Mắt nàng thoáng nhìn, thấy được Trầm Bích Như ở trong đám người, dừng lại một chút, sau đó trực tiếp đi tới. Nàng cũng tới sát hạch thuần thú sư sao? Hàn Quỳnh đâu? Nàng ấy không có tới sao? Âm thanh tuy rằng thanh thúy động lòng người, lại mang theo cảm giác từ chối người ngoài ngàn dặm. Nàng không có tới, ta là đi cùng bằng hữu qua đây. Trầm Bích Như chỉ về phía Trương Huyền. Mạc Vũ tiểu thư liếc mắt thoáng nhìn Trương Huyền, lập tức lướt qua, giống như không khí. Ngay sau đó thân thể nàng xoay đi, cũng không nhiều lời vô ích, tiến về phía gian phòng. Đám người Chu Cẩm Hoàng bị đối phương bỏ qua, cũng hoàn toàn không có chút không vui nào, cũng theo sát, tiến vào trong. Các ngươi quen nhau. Đối với chuyện Mạc Vũ tiểu thư này không nhìn mình, Trương Huyền cũng không quá để ý. Mà hắn nghi ngờ nhìn về phía Trầm lão sư bên cạnh. Lần trước ta cùng Hàn Quỳnh tới đây, có gặp qua một lần. Trầm Bích Như gật đầu. Nàng thật sự chỉ là một thuần thú học đồ có tư chất thôi sao? Trương Huyền nghi ngờ. Cho dù nữ hài này rất xinh đẹp, rất có thiên phú đối với thuần thú, cũng không đến mức khiến cho vương tử của ba vương quốc lớn lộ ra thái độ cung kính như vậy. Bất kể là Hàn Vũ, Thần Bắc hay Càn Viễn, đều là vương quốc nhị cấp. Cho dù thuần thú sư không nhiều lắm, khẳng định cũng có không ít. Một học đồ mà thôi, vẫn không đến mức khiến cho đường đường vương tử điện hạ ăn nói khép nép, cam tâm tình nguyện như vậy. Ở vương quốc nhị đẳng, đừng nói thuần thú sư học đồ, cho dù danh sư học đồ, sợ rằng cũng không có được loại địa vị này. Theo đẳng cấp vương quốc càng cao, vương quyền cũng lại càng tôn quý. Trừ phi là người chức nghiệp đẳng cấp cao, bằng không, chắc chắn sẽ không khiến cho người ta chú ý, không có khả năng giống như Thiên Huyền vương quốc, một danh sư học đồ nho nhỏ, là có thể khiến cho Trầm Truy bệ hạ đối xử cung kính. Nàng quả thực không chỉ là thuần thú học đồ, ta đã nghe Hàn Quỳnh nói qua một lần, nàng còn có một thân phận khác. Tam công chúa của Thiên Vũ vương quốc. Trầm Bích Như suy nghĩ một chút nói. Chương 340, ta thuần phục một con chim 2. Công chúa của Thiên Vũ vương quốc. Trương Huyền bừng tỉnh. Như vậy còn hiểu được. Thiên Vũ vương quốc là vương quốc nhất đẳng, trong 12 vương quốc xung quanh hoàn toàn là bá chủ không cần hoài nghi. Công chúa điện hạ của vương quốc này, thân phận so với một ít quốc vương của vương quốc nhỏ còn muốn tôn quý hơn. Nếu có thể cưới được nàng, thân phận phò mã, nhất định sẽ có giúp ích cực lớn đối với chuyện tranh đoạt vị trí thái tử sau này. Xem ra Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên thậm chí Vân Đào đều đánh chủ ý này. Chỉ có điều, đối với Trương Huyền mà nói, công chúa hay không công chúa gì đó đều không đáng để chú ý tới. Dựa vào người khác cũng không có tác dụng, chủ yếu nhất vẫn là mình. Hai người nói chuyện một hồi, cũng đi vào phòng. Trong phòng khác hẳn so với bên ngoài, rất vắng vẻ. Chỉ có mấy nhóm người mới vừa vào tới. Lần này tổng cộng có 4 nhóm sát hạch,
đều trở về. Ngươi nói ai sẽ là người tới sát hạch cho chúng ta? Đương nhiên là đường chủ đại nhân, hắn là thuần thú sư nhị tinh cấp bậc cao nhất ở thú đường. Gần như mỗi lần sát hạch đều là hắn kiểm tra. Đúng vậy, nghe nói đường chủ đại nhân sát hạch vô cùng nghiêm khắc, không biết là thật hay giả. Cần gì quan tâm điều đó là thật hay giả, điện hạ của chúng ta đã thuần phục man thú, phù hợp với yêu cầu, thông qua khẳng định không có vấn đề gì. Đi vào gian phòng, liền nghe được xung quanh có những tiếng nói thầm. Ba vị vương tử điện hạ đều dẫn theo không ít tùy tùng. Trái lại vị Mạc Vũ tiểu thư kia, một thân một mình, thân thể mềm mại đứng ở đó, hơi nghiêng người, khí tức lạnh như băng phát ra, không ngờ không có một người dám qua quấy rầy. Nghe giọng điệu vừa rồi, nàng và Hàn lão sư có mâu thuẫn. Thấy được vị tam công chúa Thiên Vũ vương quốc này tự nhiên cũng không dẫn theo một tùy tùng nào, bộ dạng xin đừng quấy rầy, lại nhớ tới lời đối thoại của nàng với Trầm Bích như trước đó, hắn không nhịn được nhìn qua. Chưa nói tới mâu thuẫn, Hàn lão sư cũng là thuần thú học đồ, hai người đều từng ở thú đường một khoảng thời gian, bởi vì đều là mỹ nữ, trong lòng tự nhiên cũng có tâm tư đối lập với nhau. Chỉ là không nghĩ tới nàng tự nhiên nhanh chóng sát hạch thuần thú sư chính thức như vậy. Thiên phú quả nhiên lợi hại. Đôi mắt thanh tú của Trầm Bích như mang theo sự kinh ngạc. Thiên phú. Trương Huyền kỳ quái. Sát hạch một thuần thú sư lại cần thiên phú cao. Xem ra ngươi không biết, vị Mạc Vũ công chúa này học tập chức nghiệp thuần thú sư, thời gian còn chưa tới một năm. Trầm Bích như nói. Chưa tới một năm, vậy quả thực xứng là thiên tài. Trương Huyền gật đầu. Tuy rằng hắn không hiểu về thuần thú sư, nhưng đối với luyện đan sư lại biết rất nhiều. Nếu hai loại chức nghiệp này ở trên cửu lưu, thứ hạng không phân cao thấp, độ khó khẳng định không nhỏ. Chưa tới một năm, không chỉ trở thành học đồ, còn sát hạch thuần thú sư chính thức, phần thiên phú này, quả nhiên cường đại tới mức đáng sợ. Mấu chốt nhất chính là, nàng không chỉ có học tập chức nghiệp thuần thú, còn là một vị luyện đan nhất tinh sư, khoảng cách với nhị tinh cũng không xa. Mấu chốt nhất chính là, còn là một vị danh sư học đồ, có người nói nàng tới nơi này sát hạch thuần thú sư. Là để rèn luyện mức độ tâm cảnh của mình. Một khi đủ tư cách, trở về có thể sát hạch danh sư nhất tinh. Khuôn mặt Trầm Bích như lộ vẻ nghiêm trọng. Luyện đan sư nhất tinh, danh sư học đồ. Trương Huyền sửng sốt. Tuy rằng có chút tương tự với hắn, nhưng hắn biết, thiên phú của đối phương quả thực cao hơn bản thân mình rất nhiều. Hắn sát hạch luyện đan sư nhất tinh, hoàn toàn là dựa vào thủ đoạn bất chính, dựa uy lực của thiên đạo đồ thư quán. Nếu như thật để cho hắn luyện đan, có khả năng tối đa điều chế ra bột thuốc, ngay cả điều phối chế tạo ra thuốc viên bình thường cũng không được. Chỉ chừng ấy tuổi, có thể dựa vào bản lĩnh thật sự sát hạch luyện đan sư nhất tinh thành công, hơn nữa còn là danh sư học đồ, thảo nào được gọi là thiên tài. Quả thực rất lợi hại. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, có một lão nhân đi đến. Yên tĩnh, ngày hôm nay do ta chịu trách nhiệm sát hạch các vị. Nhìn thấy người này xuất hiện, tất cả mọi người đều sửng sốt. Là hồng thú sư của thú đường, thế nào lại là hắn tới xét duyệt? Vân Đào cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Dựa theo đạo lý, xét duyệt thuần thú sư chính thức, đám người đường chủ phải đích thân tới. Còn phải có thuần thú sư nhị tinh chấn thủ. Vị hồng thú sư này tuy rằng địa vị cũng không thấp, nhưng chỉ là nhất tinh đỉnh phong. Chịu trách nhiệm xét duyệt, vẫn không có tư cách. Hình như nhìn ra được mọi người nghi ngờ, hồng thú sư mở miệng. Hôm nay... Đám người đường chủ đều có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Ta lại thay bọn họ xét duyệt, các vị yên tâm, ta sẽ nghiêm ngặt dựa theo trình tự, sẽ không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, lừa dối. Cho nên, mọi người không cần lo lắng. Lại nói, xung quanh có Ngọc Tinh luôn luôn ghi lại hiện trường. Chỉ cần phù hợp yêu cầu, sẽ thông qua sát hạch, trở thành một thành viên của thú đường. Vâng, mọi người đồng thời gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bất kể luyện đan sư hay thuần thú sư, sát hạch bất kỳ một chức nghiệp nào, đều cần phải ghi lại hiện trường, để sau này tìm đọc. Có thứ này tồn tại, cho dù muốn dối trá, cũng không dám. Các vị đều là thuần thú học đồ, hơn nữa đều thông qua sát hạch cửa thứ nhất. Nội dung hình thức sát hạch ở cửa thứ hai, nói vậy mọi người đã sớm biết. Chỉ có điều, ta vẫn phải nói lại một chút. Hồng thú sư nhìn quanh một lượt. Yêu cầu của cửa ải này là thuần phục một con man thú thực lực mạnh mẽ hơn so với mình. Mặc dù chỉ cần thuần phục sơ bộ là được, nhưng sẽ phân ra đẳng cấp. Tu vi của man thú cao hơn so với bản thân càng nhiều, mức độ trung thành càng cao, cấp bậc cũng sẽ càng cao.
dựa theo tình huống bình thường, chia ra làm đẳng cấp 1, 2, 3, 3. Đẳng cấp càng cao, thành tích sát hạch cũng càng sát đầu. Đối với những điều này, các vị có ý kiến gì không? Không. Đám người Vân Đào sốt ruột vội vàng gật đầu. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu xét duyệt. Người đầu tiên, Chu Tuyên. Hồng Thú Sư nhìn lại. Vâng. Chu Tuyên đi lên phía trước. Người thuần phục là cái gì? Hồng Thú Sư hỏi. Hồi bẩm Hồng Thú Sư, ta thuần phục là con sói khiếu sỉ. Man thú ích huyệt cảnh sơ kỳ. Chu Tuyên chỉ một cái, thuộc hạ của hắn lập tức dẫn qua một con sói lớn dài hơn 3 thước. Toàn thân con sói lớn màu xám xanh, khóe miệng lộ ra hàm răng sắc bén, khiến người ta một loại cảm giác hung bạo mạnh mẽ. Khác thường. Ừ. Hồng Thú Sư gật đầu, lấy ra một quả cầu thủy tinh. Đây là thủy tinh vấn tâm kiểm tra mức độ trung thành của man thú, có thể biểu hiện chỉ số, thuần phục sơ bộ, mức độ trung thành ở giữa 15 đến 30. Chỉ số càng cao, đánh giá cấp bậc cũng sẽ càng cao. Thủy tinh vấn tâm. Nhìn thấy được thứ này, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Trước đây học thẩm tra tâm, kiểm tra mức độ tín nhiệm của Lưu Dương cũng là thứ này. Xem ra không chỉ có thể kiểm tra độ tín nhiệm của con người, ngay cả mức độ trung thành của man thú cũng có thể kiểm tra ra. Suy nghĩ một chút là có thể hiểu được, người chạm vào thứ này trong đầu có thể phát sinh huyễn cảnh, lợi dụng cảnh tượng giả thuyết phán đoán trình độ tín nhiệm và trung thành, chắc là đặc biệt chính xác. Giống như kiểm tra độ tín nhiệm, Chu Tuyên đầu tiên nhỏ một giọt máu vào trong, sau đó để cho man thú khai thông. Thời gian không lâu, trên thủy tinh chậm rãi hiện lên một vài giá trị. 20. Trong thời gian không tới nửa tháng, khiến mức độ trung thành đạt được 20, phù hợp tiêu chuẩn thuần phục sơ bộ. Không tệ không tệ, đánh giá nhị cấp. Nhìn thấy được chỉ số phía trên, Hồng Thú Sư vuốt râu thỏa mãn gật đầu. Tìm được man thú, sau đó thuần phục, ngắn ngủi không đến nửa tháng, lại đạt được loại mức độ trung thành này, tuyệt đối có tư cách trở thành thuần thú sư nhất tinh. Điện hạ quả nhiên lợi hại. Đánh giá là nhị cấp, đây là chuyện thú đường rất nhiều năm cũng không có xuất hiện. Đúng vậy, quá mạnh mẽ. Nghe được thành tích đánh giá, phía dưới bàn luận ầm ĩ. Sát hạch thuần thú sư, tam cấp xem như là thông qua. Nhị cấp, ở loại vừa trở thành thuần thú sư này, tuyệt đối được tính là thiên tài. Nhị cấp, không tệ, chỉ có điều, ta cũng không kém gì ngươi. Không nghĩ tới thành tích của Chu Tuyên cao như thế, Chu Cẩm Hoàng thoáng sửng sốt một chút, sau đó lập tức cười nhạt, đi tới. Rất nhanh kết quả xuất hiện, con hổ thú kia của hắn, mức độ trung thành cũng đạt tới khoảng 20, nhị cấp. Đến lượt Mạc Vũ Tiểu Thư. Mạc Vũ Tiểu Thư đây là man thú bay, bản thân việc thuần phục đã khó khăn. Hơn nữa còn là man thú thông huyền cảnh, khẳng định sẽ càng lớn hơn nữa. Đúng vậy, thành tích của nàng sợ rằng vượt qua nhị cấp. Thú đường sát hạch thuần thú sư, đã hơn 30 năm không xuất hiện thành tích nhất đẳng. Chẳng lẽ nàng có thể vượt qua quy định này? Nhìn thấy được Mạc Vũ Tiểu Thư đi lên phía trước, tất cả mọi người lộ ra vẻ khẩn trương, đồng loạt nhìn qua. Sát hạch thuần thú sư đánh giá đẳng cấp đạt được nhất đẳng, giống như sát hạch trong luyện đan sư chế luyện ra đan dược hoàn mỹ. Một khi thành công, tất nhiên được thú đường coi trọng. Các loại tài nguyên cũng sẽ có phần được thiên vị. Chu Tuyên, Chu Cẩm Hoàng có thể sát hạch ra thành tích nhị đẳng cũng rất chói mắt. Nhưng Mạc Vũ Tiểu Thư rõ ràng mạnh hơn, tất cả mọi người muốn xem thử một chút, xem nàng có thể sáng tạo ra lịch sử mới hay không. Không để ý tới những bàn luận xung quanh. Mạc Vũ Tiểu Thư nhấc chân đi lên phía trước, tay ngọc vẫy một cái. Con thanh ưng thú cực lớn kia lại chậm rãi đi tới trước mặt. Trình tự giống như những người khác, rất nhanh được kiểm tra xong. Mức độ trung thành, 30. Nhất đẳng, là nhất đẳng. Nghe xong đánh giá, gian phòng trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người biết Mạc Vũ Tiểu Thư là thiên tài vô song, nhất định sẽ đạt được nhất đẳng. Nhưng khi thật sự nghe được, vẫn khiếp sợ không thôi. Hắc hắc, Vân Đào tới lượt ngươi. Chúng ta đều là nhị đẳng. Mạc Vũ Tiểu Thư còn là nhất đẳng. Vừa rồi giọng điệu ngươi lớn lối như vậy, sẽ không ra một tam đẳng chứ. Nếu thật sự là như vậy, ta cảm thấy cũng không còn mặt mũi gặp người. Nhìn Vân Đào sắp kiểm tra, Chu Cẩm Hoàng cười nói. Ta cảm thấy Chu Huynh vẫn quá đề cao hắn. Đừng nói tam đẳng, ta cảm thấy, hắn có thể thông qua sát hạch hay không, cũng là vấn đề. Chu Tuyên hừ lạnh. Con báo kim thân thiết tiễn này khẳng định không phải là của hắn, vậy man thú hắn thuần phục ở đâu? Đúng vậy,
sẽ không phải không thuần phục được man thú chứ? Nếu như không có man thú, đã nói rõ thất bại. Giọng nói của hai người không che giấu, lập tức dẫn tới xung quanh lại xôn xao. Ngay cả Mạc Vũ tiểu thư cũng không nhịn được, đôi mi thanh tú nhíu lại, nhìn qua. Yên lặng. Hồng thú sư khoát tay chặn lại, cắt ngang lời tranh cãi của mọi người. Hắn nhìn về phía Vân Đào đang đi qua, trong mắt cũng tràn ngập sự nghi ngờ, không nhịn được hỏi. Ngươi thuần phục là cái gì? Là con báo kim thân thiết tiễn kia sao? Không phải, đó là của Trương Huyền tiền bối thuần phục. Vân Đào gãi đầu, có chút xấu hổ. Ta, thuần phục một con chim. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 340.